Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 52. Buông tha chống lại, thân thủ chấm dứt ta. Ai, ha ha, có thể đang nghe nói như vậy, Mô Đần lại đột nhiên có chút quỷ dị khẽ thở dài một tiếng, chợt bất ngờ trên mặt thần sắc lại trở nên cười nhạt. Xem ra là không giấu được a. Hắn sau đó trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, tự lẩm bẩm. Nghe vậy thấy thế Kên bỗng nhiên nhíu nhíu mày, quát lạnh Mô Đần, ở ta Kên trước mặt ngươi còn trông cậy vào những. Này tiểu siếc, hắn có thể không tin Mô Đần vẫn có thể có cái gì đủ để phá vỡ hắn Kên con bài chưa lật. Có thể hắn loại ý niệm này cũng còn chưa ở trong đầu chân chính cố định xuống tới, chợt chỉ thấy hắn con ngươi hơi rụt một cái, bởi vì, Mô Đần cư nhiên thực sự xuất tiên động thủ. Hướng hắn cái này tối tiếp cận trong truyền thuyết thân vương cảnh giới cực mạnh đỉnh đại công tước tồn tại. Ha ha! Chỉ thấy Mô Đần cười lạnh một tiếng, theo khẽ nhất tay một cái, liền có một khối tối như mực, tràn ngập lành lạnh hắc ám khí thức gì đó xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà ở nhìn thấy tối như mực, tràn ngập lành lạnh hàn khí gì đó, Kên lại hơi biến sắc mặt thay đổi, kiêng kỵ nói hắc ám minh ngọc. Các ngươi hội trưởng cư nhiên đem cái này thánh vật đều cầm cho ngươi. Hắc ám minh ngọc là Âu Châu hắc ám thế giới cực mạnh hai đại hắc ám ma pháp nghiệp đoàn một trong đất khô cằn cửa cực mạnh nghiệp đoàn thánh vật. Vẫn cùng tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết, cùng thẩm phán vậy, đều là đỉnh cấp trung phẩm thánh khí tầng thứ chí bảo. Chỉ là thứ này không phải là hạng nhất đều là đất khô cằn cửa hội trưởng cầm sao. Lại không nghĩ tới hôm nay, Mô Đần cư nhiên mang đến. Đáng chết. Kên, tha trụ hắn được rồi. Chờ chúng ta giết chết Myersdorf lại tới thu thập hắn. Cách đó không xa đang ở vây công Myersdorf thánh ma đạo tu Mã Hách thân vương, cũng tựa hồ chú ý tới bên này tình hình, lạnh lùng truyền đến thanh âm. Hắn đương nhiên biết nhất kiện đỉnh cấp trung phẩm thánh khí ý vị như thế nào. Tựa như hắn như bây giờ, rõ ràng là thông thường huyết tộc thân vương, nhưng ở hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí tăng phúc dưới trở nên so với Ôn Thiên Hùng cái này đồ cổ người tiên thiên hậu kỳ đỉnh tồn tại, đều còn lợi hại hơn. Mà cái này, cũng chính là đỉnh cấp trung phẩm thánh khí oai. Ý nghĩa hiện nay Mô Đần, mặc dù vẻn vẹn chỉ là SS cộng cực hạt, nhưng lại đã không phải là không có bất kỳ trung phẩm thánh khí Kên, có thể nuốt trôi. Đáng chết, Kên rất hiển nhiên cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này, nhưng lại vẫn là không nhịn được sắc mặt hắn giọng tức giận mắng một tiếng, trước mắt sát khí. Trước hắn cũng đã như vậy cuồng ngạo bày ra một bức mèo làm trò con chuột khinh miệt, cho rằng bằng hắn Kên lực lượng, tuyệt đối hoàn toàn đủ để bắt đối phương, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại bóng tối này minh ngọc, cái này đỉnh cấp trung phẩm thánh khí cho trực tiếp cho hắn cảnh tỉnh. Cái đó và hung hăng ở trên mặt hắn phiến một cái tát có cái gì khác nhau? Có như vậy nhất kiện thánh uy kinh khủng thánh vật cầm trong tay, đừng nói là hắn Kên, coi như là chân chánh huyết tộc thân vương, hoặc SSS cường giả, chỉ sợ hắn Mô Đần đều hoàn toàn hữu lực lượng đối kháng. Như vậy, hắn Kên trước này hành vi lại cùng vở hài kịch có cái gì khác nhau? Ha ha! Mà nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, cũng Mô Đần mắt hơi híp một cái, phung tay, trong tay tối như mực, tràn ngập lành lạnh hắc ám khí tức hắc ám minh ngọc tựu dĩ nhiên quay tròn vừa chuyển, hóa thành khổng lồ như hắc vụ vậy khí lưu, trong khoảnh khắc toàn bộ trào vào thân thể hắn. Mà cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, từ trong cơ thể hắn chảy xuôi ra hắc ám khí tức, cũng tối thiểu trong nháy mắt cường đại rồi gấp đôi. Sau đó chỉ thấy Mô Đần khóe mắt toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Cả người hắc ám khí tức lóe lên, một loại tràn ngập lực lượng cường đại chú ngữ, bị hắn đọc ra. Xin ban cho ta đến từ hắc ám minh đất lực lượng. Minh đất ma xà hoa. Theo Mô Đần trong miệng như minh hoàng vậy lạnh lẽo vô tình ma pháp chú ngữ thanh vang dội đến, Kên sở nguyên bản đứng tại nơi khu vực, lại bỗng nhiên tia sáng đều làm một đầu, mực màu đen hắc ám lực lượng liền quỷ dị, bỗng nhiên từ hư vô trong không khí xông ra. Đem người sau cả chiến đấu của ngươi thân ảnh nuốt hết vào bên trong. Cùng lúc đó, một mảnh tia sáng mơ mơ hồ hồ, dung chuyển hắc sắc thổ địa cũng giống như là mộng ảo vậy xuất hiện ở sắc mặt kinh biến Kên dưới chân. Từng cái quái dị, kinh khủng hắc sắc đằng mạn như ma xà vậy chui ra, há mồm tự cắn. Chỉ là thế này ngươi tự cho rằng có thể đánh đuổi ta. Mô Đần, ngươi có đúng hay không quá để ý mình, đừng tưởng rằng hắc ám minh ngọc ở tay ngươi. A, à, không, ngươi. Ngươi, điều đó không có khả năng. Gặp Ma Đơ cư nhiên chỉ vận dụng loại này tam lưu viễn cổ hắc ám ma pháp đối phó bản thân, Kên trên mặt thần sắc mạnh giận dữ, nhưng cũng một giây kế tiếp lại nhịn không được trong lòng trào phúng lên,
khóe mắt ở chỗ sâu trong toát ra châm chọc. Hắn thấy, nếu là Modern vừa lên đến tự toàn lực ứng phó, dùng lực lượng cường đại nhất đột phá vòng vây, tại nơi đỉnh cấp trung phẩm thánh khí hắc ám minh ngọc tăng phúc dưới, chỉ sợ hắn còn có khả năng thật ngăn không được, nhưng bây giờ. Như thế không biết lượng sức là muốn tìm cái chết sao? Hắn kên không có thể như vậy ở đây cái khác những phế vật kia a. Ngươi nên cho ta làm rõ ràng. Có thể làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, xa như vậy cổ hắc ám ma pháp, minh đất ma xà hoa dây leo sẽ dây dưa trên thân thể hắn, bất quá lại bị hắn tiện tay muốn xé nát lúc, một càng thêm đáng sợ hắc ám lực lượng lại bỗng từ hoa nội bộc phát ra, chút nào không trở ngại xuyên thủng vậy hắn hộ thể huyết quang. Sau tràn ra huyết hoa. Xì. Trong chớp nhoáng này hắn kên thân thể liền bị vạch tìm tòi một cái lỗ máu. Làm cho ma pháp lực lượng cũng điên cuồng hướng trong bắt đầu khởi động, làm hắn con ngươi đều co rút lại, trong nháy mắt ánh mắt chỗ sâu sợ hãi cùng rung động hoàn toàn khó có thể ức chế. Run rẩy bộc phát ra. Hiển nhiên hắn trăm triệu nghĩ không ra, cái này rõ ràng cũng chỉ là tam lưu viễn cổ hắc ám ma pháp, minh đất ma xà hoa, lại vì sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Vân vân chờ đã, lẽ nào, cái này trong sát na, kên trong đầu xẹt qua một đạo khó có thể tin đoán rằng. Siêu. Sau đó chỉ thấy kỳ nhuốm máu sợ hãi khuôn mặt bỗng nhiên nâng lên, run, khó có thể tin nói ngươi đột phá. Ngươi còn không coi là ngốc, chỉ là, hiện tại đã chậm. Nghe vậy Modern khóe miệng giễu cợt cười cười. Nguyên lai hắn đã sớm không còn là SS cộng cực hạn, mà là trở thành SSS cấp hắc ám hệ, thánh ma đạo vậy tồn tại. Hơn nữa hiện nay cái này đỉnh cấp trung phẩm thánh khí hắc ám minh ngọc đối với hắn thực lực tăng phúc. Chỉ sợ hắn đều đã không thể so Ôn Thiên Hùng như vậy tiên thiên hậu kỳ đỉnh yếu đi, vì vậy đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thực sẽ không đem cái này kên để trong mắt. Sở dĩ đình lại lâu như vậy, bất quá là để tê dại Tu Mã Hách đám người mà thôi. Được rồi, tái kiến đi. Sau đó chỉ thấy Modern lạnh lùng nói, bôi đen ám quang bó buộc liền trực tiếp muốn kên mệnh. Đây là hắn không chút do dự thân hình lóe lên, trong miệng niệm động chú ngữ. Kỳ phía sau phốc suy thanh tạo ra một đôi ma cánh. Từ hắn ngay từ đầu làm bộ tỏ ra yếu kém, đến đột nhiên bạo khởi, cho thấy hắc ám hệ thánh ma đạo tầng thứ lực lượng sát nhân, rồi đến hắn hiện tại tạo ra cái này xong ma cánh, quá trình của nó chỉ bất quá trong nháy mắt tự hoàn thành. Chuyện gì xảy ra, đây là, cái gì, Modern ngươi? Cách đó không xa đang ở vây công Myers Dorp Tu Mã Hách. Ở đột nhiên cảm giác được quỷ dị này bạo khởi kinh người viễn cổ hắc ám ma pháp năng lượng, đầu tiên là thần sắc mạnh sửng sốt, nghiêng đầu đến, lại vừa vặn nhìn thấy bọn họ Gret gia tộc có khả năng nhất, có hy vọng nhất bước vào huyết tộc thân vương tầng thứ kên, lại chết thảm ở Modern thủ hạ, không khỏi cả người khí tức một chút cuồng loạn lên, khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn cùng vặn vẹo, hàn tiếng giống giận nói. Cái gì, đáng chết, người này cư nhiên ẩn núp sâu như vậy, hắc ám hệ thánh ma đạo trình tự. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ cũng sắc mặt thoáng cái khó xem, trong ánh mắt sau đó bắn ra hổn hển vẻ. Hắc ám hệ thánh ma đạo cấp bậc viễn cổ hắc ám ma pháp người thừa kế, hơn nữa đỉnh cấp trung phẩm thánh khí cấp bậc thánh vật, hắc ám minh ngọc. Đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là hoàn toàn có khả năng có thể hỏng bọn họ chuyện này, thậm chí có thể nghịch chuyển cái này nguyên bản nắm chắc chiến cuộc. Khụ khụ, Modern, không nghĩ tới người cư nhiên giấu sâu như vậy. Chúng ta liên thủ đi, nói như vậy bất định còn theo chân bọn họ có sức đánh một trận. Coi như đánh không lại, muốn chạy, bọn họ còn là ngăn cản hai người chúng ta. Khụ khụ, khụ khụ, khụ. Mà nhưng vào lúc này, một bên kia cũng đã chuyển đến Myers Dorp cảm thấy ngoài ý muốn tiếng vui mừng. Chỉ là từ hắn không ức chế được thổ huyết tiếng ho khan, lại có thể nhìn ra, trạng thái của hắn bây giờ, đã là thật không tốt. Modern nghe vậy ánh mắt quét một vòng. Liếc bên kia liếc mắt. Chỉ thấy vừa vẫn còn vây công Myers Dorp ba người Tu Mã Hách chờ, lúc này đều đã ngừng tay xuống tới, sắc mặt không gì sánh được hắng giọng cùng kiêng kỵ nhìn hắn. Đến mức Myers Dorp, tắc chính lộ ra một bộ kinh hỉ nảy ra biểu tình nhìn hắn. Hiển nhiên là trước hắn biểu hiện, khiến kỳ ngửi được một tia đào sinh hy vọng. Modern, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, trước phát sinh tất cả ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có ta cũng có thể tại đây bảo chứng, tuyệt không hướng ngươi xuất thủ. Mà ở nghe vậy thấy thế, Tu Mã Hách lập tức hơi biến sắc mặt nói. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, bảo chứng, ha ha, Modern cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình,
nhưng trong lòng căn bản cũng không khả năng tin tưởng đối phương lời này. Hắn lại không ngốc, như thế nào sẽ đến bây giờ đều nhìn không ra, lần này chuyện này, sợ rằng ngay từ đầu chính là Tu Mã Hách cho bọn hắn đào tốt bảy dập, chờ bọn họ đạp tiến đến. Chỉ là không biết vật kia đến tột cùng là đánh cho cái gì chủ ý. Không có khả năng chỉ là đơn thuần muốn bọn họ mệnh đi. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên âm trầm trong con người hiện lên một tia hàn mang, chợt phía sau ma cánh liền, xì, bạo phiến lên, kỳ thân ảnh cấp tốc bị hắc ám sở che lấp, chợt nếu như cùng lôi điện vậy thần tốc bạo bắn ra. Hầu như trong chớp mắt, chỉ thấy hắn không ngờ xuất hiện ở hai người khác đỉnh đại công tước một trong trước mặt, lè lưỡi lành lạnh ở trên môi liếm liếm, chợt một đạo ma âm liền ở vậy đối phương từ từ lớn lên trong con người vang lên, rất là băng lãnh minh đất ma pháp, đưa đỏ. Nhất thời một làm cho tới cực điểm hắc ám lực lượng dường như giòi núp trong xương vậy xâm nhập đại công tước trong cơ thể, cùng lúc đó từng cái hình như là minh đất hắc ám đường cong cũng đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt của, rậm rạp hiện lên tại nơi đại công tước tái nhợt trên da thịt. Sau phảng phất một cắt cái gì đều dừng lại, nhưng sau đó, thân ảnh kia lại như là mạnh một chút không khí lực vậy. Theo sát mà thân thể về phía sau khuynh đảo, phanh một tiếng té trên mặt đất, trở nên không có một chút sinh lợi. T. Nhất thời mọi người tại đây con người đều sợ ngây người, kịch liệt co rút lại. Một luồng sợi hàn khí theo cột sống điên cuồng, lạnh lẽo hướng ra phía ngoài mạo. Mô đần, người có ý tứ, muốn chết sao, nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận tiếng gầm gừ khởi. Cũng Tu Mã Hách sắc mặt không gì sánh được vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy xương lạnh chết nhìn chằm chằm mô đần. Hiển nhiên, coi như là hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới. Cái này mô đần cư nhiên sẽ như vậy quả đoán tàn nhẫn, không chút do dự tự lại hạ sát thủ sát nhân. Làm bọn hắn Red gia tộc lại một đỉnh đại công tước mệnh tang tại chỗ. Hắn, hơn nữa Ken, đó chính là hai đại đỉnh đại công tước, đối với bọn họ Red gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn. Mà loại tổn thất này, chỉ nghĩ muốn, tự quả thực làm hắn hận không thể đem cái này ở đây tất cả mọi người giết sạch, để tiết trong lòng cơn giận. Hai đại đỉnh đại công tước nguyên lão tổn thất, nhất là Ken, càng là bọn hắn Red gia tộc có hy vọng nhất bước vào thân vương cảnh giới huyết tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên hắn đều chết hết, cái này đối với bọn hắn Red gia tộc, đối với Tu Mã Hách mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, khó có thể tiếp thu. Oanh! Nổi giận dưới Tu Mã Hách, cơ hồ là nhìn không được sát ý trong lòng, trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ, phía sau ác ma vậy giữ tợn cánh, xì. Dưới ở giữa không trung tạo thành một đạo chạy như bay tia máu, trong tay hai đại thánh khí hóa thành máu thương, súng càng, xoẹt phập, cho thấy nếu như lôi điện vậy huyết xả, mũi thương đánh phía mô đần. Tại nơi làm cho động tĩnh trong tràn đầy làm người ta khó có thể thừa nhận cường thế ba động. Hiển nhiên, như vậy tổn thất thật lớn đúng là làm hắn thật sự nổi giận. A, à, phanh, chỉ là, uy thế làm cho máu thương súng vừa mới vừa oanh đến. Đó là có một đồng dạng kinh khủng hắc ám khí tức ở cháy đen minh đất ấn sấn dưới quét ngang xuống tới, lại trực tiếp là đem trên đường cắt đoạn, mà kinh người hắc ám lực lượng càng khiến cho người trước phải lui về sau. Mà động thủ người, tự nhiên đó là mô đần. Lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, nếu không phải là cái loại này chân chính sinh tử giao chiến, toàn lực ứng phó, nếu không coi như là lúc này ở trước mặt hắn trạng thái mạnh nhất dưới Tu Mã Hách, chỉ sợ cũng thật rất khó có thể làm gì hắn. Như vậy lại hừ lạnh một tiếng sau, mặt không thay đổi mô đần ánh mắt chuyển hướng Tu Mã Hách, cười lạnh nói thân vương các hạ, ngươi sẽ không cho rằng như vậy tự có thể đối phó ta đi. Hiển nhiên, nếu Tu Mã Hách thật là như thế này cho rằng, kỳ hiện vào lúc này tự đơn giản là một chuyện thiếu lâm a. Mô đần, ngươi đừng quá đắc ý, nếu không trong tay ngươi hắc ám minh ngọc, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì ở bọn ta trước mặt cuồng. Tu Mã Hách trên cổ nhất thời một trận đỏ lên. Không khỏi cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Đến lúc này, tựa hồ hắn đối với mô đần căm hận đã nồng nặc tới cực điểm. Chỉ là, đối với hắn như vậy bệnh tâm thần, cắn răng nghiến lợi kêu to, có thể đổi lấy kỳ thực cũng liền chỉ là mô đần châm chọc cười mà thôi. Hắn dựa vào là hắc ám minh ngọc, vậy còn ngươi? Lẽ nào trong tay ngươi hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí, tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết, cùng thẩm phán, vậy cũng là món đồ chơi sao? Sau đó chỉ thấy kỳ cũng lười lại cùng vậy có một ít mất lý trí Tu Mã Hách lời thừa, theo sát mà thân hình lóe lên, chỉ thấy kỳ dưới vài giây xuất hiện vị trí cũng đã là tại nơi Myers Dorp bên người. Sau lại thấy kỳ mặt không thay đổi ngưng túc nói Myers Dorp thánh ma đạo,
tạm được đi. Đương nhiên tạm được, ta Myersdorf không có thể như vậy yếu ớt như vậy. Myersdorf cười nói. Tốt, 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 Modern, người sẽ hối hận. Thấy tình cảnh này, Tu Mã Hách không khỏi trên mặt thần sắc cực giận lên, mắt thường có thể thấy được tràn đầy vặn vẹo cùng dữ tợn. Mà kỳ nhãn thần, còn lại là ẩn chứa không gì sánh được âm lãnh cùng cuồng nộ, xa xa nhìn phía Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ, tựa hồ là muốn mau ra tay vậy. Thế mà, đối với hắn cái này cuồng nộ rồi lại không khỏi có vẻ có chút cấp bách nhãn thần, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ cũng không từ có chút chần chờ lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Myersdorf hiện nay hoàn toàn chính là khốn thú đấu, một khi xuất thủ, nhất định là long trời lở đất, nói không chừng quyết tâm, đều có thể lôi kéo một hai bọn họ đồng quy vô tận. Vì vậy coi như là ba người bọn họ trước liên thủ vây công đối phương thời gian, hai người bọn họ huynh đệ đều kỳ thực cũng không có cầm suất toàn lực, mà là rất bảo lưu lại một ít cảnh giác, cùng hậu thủ. Dù sao một vị xa so với đồng cấp đừng cường giả lợi hại thánh ma đạo sắp chết phản công, có bao nhiêu khủng bố, trong lòng bọn họ mặt tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ ni, tuy nói bọn hắn bây giờ bên này chừng ba thực lực chân thật có thể sánh ngang hoặc là tiếp cận SSS tầng thứ tột cùng tồn tại. Nhưng vấn đề là đối phương hai người kia, cũng đồng dạng không đơn giản a. Vô luận là kiềm giữ hắc ám minh ngọc Modern, hay là chính mình viễn cổ viêm long ma pháp truyền thừa Myersdorf, đều sợ rằng lực lượng là hoàn toàn kiêu ngạo cho bọn hắn. Mà dưới tình huống như vậy, trừ phi là bọn họ đã hoàn toàn làm xong lưỡng bại câu thương chuẩn bị, bằng không làm sao có thể cầm được dưới. Có thể lưỡng bại câu thương, chỉ là bốn chữ này đại biểu trầm điện điện phân lược, tự thực sự đủ để làm bọn hắn trong lòng tự thụ hạn. Đến rồi bọn họ loại tầng thứ này cùng niên kỷ, nếu không có đập nồi dìm thuyền, hoặc chân thực khó có thể kháng cự ưu đãi, lại làm sao có thể đơn giản đi ra một bước kia. Đáng chết, hai cái này không giữ lời hứa ra vàng hầu tử. Mà ở nhìn thấy đối phương trần chờ, Tu Mã Hách thì như thế nào đoán không ra Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai lòng người. Chợt nhịn không được ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Phẫn nộ đến cực điểm. Mai người tư nhiều thánh ma đạo, chúng ta đi mau. Mà ở thấy tình cảnh này Modern như thế nào không biết đây là, ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vội vàng hướng Myersdorf đưa tin đi, theo sát mà phía sau ma cánh khẽ động, ở tiếng rít trong, cũng đã từ tại chỗ tiêu thất. Viêm long ma pháp, long cánh thiết giáp, mà Myersdorf cũng là người quyết đoán, một tiếng quát chói tai, phía sau liền đã nhanh chóng xuất hiện một đôi viêm long long cánh chim. Bạo nhưng mà kích động, cũng theo tiêu thất. Không tốt, bọn họ muốn chạy, mau ra tay, cản bọn họ lại, Tu Mã Hách ở thấy tình cảnh này, lập tức không chút nghĩ ngợi thần sắc hoảng loạn nói. Nếu thật nhượng hai nhà này hỏa thành công chạy thoát, vậy bọn họ, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Đáng chết, truy. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ rất hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Dù sao bọn họ đều đã lộ ra răng nanh, cùng Tu Mã Hách liên thủ, muốn hướng Myersdorf, còn có mọi người tại đây hạ thủ, nếu là truyền đi, chẳng phải là được cái này toàn bộ công địch của thiên hạ. Có thể đang lúc bọn hắn hiện vào lúc này rốt cục, nghĩ thông suốt, trong điện quang hỏa thạch, Modern cùng với Myersdorf thân ảnh cũng đã xuất hiện ở đây cung điện phòng đại môn lối vào. Mà sau đó, chỉ thấy người sau bỗng nghiêng đầu đến hướng về phía Tu Mã Hách, cùng với Ôn gia huynh đệ quỷ dị, lạnh cười, cả người khí thế một trào, băng lãnh ma pháp chú ngữ theo liền thốt ra. Viêm long ma pháp, vũ trang long cánh tay. Chợt ngưng tụ ở trong không khí hỏa diễm năng lượng một trận run sau, lại làm cho vô cùng tạo thành một long trảo, đột ngột xuất hiện ở sau ba người truy binh trên đỉnh đầu, uy thế cực độ khủng bố, viêm sóng càng ngập trời, theo sát phía sau không chút khách khí tự hung hăng đè xuống. Không chỉ là hắn, ngay cả Modern cũng vào giờ khắc này thần tốc động thủ. Một mảnh đáng sợ minh đất để ngang Tu Mã Hách đám người phía trước, phát tiết theo làm người sợ hãi hắc ám năng lượng, đấu đá hướng bọn họ, khiến kỳ khó có thể lại truy kích. Đáng chết! Tu Mã Hách, Ôn gia huynh đệ tự nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đến như thế một tay, trong lòng không khỏi giận dữ cực kỳ lên. Nhưng nộ về nộ, có thể long chảo cùng minh đất viễn cổ ma pháp năng lượng, mặc dù là ba người bọn họ cũng còn không dám đón đỡ. Rơi vào đường cùng, ba người bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch né tránh, khiến lực lượng khổng lồ cùng giữa bọn họ ánh sáng giải đất nhấc lên mãnh liệt dung chuyển sóng gợn. Chúng ta cũng đi mau, còn lại cung điện bên trong phòng khách mọi người thấy tình cảnh này, cũng lập tức không chậm trễ chút nào nhích người chạy thoát.
hơn 10 đạo thân ảnh tận lực tản ra đến, từ các phương hướng lược ra ngoài cửa lớn, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Modern cùng với Myers Dorp đều đã chạy ra cung điện. Nhưng lại có một đại phiền toái hoành tại bọn hắn phía trước. Cũng viêm ma. Giống. Trước, truy sát, Ôn gia huynh đệ xuất hiện ở cung điện bên trong phòng khách đầu kia viêm ma, lúc này nó cũng không phải đầy đủ nhất, cường đại nhất trạng thái. Một chỉ khiến người da đầu tê dại tiểu viêm ma tự quay chung quanh ở nó đứng thân khu vực, tràn ngập nhiệt độ nóng rực. Mà khi nó, cùng chúng nó nhìn thấy Modern hai người đến, cùng với phía sau bọn họ lục tục thần tốc mà đến từng đạo thân ảnh lúc, liền trực tiếp là sôi trào, ùng ùng sóng chiều mang tất cả tất cả. Có thể loại trạng thái này dưới viêm ma rất hiển nhiên không có khả năng cản bọn họ lại. Chỉ thấy Modern mặt không thay đổi vung tay, lại có một mảnh lớn vô cùng minh đất ầm ầm gian xuất hiện ở này viêm ma dưới chân. Sau đó liền có từng cái dữ tợn vô cùng hắc ám dây leo như một chỉ ma xà vậy, từ trong đất bài trừ đến, nếu như giòi núp trong xương vậy đem tất cả viêm ma đều cho cột vào tại chỗ. Không thể động đậy. Modern, không nghĩ tới người còn giấu thật sâu a. Mà ở nhìn thấy Modern một kích dưới lại có loại uy lực này, coi như là Myers Dorp, cũng không khỏi ánh mắt phức tạp cảm thán nói. Ngày hôm nay nếu không đây đối với Phương, hắn Myers Dorp, chỉ sợ cũng thật sự có thể sẽ mất mạng. Myers Dorp thánh ma đạo ngươi không phải là cũng giống vậy sao? Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng đã đi đến thánh ma đạo tầng thứ tột cùng đi. Có thể nghe nói, Modern mặt không thay đổi trên mặt lại bỗng nhiên hiện ra lau một cái tự tiếu phi tiếu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu không phải đã chính mình cái loại này trình tự, lại làm sao có thể ở Tu Mã Hách, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ ba người này trong tay có thể chống đỡ lâu như vậy? Phải biết rằng ba người kia nhưng trên thực tế đều chính mình SSS đỉnh phong lực lượng A. Nếu đổi lại là hắn Modern trước thụ thương, sao lại bị như vậy vây công, chỉ sợ sớm đã mất mạng, đâu còn khả năng có thể chống đỡ đến bây giờ. Đều nói là đoán, bọn họ truy đi ra. Có thể tuy rằng trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng miệng hắn trên cũng chỉ là phô diễn một câu mà thôi. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt liếc hướng về phía sau đã lao ra đại môn, sắp hướng bọn họ đuổi theo tới Tu Mã Hách đám người, không khỏi nhíu lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, tự lại thấy kỳ lạnh lùng nói chia nhau chạy đi. Bất quá cái này phong ấn bên trong hẳn là đều không thế nào an toàn, Myers Dorp thánh ma đạo ngươi có thể phải cẩn thận một ít, đừng mất mạng. Tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy kỳ sau lưng hắc cánh bỗng nhiên hiện ra hắc ám lực lượng, đem thân thể hắn hoàn toàn gói, tự trong thời gian ngắn biến thành một đạo hắc mang ra. Căn bản không cho Myers Dorp giữ lại cùng nói nhiều cơ hội. Vân vân chờ đã, mã ngươi, ai? Nghe vậy thấy thế Myers Dorp vô ý thức đưa tay ra mời tay, có thể cuối cùng vẫn lại bất đắc dĩ thu hồi lại, lắc đầu thở dài thanh, minh bạch đối phương căn bản cũng không muốn chảy hắn cái này tranh vũng nước đục, càng không muốn rước họa vào thân. Trước sở dĩ sẽ ra tay, bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá hắn cũng biết lúc này không có thể như vậy hắn đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều như vậy thời gian. Phanh! Sau đó chỉ thấy kỳ cả người mạnh giấy lên một đoàn long liệt diễm, viêm long long cánh chim nhấc lên làm cho cơn lốc, tùy theo thân hình bùng lên dưới, oán độc, thanh âm lạnh như băng cũng theo truyền ra. Các ngươi nhớ kỹ, cũng đừng làm cho ta tìm được báo thù cơ hội. Nếu không... ta sẽ nhường ba người các ngươi đều cho ta xuống địa ngục. Lần này nguyền rủa vậy chính là lời nói vừa nói xong, nóng rực viêm làm vinh dự để xuống, đón Myers Dorp thân ảnh mà bắt đầu không rõ, chờ đại môn nội Tu Mã Hách, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ ba người thân ảnh lao tới lúc, viêm quang rồi đột nhiên nếu như sao rơi nhanh bắn ra. Mà ánh mắt kia nhanh bắn tốc độ cực nhanh, hầu như ở mấy hô hấp gian, cũng đã từ khu vực tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tung tích hoàn toàn không có. Đến mức Modern đương nhiên cũng giống như vậy, sớm đã thành không biết tiêu thất đi nơi nào. Đáng chết, Modern còn chưa tính, vì sao Myers Dorp còn có thể chạy trốn nhanh như vậy? Hắn không phải là đã làm trọng thương sao? Ngay sau đó chân khí khổng lồ đập vào mặt, một đạo thân ảnh tùy theo bắn ra, mà ở tia sáng kia tán đi sau, hiện ra một bóng người, sắc mặt cực kỳ âm trầm cùng khó coi nói. Chính là Ôn Thiên Hùng. Tuy rằng ba người bọn họ trước còn không có đem đối phương bắt, có thể có một chút hắn nhưng vẫn là có thể khẳng định, đó chính là Myers Dorp tên kia tuyệt đối là đã bị thương nặng. Nhưng vì cái gì hiện tại, hắn còn có thể thoát được nhanh như vậy? Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Là bị thương nặng, chỉ là, ta nếu không đoán sai,
hắn tựa hồ đã đột phá đến thánh ma đạo tầng thứ tột cùng. Đáng chết, không nghĩ tới lão già này cư nhiên cũng giấu sâu như vậy. Theo sát phía sau là Tu Mã Hách, xì, theo ác ma vậy dử tợn cánh đến đây, ở huyết quang lóe lên sau tự lộ ra thân hình, nhưng sắc mặt của hắn lại vào lúc này không gì sánh được âm trầm cùng xấu xí. Cái gì, thánh ma đạo đỉnh, lúc này Ôn Vĩnh Thọ cũng từ sau phương chạy tới, vừa vặn nghe được Tu Mã Hách nói, lúc đó sắc mặt tự thay đổi. Mà Ôn Thiên Hùng càng là có chút hổn hển, sắc mặt tái xanh nói Tu Mã Hách thân vương, đây là ngươi cho chúng ta bảo chứng. Nói chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, tự nhất định có thể đem tất cả mọi người thủ tiêu. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Một khi nếu để cho bọn họ chạy đi, nên làm cái gì bây giờ? Lấy bọn họ trước sở tác sở vi, hoàn toàn có thể nói là cùng tất cả mọi người đứng lên mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, coi như dù cho có một người sống chạy đi, cũng có thể làm bọn hắn rơi vào vạn kiếp bất phục, điều này làm cho hắn có thể nào không giận, không tâm loạn. Yên tâm đi, ta trước cũng đã nói, ta chủ tỉnh lại trước bọn họ là không có khả năng chạy đi. Bởi vì, này phong ấn đã hoàn toàn đóng, suốt liên tục miệng đều đã tiêu thất, bọn họ có thể chạy đi đâu. Bất quá là cá trong chậu mà thôi. Có thể nghe nói Tu Mã Hách lại phảng phất là căn bản không lưu ý vậy cười lạnh, sau âm xâm xâm nói rằng hôm nay việc cấp bách chính là mau đem Myers Dog bắt được, hiến tế ta chủ, bởi vì chỉ có trong cơ thể hắn hỏa diễm ma pháp năng lượng mới là tỉnh lại ta chủ điều kiện tốt nhất tế phẩm. Đến lúc đó, một khi ta chủ tỉnh lại, còn có gì phải sợ? Phải, hy vọng như vậy, chỉ là đến lúc đó thân vương cũng đừng quên bọn ta trước ước định. Có thể ở nghe nói như thế Ôn Vĩnh Thọ lại mặt không thay đổi âm xâm xâm nói. Yên tâm đi, một khi ta chủ thành công sống lại, ta đây sẽ gặp y theo ước định đem Đông Phương cường giả di vật giao cho các ngươi. Hai vị hẳn là rất rõ ràng vài thứ kia ở ta chủ đều là một đống sắt vụn, vô dụng. Người đây các còn có cái gì không yên lòng? Nghe vậy Tu Mã Hách ung dung cười lạnh cười, nói. Nguyên lai giữa bọn họ lại có như vậy hiệp định, vậy trách không được. Vậy là tốt rồi, thân vương ta người các còn là tin được, bất quá, ta nhớ ký họ Trần Tiểu Tạp Chủng cũng là tu luyện có hỏa diễm lực lượng, lẽ nào thân vương ngươi không đưa hắn định vì là mục tiêu một trong sao? Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã, lại đột nhiên âm xâm xâm nói. Mục tiêu của ta tự nhiên cũng có phần của hắn mà. Chỉ là không biết Tiểu Tạp Chủng hiện tại đến tột cùng ở đâu, trước, cũng không hắn xuất hiện. Tu Mã Hách nghe vậy không khỏi thật sâu nhíu mày một cái, chậm rãi nói. Mục tiêu của hắn là sở hữu tu luyện hỏa diễm lực lượng người. Như Myers Dorp như vậy hỏa hệ thánh ma đạo, lại tỷ như này SS cộng hoặc SS cộng đỉnh phong hỏa hệ ma pháp sư, dị năng giả. Dùng lực lượng của bọn họ đến tỉnh lại ngủ say chủ nhân. Trần Phi cũng chính mình hỏa diễm lực lượng, hơn nữa nhìn lên còn không yếu, tự nhiên không có khả năng từ mục tiêu của hắn trong danh sách đổ vào. Chỉ là Tiểu Tạp Chủng cư nhiên ẩn núp không hiện thân, lẽ nào, hắn đã nhận thấy được có cái gì không đúng. Nghĩ đến đây Tu Mã Hách không khỏi trên mặt thần sắc càng âm trầm cùng khó coi mấy phần, lạnh lùng nói trước đừng động nhiều như vậy, phân công nhau hành động đi. Săn giết được con mồi tựu đem thi thể của bọn họ đưa tế đàn đi, đợi được hiến tế cần hỏa diễm lực lượng cũng đủ, có thể bắt đầu sống lại ta chủ. Đến lúc đó, bọn họ coi như là chắp cánh, cũng khó bay. Ha ha. Ha 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 ha. Đến cuối cùng hắn lại bỗng nhiên thần tình có chút điên cuồng cười ha ha. Mà đang nghe hơi có chút điên cuồng tiếng cười, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ không khỏi liếc nhau, tất cả gặp được đối phương nhãn thần ở chỗ sâu trong không hề an xẹt qua. Có thể cho dù là như vậy, sau đó cũng còn là thấy bọn họ chợt cắn răng một cái, gật đầu nói. Được chưa, chúng ta phân công nhau hành động. Tuy rằng, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng. Huynh đệ bọn họ lưỡng cùng đối phương gian hợp tác, hoàn toàn là ở bảo hộ lột ra. Có thể không có biện pháp, bọn họ hiện tại đều đã lên tặc thuyền, không có cách nào khác hối hận, chủ yếu hơn chính là vậy bọn họ Đông Phương cường giả di vật, còn đã bị đối phương vững vàng nắm trong tay. Vì vậy trừ phi là bọn họ nguyện ý buông tha di vật trọng bảo, có thể ngăn cản thiên đại mê hoặc, nếu hắn không là các cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đánh cuộc một lần. Cùng lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không biết cái này ngoại giới phát sinh tất cả biến cố. Nhưng hắn hiện tại cũng đã tìm được rồi một cái kỳ quái địa phương. Trần Phi một người ở tòa thành ngoại vi khu vực đi dạo, dọc theo đường đi cực kỳ bình tĩnh,
người nào hoặc là ngoài ý muốn cũng không có tao ngộ, bất quá đến sau cùng, hắn nhưng vẫn là đi tới một khối kỳ quái tường cao trước mặt. Tường này, nhìn như thông thường cũ kỹ loang lổ tường cao, Trần Phi chậm rãi hơi híp mắt, bởi vì hắn tựa hồ ở trên đó cảm giác được cái gì đặc thù ba động. Mà ba động tuy rằng cho hắn cảm giác thập phần thiếu, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể xác định, đó là thật tồn tại. Lẽ nào chính là cái này? Một lát sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đang như vậy độc thoại nỉ non một tiếng. Chợt chỉ thấy hắn đôi mắt lệ quang lóe lên. Phốc suy. Chỉ thấy Kỳ chợt khoát tay, lau một cái tràn đầy nhiệt độ cao cùng sắc bén năng lượng kiếm khí liền đã từ ngón tay của hắn nhọn trống rỗng bắn ra, lấy một loại đinh ốc thức giữ dần đi trước phương thức cắm vào tường đá nội vài thước. Nhất thời Trần Phi trong mắt tự hiện ra lau một cái kinh sắc, quả nhiên, cái này tường đá bên trong là nội có càn khôn. Có thể hắn muốn tìm kiếm bí mật, tự giấu ở cái này trong. Phá cho ta, sau đó Trần Phi lại là một trận nói nhỏ, năm ngón tay gian phóng xạ ra dâng trào kiếm khí vừa chuyển, liền lập tức có một trượng hứa bãi đất lỗ tròn, bị dễ dàng vẽ đi ra. Theo sát phía sau chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tay kia nhẹ nhàng đẩy, trên tường đá liền ùng ùng sập ra một cái động lớn. Trong đen thùi lùi một mảnh, nhưng thật giống như có kỳ quái khí tức từ bên trong bay ra, hiện ra một luồng sợi, từng mảnh một. Kèm theo tường sập mà mọc lên bụi mù, hơi thở kia thật giống như làm đẹp ở khàn khàn không khí trên dị quang, lân lân từng mảnh, quỷ dị dị thường. Đi, nhìn chợt xuất hiện đen thùi lùi lỗ lớn, Trần Phi híp mắt cổ tay run lên, kiếm khí bỗng nhiên tiêu thất, có thể thay vào đó là có một viên hừng hực thiêu đốt hỏa cầu từ bàn tay hắn trên bay lên, chậm rãi bay vào trong động. Mà chính hắn còn lại là cẩn thận đi theo hỏa cầu kia sau, chậm rãi tiến nhập lỗ lớn trong. Đây là một tòa không lớn mật thất, cao không quá ba thước, dài rộng cũng chỉ có 5-6 trượng hình dạng, trên mặt đất bầy khắp dày đặc bụi bặm. Nhưng tối đáng chú ý cũng trong mật thất hương lại có một tòa đơn sơ trí cực trận pháp, cửa hàng trên mặt đất, có thể phía trên bố trí lại thoạt nhìn oai oai nữu nữu, rơi vào các trận pháp bộ vị mấu chốt trên trận pháp cũng là thô ráp đến cực điểm. Phảng phất một cái căn bản không hiểu trận pháp người y theo hồ lô họa phiêu phỏng chế vậy. Cái này, Trần Phi chân mày một chút thật sâu nhíu lại, bất quá hắn nhưng vẫn là vững vàng, tiến lên vài bước, đi tới nhìn như đã hoang phế trận pháp bên cạnh xem xét cẩn thận lên. Tuy rằng hắn trận pháp tạo nghệ cũng không phải rất xuất sắc, nhưng nếu là đơn thuần chỉ là muốn nhìn ra trận pháp này lai lịch, cũng còn là không có vấn đề gì chứ. Dù sao hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao thủ truyền thừa ký ức, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ít nhất, thường quy ý nghĩa trên các loại trận pháp, hắn chắc là tuyệt không biết sai mới đúng. Cái này, đây là mini truyền tống trận, có thể một lúc sau, hắn lại đột nhiên nhìn đơn sơ cực kỳ trận pháp con người co rụt lại. Như là gặp được cái gì rất dọa người gì đó. Truyền tống trận, danh như ý nghĩa, là đã dính đến không gian dịch chuyển cao giai trận pháp, vì vậy coi như hiện nay ở trước mặt hắn cái này một tòa, vẻn vẹn chỉ là mini, nhưng này cũng không phải phổ thông cấp bậc trận pháp sư có thể bố trí đi ra ngoài. Sợ rằng, tối thiểu cũng muốn đại trận sư như vậy trận đạo mọi người, mới có tư cách, mới có năng lực bố trí ra mini truyền tống trận. Mà đại trận sư ba chữ này là ý vị như thế nào? Là cái gì khái niệm? Chỉ nghĩ muốn cũng đủ để khiến Trần Phi hiện vào lúc này cả người giật mình, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra vẻ khó tin. Không có hắn, cũng bởi vì đại trận này sư, đây chính là có thể sánh ngang trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cường đại tồn tại. Không có khả năng nơi này lại cất giấu một vị đại trận sư đi. Chỉ là trong chớp nhoáng này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút cảm giác ra đầu tê dại, khó có thể chấn định lên. Bởi vì loại cấp bậc đó cường đại tồn tại ở hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn là tiên thần vậy tồn tại, sợ rằng nửa ngón tay là có thể đưa hắn đơn giản ấn chết. Hơn nữa cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất là, nếu năm đó vị kia thực sự là trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại, cùng giao thủ ác ma, lại cần là cấp bậc gì? Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong nháy mắt chỉ cảm thấy thuận khí quán xuyên thân thể hắn. Sau một khắc, cả người cũng không có lực lên. Không phải đâu, không xui xẻo như vậy đi. Trên địa cầu này làm sao có thể còn có loại cấp bậc đó cự vô phách. Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẻ mặt vất vả kêu to lên, kỳ nhãn thần chỗ sâu bất an, thậm chí đều nhanh ức chế không được. Không có biện pháp, có thể đem trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại đánh rớt,
loại này hoàn toàn có tư cách xưng là hủy diệt cấp bậc ác ma tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể không sợ sao? Có thể cái loại này bất an qua sau, Trần Phi rồi lại đưa hắn cặp kia còn có chút run rẩy ánh mắt rơi xuống trận kia văn đều oai oai níu níu mini truyền tống trận trên, kinh ngạc, ánh mắt lóe lên nỉ non cũng không biết truyền tống trận mặt khác một mặt, lại sẽ là địa phương nào. Đây thật là năm đó vị kia lưu lại. Nỉ non thanh đến ta đây các Trần Phi Trần đại thiếu ngữ điệu đột nhiên hơi dừng lại một chút. Sau đó tự dĩ nhiên thấy hắn cắn răng một cái, đi hướng trận kia pháp, bắt đầu chăm chú kiểm tra. Một lát sau chỉ thấy kỳ cho ra một cái kết luận cái này mini truyền tống trận lại còn có thể sử dụng. Còn có thể dùng. Vừa được đến kết quả như vậy cùng phán đoán, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu liền lập tức nhìn không được tim đập loạn cùng huyết lưu ra tốc lên. Cặp kia đen kịt hai tròng mắt cũng nhấp nhô tia sáng kỳ dị, hiển hiện theo dãy dụa cùng do dự. Hắn biết rõ, hiện vào lúc này hắn chính gặp phải một lần trọng yếu lựa chọn. Nếu là thành công, tất nhiên sẽ là siêu cấp lớn trời giáng hoành phúc. Mà cái loại này vô cùng mê hoặc quả thực đủ để khiến bất luận kẻ nào đều phát cuồng. Trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân đại trận sư tồn tại di bảo, như vậy mê hoặc, giống như hắn như vậy tiểu con tôm tầng thứ người tu chân. Ai có thể đủ kháng cự? Chỉ khi nào nếu thua cuộc ni, Trần Phi đột nhiên thân thể phát lạnh run lên, nhãn thần run lên. Hiển nhiên, nếu là một khi thua cuộc, vậy khẳng định dĩ nhiên chính là vạn kiếp bất phục. Mẹ, liều mạng, no chết gan lớn chết đói người nhát gan. Ta không tin trải qua nhiều năm như vậy, người còn có thể lợi hại như vậy. Có thể dẫy dụa cùng trần chờ thời gian kỳ thực cũng cứ như vậy 2-3 giây. Sau chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chợt cắn răng một cái, đưa tay hướng phía trận kia pháp một ngón tay, cước bộ cũng theo bước chân vào truyền tống trận khu vực trong phạm vi. Ong ong ong. Nhất thời, một trận làm người ta trong lòng bất an tiếng ong ong đã thần tốc vang lên. Truyền tống trận trên hơn 10 khối màu xám trắng tinh thể cũng chợt run lên, tự chợt vật tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lại sau, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thân ảnh cũng đã từ lấp lánh chiếu sáng mini truyền tống trận mặt trên tiêu thất. Đây là một tòa xám xịt thạch đài, dài rộng ước đều là 4-50 trượng, cao chừng hơn 10 trượng, bị tố phong ở một khối kín không kẽ hở chỉ có yếu ớt sáng bên trong khu vực, bốn phía hoàn toàn là bị một tầng xám xịt quang cháo cho bao lại, không thấy được cái chụp bên ngoài là cái gì. Mà ở thạch đài hơi nghiêng tắc có một cái thông hướng càng cao chỗ, nhỏ hơn thạch đài thông đạo. Chỉ thấy một, khác tọa thạch đài tựa hồ hoàn toàn là có một loại hôi màu xanh nhạt kỳ dị nham thạch sở xây thành, chỉ là từ dưới đi lên xem lại khó có thể thấy rõ ràng trên thạch đài toàn cảnh. Nhưng coi như là như vậy, phạm vi nhìn hướng về phía trước, cũng vẫn có thể đủ mơ hồ thấy, một, khác tọa trên thạch đài mặt, tựa hồ có một tòa pho tượng. Siêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên sáng lóe lên. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thân ảnh đã xuất hiện ở phía dưới tầng kia, diện tích lớn hơn tọa trên thạch đài. Đây là địa phương nào? Làm xuất hiện ở nơi này sau, hắn một bên xoa còn có chút di chứng đầu, một bên cẩn thận lẩm bẩm nói. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt kia thoáng cái tập trung đến rồi thông hướng một. Khác tọa thạch đài trên lối đi, bởi vì hắn đã phát hiện, hắn hiện tại đứng đang ở khu vực này, chỗ ngồi này trên thạch đài, tựa hồ không có gì cả. Mà một. Khác tọa trên thạch đài nhưng thật giống như còn có tọa pho tượng, do dự chỉ chốc lát, hắn rốt cục vẫn phải tuyển trạch đi bước dài, bước lên tọa thông hướng một. Khác tọa thạch đài thông đạo trên. Một bước, không có chuyện gì. Hai bước, cũng không có chuyện gì. Ba bước bốn bộ năm bộ, hết thảy đều không chuyện. Hô! Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong lòng cuối cùng cũng thở phào một khẩu đại khí, minh bạch lối đi này sẽ không có vấn đề gì. Sau đó chỉ thấy kỳ dưới 5-2 leo lên một. Khác tọa càng cao, nhỏ hơn trên thạch đài. Có thể leo lên đi sau, hắn con ngươi lại bỗng mạnh rụt một cái. Đó là, T, chỉ thấy trong tầm nhìn, tại đây tọa trên thạch đài trung ương nhất vị trí, bất ngờ có một tòa tứ tứ phương phương, dài rộng đều là 2-3 thước, chiều sâu ước là hơn 10 cm cái ao. Mà ở trong ao nước tắc cửa hàng một tầng rất mỏng màu trắng sữa dịch thể. Phiêu tán thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, khiến Trần Phi mắt đều thoáng cái nhìn thẳng. Không, không phải đâu, đây là ngàn, nghìn năm linh nhũ. Nói câu nói này thời gian, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đều thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cho cắn được. Bởi vì hắn đương nhiên minh bạch nghìn năm linh nhũ,
bốn chữ này, ý vị như thế nào? Nghìn năm linh nhũ, có người nói chỉ có dưới nền đất chỗ cực sâu linh mạch thạch nhũ mới có thể đản sinh ra đến. Mấy năm thời gian xuống tới, một viên linh mạch thạch nhũ chỉ sợ cũng chỉ có thể đản sinh ra như vậy một giọt, nhưng tác dụng của nó, lại có người nói một cái miệng nhỏ là có thể khiến một vị nguyên đan chân quân cấp bậc lão tổ tồn tại trong nháy mắt khôi phục toàn bộ trong cơ thể linh khí. Như vậy chí bảo, tại nơi vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ tựa hồ liên hơn mấy trăm ngàn mai hạ phẩm linh thạch, đều khó khăn để cầu đến như vậy một giọt nghìn năm linh nhũ. Nhưng bây giờ ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mắt cái này một chỉ nghìn năm linh nhũ, tuy rằng chỉ có rất mỏng một tầng, nhưng nếu là toàn bộ thu thập xuống tới. Ít nhất, hơn 1.000 tích vẫn phải có đi. Hơn 1.000 tích nghìn năm linh nhũ. Chỉ là trong lòng nghĩ đến đây mấy chữ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự hoàn toàn ức chế không được trong lòng mừng như điên, tâm tình đặt lên khuôn mặt, ngay cả tim đập đều chợt ra tốc lên. Bởi vì loại thu hoạch này cho hắn hiện tại loại tầng thứ này mà nói, không khác là phổ thông tiểu thị dân trong siêu cấp lớn màu, hơn ước cấp bậc mừng rỡ thấu cái loại này. Đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, thậm chí 1/10, 1% đều chưa thấy qua, vì vậy ngươi nói, hắn có thể không kích động, có thể không mừng như điên. Nếu là đổi một người đến, sợ rằng cũng có thể kích động đến bệnh tim phạm. Nghìn năm linh nhũ a, nghìn năm linh nhũ. Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt gắt gao rơi vào một chỉ nghìn năm linh nhũ trên, lại bỗng nhiên giọng nói có chút quái dị nỉ non lên. Sau lại hai mắt chợt nâng lên, nhìn về một chỉ nghìn năm linh nhũ chính giữa pho tượng kia, cư nhiên dùng nghìn năm linh nhũ đến ngâm. Chỉ là thế này nói, hắn liền lại nhìn không được trong đầu một đoàn loạn, cùng trong lòng nồng đậm có chút bất an lên. Hắn không ngốc, có thể sử dụng nghìn năm linh nhũ như vậy chí bảo đến ngâm. Pho tượng kia lại cần là cái gì? Sau đó chỉ thấy kỳ nhãn thần một trầu, rơi xuống pho tượng kia trên cẩn thận đánh giá, biểu tình rất là ngưng trọng. Chỉ thấy nghìn năm linh như chỉ trung ương nhất khu vực, có một tòa thanh đồng vậy pho tượng, thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, một đầu phiêu giật toái phát, hơi dơ lên kiệt ngạo dáng tươi cười càng đưa hắn trương thoạt nhìn không phải là rất tuấn lãng gương mặt không hiểu sấn thác khí chất khiếp người lên. Có thể mặc dù đây chỉ là một tòa pho tượng, Trần Phi lại cảm giác quỷ dị giác đến pho tượng kia, lại hình như có một loại nội liễm khủng bố khí tức đang chậm rãi tràn ngập ra vậy. Không chỉ có như vậy, ở pho tượng kia ngay phía trước hơn một thước trên mặt đất, còn bất ngờ có một loạt lớn chừng quả đấm tự. Trận, kinh không. Trận, kinh không. Mặc dù là cách xa nhau coi như có chút xa cự ly, Trần Phi cũng vẫn như cũ vì ba chữ kia, hoặc chắc là một cái tên của người đi. Mà cảm thấy trong lòng có một khác thường rung động hiện ra đến. Thậm chí trong thoáng chốc, tại nơi cực đại một cái trận, tự trong, hắn đều phảng phất là thật có thể đủ từ trong cảm thụ được một loại làm người ta cực sợ trận đạo. Chữ này chủ nhân tuyệt đối là cái trận đạo cao nhân, nếu không, chữ này trong là không có khả năng có như vậy nồng nặc trận pháp cảm ngộ. Trần Phi trên mặt thần sắc có chút tái nhợt, bởi vì bằng hắn hiện nay trình tự, chân thực có chút khó có thể tưởng tượng chữ này đến tột cùng là dạng gì trận đạo cao nhân lưu lại. Hắn bây giờ cảm giác giống như là bị độc xà theo dõi vậy, rất lạnh, rất khó chịu. Rốt cục có người đến sao? Ai? Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo làm người ta trong lòng bỡ ngỡ lạnh lẽo thở dài chợt xuất hiện ở Trần Phi màng tai bên trong. Chợt, chỉ thấy giữa ao pho tượng hình như hai mắt lóe lên, sau đó lại có một đoàn băng màu xanh nhạt vũ khí, từ pho tượng kia thiên linh cái cuộn cuộn ra, trong nháy mắt trong không khí mặt nhiệt độ tự chí ít giảm xuống hơn 10. Rất có một trương khuôn mặt trẻ tuổi biến ảo đi ra. Chỉ thấy tai mắt mũi miệng, rõ ràng liền cùng pho tượng kia trên nam tử là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hoàn toàn giống nhau như đúc, có thể hắn bây giờ khuôn mặt thương lại dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt cũng giống như vậy, thậm chí lãnh đến Trần Phi có chút trong lòng phát lạnh. Ngươi là ai? Nhìn quỷ kia mặt, Trần Phi nói có chút run run. Ta là Trần Kinh không, ngươi biết không? Quỷ kia mặt lạnh nhạt chí cực trả lời Trần Phi vấn đề. Nhưng này trả lời, lại làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thoáng cái thân thể đều có chút cứng lại rồi. Trên mặt hắn thần sắc cũng theo trong nháy mắt trắng trắng. Ngươi cư nhiên thật không có chết. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt quét về pho tượng kia ngay phía trước trên mặt đất, mấy chữ, trận kinh không khỏi nói liên tục nói, nuốt nước miếng động tác đều trở nên có chút khó khăn, trên mặt thần sắc càng dị thường đắng chát. Hiển nhiên, coi như là trước đã có quá chuẩn bị tâm lý,
có thể hắn còn có thể trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên, thực sự thua cuộc. Người này cư nhiên thật không có chết, hơn nữa, hoàn hảo giống như đang chờ người đến. Thanh niên nhân, người vận khí rất không tốt, ai? Mà nhưng vào lúc này, lại một nói làm người ta trong lòng bỡ ngỡ lạnh lẽo thở dài lần thứ hai vang lên, có thể băng màu xanh nhạt mặt quỷ cũng đã lần thứ hai hóa thành vũ khí, hô một chút, lùi hướng về phía Trần Phi thân thể. Lúc này đây chân thực quá hấp tấp, hơn nữa tối trọng yếu là vũ khí chạy như bay tốc độ thật sự là quá nhanh. Lấy Trần Phi hiện lực lượng của hôm nay, căn bản liên tránh né phản ứng cũng không có, cũng đã bị vũ khí, phốc, một tiếng, không có vào mi tâm của hắn trong. Nhất thời chỉ thấy kỳ thân thể nặng nề ngã ở trên mặt đất, sắc mặt thống khổ dị thường. Đoạt, đoạt xá, hắn nằm xuống đất trên nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cũng dữ tợn, có thể lời kia giọng nói trong, cũng đã không tự chủ chảy ra nhàn nhạt tuyệt vọng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, đoạt xá hai chữ này, ý vị như thế nào. Ý vị này một khi chỉ cần đối phương thành công, vậy hắn Trần Phi người này, phải từ trên cái thế giới này triệt triệt để, hoàn toàn tiêu thất. Buông tha đi, ta tột cùng nhất thời kỳ thần thức cùng hồn phách cường độ đều đã đạt đến trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh. Người bây giờ cực mạnh cũng bất quá cho ta cảm giác ngay luyện khí lục trọng, lấy cái gì chống lại. Trần Kinh không bình thản lạnh lùng tiếng vang lên, khuyên bảo Trần Phi không cần thiết ai dãy dụa. Đoạt xá, đơn giản chính là thần thức cường độ cùng hồn phách đấu. Mà hắn Trần Kinh không tột cùng nhất thời kỳ, thần thức cùng hồn phách cường độ đều đã bất ngờ đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh phong. Mà Trần Phi, nhưng chỉ là chính là một cái luyện khí ngũ trọng đỉnh hoặc lục trọng, nếu ở hơn trăm năm trước trong mắt hắn tự hoàn toàn là con kiến hôi nhân vật, làm sao có thể cùng hắn chống lại. Mà cái này, tự nhiên cũng là hắn lo lắng chỗ. À, đối với lần này, Trần Phi không trả lời, chỉ là yên lặng không gì sánh được chật vật chống cự lại. Cũng đang thống khổ gầm nhẹ. Trên mặt hắn sở hiện ra thống khổ, ít nhất, trước nồng nặc thập bội. Ngũ quan cũng là triệt triệt để vặn vẹo. Thân thể hắn cũng từ từ bị một tầng thấu xương bông tuyết bao lấy. Có thể tưởng tượng, nếu tầng kia bông tuyết thật đem thân thể hắn hoàn toàn bao trùm ở, sợ rằng Trần Kinh không đoạt xá, coi như là thực sự hoàn thành. Mà hiện tại xem ra, thấu xương bông tuyết bao trùm tốc độ, thậm chí hình như nhanh đến liên ti chút nào trở lực cũng không có, chỉ kém như vậy trong vòng mấy cái hít thở, cũng nhanh triệt để hoàn thành. Mà cái này... cũng là trong truyền thuyết từng thần thức, hồn phách cường độ đều đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh phong cường đại tồn tại, cùng một cái tiểu luyện khí ngũ trọng đỉnh, hoặc lục trọng thiên hắc vậy, không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Ai, tùy ngươi vậy, làm người ta trong lòng bỡ ngỡ lạnh lẽo thở dài lại lần thứ hai vang lên, tựa hồ là có điểm chứng minh, hắn kỳ thực cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp, bởi vì, này cũng là hắn hiện tại duy nhất đường sống. Có thể có bao nhiêu người có thể làm được chân chính hùng hồn chịu chết. Thực sự thật rất ít đi. Trần Phi đan điền thức hải nội, một đoàn băng màu xanh nhạt vũ khí cưu chiếm thước sao, như vua cua ả rừng rậm mãnh hổ vậy đem Trần Phi, nhỏ yếu không gì sánh được, thần thức chạy tới tối biên giới, tối góc, thậm chí đều muốn kỳ đông cứng, liên đới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thần chí đều mơ hồ. Có thể tưởng tượng, tiếp qua không lâu sau, hắn chỉ sợ cũng được triệt để tiêu tán. Thực sự là tham lam gây họa a, biết rõ có chuyện, vì sao chính là không đỡ được mê hoặc, phải xông tới. Mà hắn hiện vào lúc này cũng vô cùng hối hận, phần buổi sáng tại tiến nhập đại trận này trước, hắn tự đoán được có chuyện, ngay cả trước tại nơi mini truyền tống trận trước cũng giống như vậy. Có thể hắn sau cùng nhưng vẫn là đi bước một đi hướng cái này vực sâu, vẫn ôm may mắn tâm lý, cho là mình có thể hồng phúc tề thiên, có thể kết quả ni. Kết quả chính là hiện tại liên chính hắn. Cũng cảm giác mình như là một chuyện cười. Bản thân đem bản thân đẩy hướng về phía vực sâu. Mà tùy theo mà đến đó là, đau nhức. Đau tê tâm liệt phế. Làm băng lam sắc vũ khí có kinh thiên lực đi bước một như bất đắc dĩ hướng hắn ăn mòn mà đến lúc, trong thoáng chốc Trần Phi chỉ cảm giác thân thể của chính mình, hoặc là hồn phách đều phải bị đóng băng, hoặc là nứt ra rồi. Hắn chẳng bao giờ trải qua loại này tràng cảnh, nhưng lại quỷ dị minh bạch. Đây cũng là tánh mạng hắn một khắc cuối cùng, hưởng thụ, đi. Bởi vì tiếp qua chỉ chốc lát, hắn, Trần Phi, sẽ triệt để tiêu thất, cái gì cũng không biết. Giống, ta không cam lòng a. Một tiếng cuồng loạn gào thét, yếu ớt đến đều nhanh không nghe được. Có thể Trần Kinh không nghe nhập trong lỗ tai lại bỗng nhiên ánh mắt run lên,
một dự cảm bất tường tùy theo bỗng bạo phát, không gì sánh được nồng nặc. Theo sát mà chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đan điền thức hải bỗng nhiên quỷ dị chấn động, kinh người hơn chính là, tầng kia tầng bông tuyết còn cư nhiên tùy theo bị chấn động rớt xuống. Hòa tan thành nước. Lấy máu là cái gì? Nhất thời chỉ thấy trận kinh không bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong miệng mặt sau đó hiếm thấy phát ra khó có thể tin khàn giọng gầm nhẹ. Chỉ thấy tại nơi Trần Phi đan điền thức hải nội, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một giọt kim sán sán máu, tràn ngập làm cho khí tức, xa xa nhìn lại, rất tốt giống như một dương cánh cao phi thần điểu vậy, xích hà hướng tiêu, tiếng rít sấm dậy, bay lượn cửu thiên thập địa gian. Mà ở trong chớp nhoáng này, càng có một làm hắn trận kinh không, đều khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp, nóng rực đến như khai thiên tích địa, đủ để hòa tan tất cả dung nham vậy, ở chỉ khoảng nửa khắc tịch quyển toàn bộ thức hải, làm hắn trận kinh không thần thức trong nháy mắt cứng lại rồi. Cái này. Mặc dù là linh hồn thể, là hồn phách, trận kinh không cũng vẫn là không nhịn được vào giờ khắc này liên linh hồn đều sợ run. Nhìn tích kim sán sán máu, hắn thậm chí đều còn có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xung động. Càng đáng sợ là, cái này hoàn toàn là không tự chủ được, như là đang đối mặt một cái thần minh, tràn đầy trời xanh kính nể. Bờ môi của hắn sau đó run rẩy, trước mắt hoảng sợ. Hắn là ai vậy? Hắn thế nhưng trận kinh không? Tiềm Nam quốc gia cổ trăm năm trước trẻ tuổi tối tiếp cận đại trận sư thiên tài tuyệt thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị trước mắt một giọt này máu, dọa cho đến như vậy run rẩy, thậm chí rung động. Kính nể đến trong khung, cả đời đều khó khăn lấy quên. Đây nên ra sao chờ làm người ta chấn động, quả thực không có biện pháp tin tưởng cùng tưởng tượng. Ta không chết, mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rốt cục tựa hồ có chút khôi phục trở về, nhưng vẫn là không khỏi tư duy có chút ngất xỉu, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, người còn chưa có chết, cũng sẽ không chết. Không nghĩ tới ta trận kinh không kinh diễm một đời, ngạo thị kiềm nam. Lại cư nhiên tại đây loại linh khí cằn cỗi lạnh khủng khiếp nơi, ở như ngươi vậy, khổ dân, trên người cắm, thực sự là nghĩ không ra a, thực sự là tạo hóa trêu người a. Sau đó trận kinh không thanh âm tự lại vang lên, chỉ là lúc này đây, lời kia âm nhưng không có lạnh lùng, cũng không có cao cao tại thượng ngạo nghễ, có, tự chỉ là nồng nặc khó có thể tin, cùng bi thương mà thôi. Trăm phương ngàn kế tìm cách hơn 10 năm, tự chỉ là muốn sống sót. Có thể đến cuối cùng lại còn này đây như vậy một loại làm người ta nói không nên lời tư vị phương thức, thất bại, cái này chẳng lẽ không bi thương sao? Nhưng thất bại chính là thất bại, không cái khác có thể giảng, đây là hiện thực. Chỉ là hắn hiện tại nhưng vẫn là có một chút, chân thực không nghĩ ra, tích kim sán sán máu, đến tột cùng là cái gì? Vì sao chính là một giới, khổ dân, trong cơ thể, lại còn có thể cất giấu đáng sợ như vậy đồ vật? Thập, cái gì? Trên đài cao, nghìn năm linh nhũ bên cạnh ao, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng ngây ngẩn cả người, thần thức kinh ngạc, nhìn tích thức hải nội ánh sáng cửu thiên thập địa ánh vàng rực rỡ máu, có dũng khí hoàn toàn không nói được tư vị cùng rung động. Thậm chí đến cuối cùng, trong lòng của hắn đều có loại không nói được kiêng kỵ, đó là vật gì? Vì sao biết ở cơ thể của ta nội? Hắn tự lẩm bẩm. Ngươi không biết đó là vật gì sao? Ta cũng không biết, bất quá. Ta lại có thể cảm giác được nó rất đáng sợ. Hắn có lẽ là người thủ hộ thần đi, mà nhưng vào lúc này trận kinh không lại lên tiếng. Nghe thấy những lời này còn có cái loại này khổ sở giọng nói, là có thể làm cho lòng người bên trong hiện ra bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ hình ảnh. Đúng vậy, nếu không phải cái này thủ hộ thần, chỉ sợ hắn đã sớm thành công đi. Thủ hộ thần, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lúc này là thực sự bị kinh hãi. Lần thứ hai nhìn phía tích kim sán sán máu trong lòng có cổ không nói được cảm giác. Hắn không ngốc, vì vậy lúc này đều không sai biệt lắm đoán được trước chuyện gì xảy ra mà. Có thể, tích kim sán sán máu, hắn đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở thân thể hắn nội? Tối trọng yếu là, lại còn kinh khủng như vậy, liên tự xưng từng thần thức cùng hồn phách cường độ đều đã đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh phong thần bí cường đại tồn tại. Trận kinh không đều chấn trụ, cái này đến tột cùng. Trần Phi chỉ cảm thấy hắn hiện tại trong đầu một đoàn loạn, cũng có chút khó có thể tin bản thân cư nhiên, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy, nếu không ngươi bây giờ sợ rằng đã bị ta cho đoạt xá. Trận kinh không lại lên tiếng lần nữa, đến cuối cùng bất ngờ đổi lại một bộ sợ hãi than giọng nói khó có thể tin tại đây lạnh khủng khiếp nơi,
một giới, khổ dân, trong cơ thể cư nhiên sẽ tồn tại có đáng sợ như vậy đồ vật. Kinh người nhất vâng, nó hiện tại sở nỡ rộ tất cả, đều tốt giống như vẻn vẹn chỉ là bởi vì kỳ. Sống lại mà thôi, không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng nào. Nói cuối cùng dù là hắn trận kinh không cũng có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, chỉ là sống lại, tựu cư nhiên có thể đem hắn cái này từng thần thức cùng hồn phách cường độ đều đạt tới trúc cơ chân nhân viên mãn đỉnh, được khen là tối tiếp cận đại trận sư thiên tài tuyệt thế cho hoàn toàn trấn áp không ngóc đầu lên được, thậm chí ngay cả phản kháng niệm tưởng, đều là như vậy tái nhợt, như vậy vô lực. Như vậy, nếu lấy máu chân chính bộc phát ra kỳ ánh sáng cửu thiên thập địa uy năng lúc, có thể mạnh bao nhiêu? Nên như thế nào tưởng tượng? Làm như vậy đủ để làm hắn cả người lạnh cả người suy tưởng hiện lên vô tâm gian lúc, hắn trầm mặc. Bởi vì chân thực có chút làm hắn không dám lại tiếp tục muốn. Thực sự sẽ thật đáng sợ, quá kinh người. Ngươi là nói nó hiện tại đều còn không có cho thấy lực lượng chân chính. Nghe vậy Trần Phi lại bị trấn trụ, bởi vì hắn cũng có chút khó mà tin được cái này tích kim sán sán máu đến tột cùng là có kinh khủng bực nào, cường đại dường nào. Còn có, nó đến cùng là lai lịch gì? Đúng vậy, bất quá như vậy khủng bố vật rơi vào như ngươi vậy một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ trong tay, cũng bất quá chỉ là nhất kiện vật chết, phí của trời mà thôi. Sợ rằng, chỉ có lão tổ cấp bậc khắp nơi bá chủ mới có tư cách nắm trong tay nó, mới có tư cách khiến kỳ chân chính cho thấy đủ để ánh sáng cửu thiên thập địa kinh diễm hùng vĩ. Trận kinh không càng nói càng là ngữ điệu hạ, làm cho cảm giác cô đơn, bất đắc dĩ. Tại tu chân giới, tại bọn hắn Kiềm Nam quốc gia cổ, có tư cách được xưng là lão tổ cấp bậc bá chủ tồn tại, tối thiểu đều là nguyên đan chân quân. Mà loại cảnh giới đó, hắn đương sơ tựu thực sự chỉ kém nửa bước a. Lão tổ cấp bậc khắp nơi bá chủ, Trần Phi cũng có chút suy nghĩ xuất thần, chiếm được vị kia tu chân giới cao nhân ký ức truyền thừa hắn, hiển nhiên cũng biết ở tuyệt đại bộ phân quốc gia cổ trong, tối thiểu cũng muốn nguyên đan chân quân cấp bậc cường đại tồn tại, mới có tư cách được xưng là lão tổ. Mà cái loại này tồn tại, nếu là có thể đạt được như vậy một giọt đáng sợ kim máu, đích xác có thể tung hoành thiên hạ. Căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng cái này cũng càng từ mặt bên làm nổi bật ra tích quỷ dị tồn tại ở bên trong thân thể của hắn kim huyết, nó khủng bố. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện tại lại cảm giác hắn óc chân thực quá hỗn loạn, tựa như một đoàn tương hồ, vì vậy thẳng thắn đến tột cùng cái này sợ rằng vô luận như thế nào muốn, đều tuyệt không khả năng nghĩ thông suốt chuyện tình vứt đến rồi sau đầu. Sau đó chỉ thấy kỳ mâu quang, lạnh lùng, nhìn đại biểu cho trận kinh không đoàn băng lam sắc vũ khí, chậm rãi nói ngươi vừa rồi muốn đoạt xá ta, hiện tại, cần cho ta cái thông báo đi. Dặn dò, băng lam sắc vũ khí không gì sánh được chật vật run rẩy, lại sau đó truyền ra thanh âm bình tĩnh, bỗng nhiên nói ngươi muốn cho ta cho ngươi cái gì dặn dò. Ta bất quá là muốn sống sót, mà ngươi, lại vừa vặn xông tới, thuận lý thành chương trở thành mục tiêu của ta. Ta biết ngươi bây giờ hận ta, cái này không có sai, nhưng ta nghĩ sống sót, cái này cũng không sai, sai bất quá là dục vọng, cùng được làm vua thua làm giặc mà thôi, không hơn. Ngươi, nghe vậy Trần Phi lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể như vậy trắng ra, như vậy bình tĩnh, làm hắn đều có chút trầm mặc. Đúng vậy, đối phương chẳng qua là muốn sống sót, không hơn, đây quả thật là không sai. Nhưng hắn cũng không muốn chết a. Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong con người bỗng nhiều hơn đến lau một cái nhàn nhạt bình tĩnh vẻ, đôi tròng mắt kia lại, nhìn, đối phương, chậm rãi nói mặc kệ nói như thế nào, người thiếu chút nữa nhượng ta thần hồn câu diệt. Người nghĩ ta có thể như vậy cái gì cũng không làm, coi như. Đúng vậy, nếu đổi lại là ta khẳng định cũng sẽ không dừng tay, bất quá, ta có thể bồi thường, hướng người bù đắp ta trước làm tất cả. Còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là ngươi hiện tại, cần ta sống. Trận kinh không bình thản nói. Cần ngươi sống, vì sao? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhíu mày, chậm rãi nói ngươi sẽ cần một cái thiếu chút nữa hại chết ngươi người sống. Ta nói ta có thể hướng ngươi bồi thường. Một cái còn sống ta, tuyệt đối so với một cái chết đi ta đối với ngươi mà nói rất có giá trị. Trận kinh không lại mở miệng nữa lên, sau đó lại kiên quyết tự tin giọng chợt vừa chuyển. Thản nhiên nói đến mức ngươi hiện đang tại sao cần ta sống, cái này rất đơn giản, đừng quên chúng ta bây giờ đều ở địa phương nào. Đầu kia viêm ma tướng còn chưa có chết, hơn nữa hiện tại cũng nhanh sống lại, tối trọng yếu là hắn bây giờ còn đã đem cái này khu vực cho phong tỏa.
không lưu lại bất kỳ một cái nào xuất khẩu. Ta muốn là chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể an ổn đi ra ngoài sao? Cái gì? Nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời lập tức biến. Viêm ma tướng, tương đương với tu sĩ chúng ta cảnh giới trong trúc cơ chân nhân trình tự, hơn nữa tên kia kỳ thực cũng nhanh chạm đến thống lĩnh cảnh giới biên giới. Tuy rằng hắn hiện tại cũng có thể theo ta vậy, bị vây không gì sánh được hư nhược trạng thái, có thể, một khi nếu là hắn sống lại, người nghĩ chỉ bằng ngươi, có thể chống đối. Còn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể từ hắn phong tỏa trong, chạy thoát được. Trần Kinh không lại mở miệng nữa, rất là bình thản. Nghe vậy Trần Phi trầm mặc không nói gì, một lúc sau, mới gặp Kỳ Trần chờ nói nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Trần Kinh không nói một câu, sau đó không khỏi trở nên giọng nói phức tạp, nói nhỏ lên ngươi nếu đồng ý nhượng ta sống, ta đây tựu sẽ tiếp tục dừng lại ở ngươi thức hải nội. Đến lúc đó, một khi ngươi nếu cùng tên kia chân chính tao ngộ, đại khả mượn lực lượng của ta dùng một lát, có thể bảo ngươi bình yên vô sự. Đương nhiên, về sau cũng có thể, nhưng cơ hội như vậy đại khái cũng chỉ có 3-4 lần, nhiều hơn nữa, chỉ sợ ta đã đem hội thần hồn tiêu tán. Cho ngươi tiếp tục dừng lại ở ta thức hải nội. Không được, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao. Có thể nghe nói Trần Phi lại nhất thời biến sắc, lắc đầu nói. Ngươi lẽ nào đã quên óc ngươi nội còn có nó sao? Có thể Trần Kinh không nghe vậy lại cười cười, một luồng sắp cứng nở băng hàn vũ khí huyễn hóa ra một cái người cánh tay chỉ phía xa kim sán sán máu, ánh mắt phức tạp, trong miệng mặt nhưng vẫn là có vẻ bình tĩnh, nói có nó ở, ta bất quá cũng chỉ là của ngươi tù nhân mà thôi, chờ mình không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Càng trọng yếu là, ta tin tưởng ta Trần Kinh không sống, tuyệt đối so với chết đối với ngươi mà nói rất có giá trị. Ta đã từng vô hạn tiếp cận đại trận sư, cũng được khen là kiềm nam quốc gia cổ trăm năm khó gặp trận đạo thiên tài. Ngươi nếu là nguyện ý theo ta học, ta sẽ dốc túi truyền cho. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đang trầm mặc, bởi vì không phải không thừa nhận, đối phương nói quả thực quá có sức dụ dỗ. Từng vô hạn tiếp cận đại trận sư trận đạo cảnh giới, còn được khen là nhất phương quốc gia cổ trăm năm khó gặp trận đạo thiên tài. Hắn biết rõ có thể ở nhất phương quốc gia cổ thu được như vậy xưng hào, là có nhiều khó khăn, lại là có đáng sợ dường nào. Hơn nữa tối trọng yếu là, cái này tựa hồ hay là hắn trăm năm trước thành tựu. Vậy hắn hiện tại, ngươi thật có thể đủ đưa hắn đè ép được sao? Một lúc sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cục lại mở miệng nữa, nhưng lúc này đây hắn cũng hướng về phía Trần Kinh không nói, mà là có chút trần trở theo nghiêng đầu. Muốn nhìn tích như trước ánh sáng khi hắn thức hải nội khủng bố, thần bí kim huyết. Không phải không thừa nhận, cái này Trần Kinh không thực sự là một cái rất mạnh thuyết khách, rất lợi hại đàm phán nhà, làm hắn thậm chí ngay cả chút nào phản bác niệm tưởng đều sinh không ra ngoài, còn sót lại, lộ vẻ tràn đầy mê hoặc, vô lực chống đối. Nhưng hắn trong lòng bây giờ mặt còn dư lại có một duy nhất lo lắng, đó chính là hắn trong cơ thể tích kim huyết, có hay không thật vẫn có thể đem Trần Kinh không đè ép được. Phải biết rằng đây chính là trăm năm trước đại trận sư, mà nay, lại sẽ có nhiều khủng bố, rất cường đại, hắn bây giờ là thật không cách nào tưởng tượng đến. Oanh! Mà tích khủng bố kim huyết thật giống như cảm giác được Trần Phi nghi vấn, nhất thời thoáng cái sinh khí vậy. Hiển nhiên nó loại này thần vật đã bị nghi vấn, đây tuyệt đối là nhất kiện rất vũ nhục chuyện tình. Ông! Thức hải run run, như là hết thảy đều bị đốt mặc vậy. Một mình mông uy áp tự khai thiên tích địa đủ để thôn phệ hết thảy dung nham vậy bộc phát ra, xông về vậy đại biểu Trận Kinh không băng lam vũ khí. Không, mau ngăn cản hắn, nếu không ta sẽ chết. Vậy đại biểu Trận Kinh không băng lam vũ khí trong nháy mắt run rẩy, phát sinh thanh âm hoảng sợ, khó hơn nữa lấy chấn định lại. Bởi vì hắn quả thực cảm giác được, uy áp thật đáng sợ, nếu đưa hắn bao phủ, thậm chí dù cho vẻn vẹn là chạm đến mảy may, hắn đều biết chết. Hơn nữa còn là cái loại này chân chân chính chính thần hồn câu diệt. Như vậy, hắn làm sao có thể không sợ? Ông! Ánh vàng rực rỡ máu lần thứ hai bộc phát ra sức mạnh to lớn, quang mang đại thịnh, phảng phất có một thần điểu xông lên trời, tiếng rít động cửu thiên, vang vọng tất cả. Đừng, dừng tay, Trần Phi cũng bị một màn này dọa sợ, nhưng lập tức phản ứng kịp, vội vã quát lớn. Trần Kinh không thể chết được, nếu là chết. Hắn liền có khả năng ra không được ở đây. Tối trọng yếu là hắn còn nghĩ mất đi một cái vô hạn tiếp cận đại trận sư cấp bậc trận đạo cao nhân lão sư, cái này là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mộng.
cho nên đối phương thật không thể chết được. Thức hải thâm sử chấn động mãnh liệt, hầu như ngay cả Trần Phi thần thức đều nhanh cũng bị đánh bay, mà kim sắc huyết dịch phát ra kim quang cũng hóa thành hải, bọt nước bắn tóe, thần điểu cái bóng ở phía trên bất mãn bay lượn, tiếng rít phát sinh thanh. Nhưng sau cùng, nó còn là rụt trở lại, như mặt trời lặn vậy, thậm chí còn lúc này đây trực tiếp rút về Trần Phi thức hải thâm sử. Giống như có cái gì mất hứng tiểu tính tình, kim quang cũng thu liễm trở lại. Hô, trận kinh không thần thức sở hóa thành băng lam sắc vũ khí trọng trọng phun ra một hơi thở, thật lâu không nói gì, vụ mê điện ảnh ngu dốt, giống như sống sót sau tai nạn vậy nói không ra lời. Cái này, ta, Liên Trần Phi lúc này cũng là như vậy, sắc mặt kinh dị, chấn động đến hoàn toàn không cách nào thản nhiên chỗ. Mặc dù vừa rồi uy áp hoàn toàn không phải là ở ghim hắn, thế nhưng, hắn nhưng vẫn là có thể cảm thụ được hoàn toàn xưng là hủy diệt vậy thần diễm, thần uy. Vì vậy đến bây giờ hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, lại có một ít chết lặng, kim huyết, đến tột cùng là cái gì, lại đến tột cùng là lai lịch gì. Thực sự quả thực thật là đáng sợ. Nếu vừa rồi kim huyết chân chính cho thấy lực lượng của nó nói, sợ rằng đừng nói là một cái trận kinh không, đến 10 người, hơn phân nửa cũng sẽ ở một kích kia dưới hoàn toàn, triệt để hóa thành bụi bặm của lịch sử, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Mà cái này, cũng hoàn toàn chứng minh Trần Phi trước lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Hiện nay đến xem, chỉ cần là ở óc của hắn nội, trận kinh không, chính là của hắn tù nhân. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ đi. Nhưng ngươi phải không giữ lại chút nào dạy ta. Trần Phi theo hướng băng lam vũ khí nhìn lại, nói. Ngươi cho là ta hiện tại dám có giữ lại sao? Trần Kinh không giọng nói có vẻ cực kỳ suy yếu, khàn giọng. Hắn cảm giác mình trước đã có đủ đánh giá cao kim huyết, có thể không nghĩ tới, hiện tại cái này phát sinh tất cả nhưng vẫn là vượt quá hắn dự đoán, cùng tưởng tượng. Kim huyết lại có linh, còn có kỳ vừa rồi triển hiện ra đốt thế thần uy, sợ rằng, coi như là một vị chân chính đại trận sư, hoặc nguyên đan chân quân cấp lão tổ tồn tại tới, cũng chỉ có thể được thành thật cúi đầu đi. Nói cách khác, tích kim huyết lại còn có thể là cao hơn một tầng thứ truyền kỳ vật, nhưng loại trình độ đó coi như là khi hắn đã từng chỗ ở Kiềm Nam quốc gia cổ, cũng tuyệt đối là vô địch tồn tại, giống như một tòa viễn cổ núi lớn, có thể trầm điện điện đặt ở bất luận kẻ nào trái tim, thậm chí đều đã trên mặt nổi ở quốc gia cổ nội tuyệt tích mấy trăm năm sao. Nhưng bây giờ, hiện tại cái này kim huyết, chỉ cần thực sự là vậy càng trên một tầng thứ thần vật, tin tức nếu là có thể truyền quay lại đi, truyền tới quốc gia cổ nội, chỉ sợ cũng xem như là này truyền thừa gần nghìn năm cổ giáo phái, tông môn, thế gia, đều khẳng định hết thảy sẽ điên. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, bởi vì tương truyền, vậy càng trên một tầng thứ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại pháp lực vô biên, không gì làm không được, không ai có thể đo lường được. Mặc dù là nguyên đan chân quân cảnh lão tổ tại nơi chờ tồn tại trước mặt, đều nhược tiểu chính là cùng cái trẻ mới sinh vậy, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ đáng sợ. Mà như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại ngay cả là mấy trăm năm trước Kiềm Nam quốc gia cổ từ trước tới nay tột cùng nhất, tối thời kỳ cường thịnh, cũng rất khó đản sinh ra. Bởi vậy hắn mới có thể minh bạch, cái này kim huyết, nếu thật là. Này tương hội có bao nhiêu sao làm người ta khó có thể tin, nhiều đáng sợ. Sau cùng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là cùng trận kinh không đạt thành giao dịch. Hắn chân thực không có biện pháp chống cự cái này mê hoặc, bởi vì đối phương từng ở trăm năm trước vô hạn tiếp cận đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân cảnh đại trận sư trình tự, càng được khen là nhất phương quốc gia cổ trăm năm khó gặp trận đạo thiên tài, nếu có thể có được kỳ dốc túi truyền cho, cần là bao nhiêu người, thậm chí yêu nghiệt cấp bậc tên đều tha thiết ước mơ. Chớ nói chi là trong cơ thể hắn vẫn tồn tại thích vô cùng thần bí kim huyết. Hiện nay đến xem, ít nhất, khi hắn thức hải trong phạm vi, tích kim huyết là tuyệt đối đủ để nắm trong tay đối phương sinh tử, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn đã đang cùng vị trí của đối phương trên, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Vì vậy dưới loại tình huống này hắn thì sợ gì? Trần Phi sau đó liền rời đi đài cao bí cảnh, mà lúc rời đi, hắn đương nhiên cũng chưa đem một chỉ vô giá nghìn năm linh nhũ đều trang thượng mang đi, như vậy kỳ chân. Quang một giọt tựu sợ rằng có thể làm phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ điên cuồng, mà bây giờ, toàn bộ thu tập lại có ngàn nhiều tích, chỉ là loại con số này tựu không gì sánh được động nhân, đơn giản là nghịch thiên vận khí. Mà như vậy nhiều kỳ chân linh nhũ nếu là toàn bộ chung vào một chỗ, kỳ giá trị được gọi là hãn thế báu vật đều tuyệt không quá đáng.
Nếu không phải là bởi vì năm đó trận kinh không địa vị quá mức dọa người, hơn phân nửa là cùng nhất phương quốc gia cổ nội ta truyền thừa nghìn năm đại giáo có quan hệ, lại có thể nào có như vậy thủ bút cùng của cải. Bất quá bây giờ nhưng vẫn là tiện nghi Trần Phi người này, xem như là chó săn si vận, phát đại tài. Đại trận này nội còn có hai kiện ta năm đó cường đại nhất bản mệnh pháp bảo, để lại đưa tại đây bên ngoài cự ly chỗ không xa, đi đem cầm về, đến lúc đó ứng phó Viêm Ma tướng sẽ có nắm chắc rất nhiều. Từ đài cao sau khi rời khỏi, trận kinh không ở Trần Phi thức hải nội nói như vậy. Bản mạng, pháp bảo. Nghe vậy Trần Phi cặp kia con ngươi trực tiếp rụt một cái, chợt trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, như là cận bốn chữ này, liền đem hắn hung hăng sợ nhảy dựng lên. Cái gì gọi là pháp bảo? Chỉ có làm này pháp bảo ở bản thân trình tự đạt đến mức tận cùng lúc, mới có tư cách bị quan trên bực này không thể nghi ngờ thủ vinh. Thậm chí ngay cả trúc cơ chân nhân trình tự trong cường đại nhất người, đều sợ rằng sẽ kiêng kỵ binh khí như vậy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa pháp bảo khủng bố cùng đáng sợ, căn bản không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ trận kinh không vừa mở miệng chính là hai kiện. Không hổ là từng vô hạn tiếp cận đại trận sư tầng thứ người. Nhà của ngươi đấy thật đúng là dày a. Chợt chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu cảm thán nói. Dày nữa cũng so ra kém ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chỉ là bên trong cơ thể ngươi tích kim huyết, tự một vạn món pháp bảo đều không đổi được đi. Có thể không nghĩ tới trận kinh không lại trả lời như vậy nói, thiếu chút nữa đưa hắn cho sặc ở, ho khan nửa ngày. Đúng vậy, tuy nói pháp bảo lợi hại, vô giá, có thể lại có thể nào so với được với trong cơ thể hắn tích vô cùng thần bí kim huyết ni. Đừng nói là một vạn món pháp bảo, sợ rằng 10 vạn món hắn cũng không biết đổi đi. Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nói, chuyên chuyên tâm tâm, đàng hoàng hướng trận kinh không trong miệng hai đại pháp bảo để khu vực chạy đi. Mà trận kinh không trong miệng thuật phương hướng lại cư nhiên cùng cao vót cung điện sừng sững chỗ là tuyệt nhiên bất đồng. Đại khái gần 10 phút sau, Trần Phi liền ở phương hướng kia xa xa trông thấy một tòa thạch động, mà sau khi tiến vào, thạch động trong rách nát đền đứng sừng sững, hiện lên đã từng phồn hoa cùng cường thịnh. Đây là ta đã từng chỗ tu luyện, nhưng bởi vì năm đó trận chiến ấy hủy. Trận kinh không thản nhiên nói, trong giọng nói hình như có một ít hoài niệm mùi. Ngươi hẳn là tu chân giới bản thổ tu sĩ đi, vậy ngươi ở năm đó, làm sao sẽ chạy đến địa cầu chúng ta đến? Trần Phi hiếu kỳ nói, ta năm đó là bị người đuổi giết xuống. Trận kinh không bình thản nói rằng, có thể hắn những lời này lại khiến Trần Phi ngẩn người. Sau càng miệng có chút mở lớn, biểu tình quỷ dị nói truy sát. Phải biết rằng trăm năm trước trận kinh không lực lượng thế nhưng vô hạn tiếp cận với ở đại trận sư A, có thể hắn hiện tại lại còn nói là bị người đuổi giết đến địa cầu tới, cái này. Chẳng lẽ năm đó hắn là chọc tới một vị nguyên đan? Bất quá hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Mà là lại hỏi một cái khác bản thân nghi hoặc đã lâu vấn đề ta còn có cái nghi vấn. Chiếu lời ngươi nói, ngươi năm đó hẳn là còn không có trở thành nguyên đan chân quân cảnh cường giả đi. Vậy ngươi vì sao còn có thể lấy thần thức trạng thái sống đến bây giờ? Theo ta được biết, mặc dù là trúc cơ chân nhân, cũng bất quá cũng chỉ có hơn 200 năm thọ nguyên, hơn nữa thần thức cũng là không có biện pháp ly thể đi. Trúc cơ chân nhân cảnh thần thức không có biện pháp ly thể, đây là tu chân giới công nhận thường thức. Mà bây giờ trận kinh không lại cư nhiên phá vỡ như vậy thường thức, thậm chí còn quỷ dị sống lâu như vậy. Chỉ là tại đây dưới nền đất đại trận nội cũng đã là hơn 100 năm, có thể hắn vì sao có thể sống lâu như vậy. Trúc cơ chân nhân cảnh thần thức không có biện pháp ly thể, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào đối với phổ thông trúc cơ chân nhân mà nói. Chúng ta trận pháp sư thần thức cùng hồn phách cường độ vượt xa quá cùng giai tu sĩ, chớ nói chi là ta tu luyện trúc cơ cảnh công pháp cũng là kỳ công. Tự nhiên có thể dễ dàng đánh vỡ loại này thường thức cùng hạn chế. Trận kinh không bình đạm giải thích, lại chậm rãi mở miệng nói rằng trên đời này ngoại trừ này trời sinh trường thọ thể chất, hoặc nhân, quả thực tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân đều chỉ có thể sống đến hơn 200, bất quá, ta cũng một cái ngoại lệ. Ngoại lệ, Trần Phi con ngươi lóe ra. Đúng vậy, ngoại lệ. Trận kinh không tồn tại ở Trần Phi thức hải nội, nhàn nhạt lại tiếp tục tiếp lời năm đó. Ta nhân tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, kết quả lầm sông một lần đại họa, bị một vị nguyên đan chân quân cảnh lão tổ truy sát thượng thiên không đường xuống đất không cửa, bất đắc dĩ trốn vào Kiềm Nam quốc gia cổ một chỗ tiếng tăm lừng lẫy cấm địa, chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi, đưa tử địa sau đó sinh.
Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ở nơi này, ta cư nhiên tìm được rồi một gốc cây tinh thần thảo. Cái gì, tinh thần thảo? Trần Phi nghe vậy nhất thời cả kinh. Tinh thần thảo, có người nói là sinh trưởng ở vực ngoại tinh không vẫn thạch trên thần kỳ thảo, không thuộc về trong cuộc sống, căn bản không ứng với nên xuất hiện ở trên núi nào mới đúng. Không sai, chính là tinh thần thảo. Nói thật đi liên tự ta cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết chỉ có vậy càng trên một tầng lần tồn tại đi đã qua vực ngoại tinh không mới có khả năng, có thể hái đến cùng kỳ thảo, cư nhiên bị ta trận kinh không gặp, hơn nữa còn là tại nơi cấm địa, chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi. Nói đến đây, coi như là trận kinh không mình cũng tựa hồ khó có thể tin cái này lại là thực sự. Tinh thần thảo vi vực ngoại kỳ vật, trên đời hiếm thấy, đúng yếu ớt thân thể đến bảo hoàn toàn chính là kịch độc. Bởi vì trong có thể làm nguyên đan chân quân cảnh lão tổ thân thể đều đơn giản hư thối độc tố, nhưng đối với phiêu hốt thần thức mà nói, nó rồi lại là kỳ bảo. Trong tồn tại có thể rèn luyện thần thức tinh thần tinh hoa. Lưỡng trùng tuyệt nhiên ngược lại dược lực tập trung vào một thân. Trừ lần đó ra nó còn có một loại tác dụng, đó chính là duyên thọ. Chỉ cần có thể khiêng quá ăn mòn thân thể kỳ độc khảo nghiệm, không chỉ có thần thức phải nhận được khủng bố tư nhuận, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ tăng vọt trăm năm. Đây đối với rất nhiều thọ nguyên gần hết lão gia này mà nói tuyệt đối là hiếm thế thần dược. Bởi vì nhưng là chân chính người cứu mạng gì đó. Vậy ngươi chẳng phải là thân thể đã sớm tàn. Vậy ngươi năm đó đều. Trần Phi sắc mặt cổ quái. Đúng vậy, năm đó thịt của ta thân là bị tinh thần thảo cho hủ thực. Nhưng sau lại ta lại vận khí tốt tại nơi chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi tìm được rồi một tàn phá đồng đỏ yêu khôi. Nhập chủ đi vào, cũng liền còn là thành công còn sống. Đối với chúng ta trận pháp sư mà nói, thân thể tác dụng kỳ thực thật không có nhiều. Thế mà nghe thế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nhìn không được khóe miệng giật một cái, có chút khó có thể gật bừa trận kinh không nói. Mắt thường thần bị ăn mòn, nhập chủ một khôi lỗi trong, nếu là bất đắc dĩ cũng thì thôi, cần phải là đơn thuần chỉ vì thọ nguyên cùng thần thức tư nhuận, liền trở thành cái loại này nửa người nửa quỷ tồn tại, đây quả thực sống không bằng chết, còn không bằng không muốn loại này vận khí. Có thể đây đối với trận kinh không người như vậy mà nói, nhưng thật giống như là thật không sao. Thần thức, hồn phách cường, mới rất có tiềm lực trùng kích tầng thứ cao hơn trận pháp cảnh giới, nếu có thể đủ trùng kích thành công, trở thành trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân cảnh đại trận sư tồn tại, điểm ấy hy sinh, đối với hắn người như thế mà nói, lại coi là cái gì? Căn bản không quan hệ đau khổ. Được rồi, mau vào đi thôi. Ta hai kiện bản mệnh pháp bảo để lại đưa phía trước phương rách nát trong cung điện. Trận kinh không tựa hồ cũng minh bạch ý nghĩ của chính mình cùng Trần Phi bất đồng, nhưng cũng lười cải cọ cái gì, chợt hướng về cách đó không xa trong sơn động rách nát đền thản nhiên nói. Vậy được rồi, vừa nghe đến cái này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng lười lại quấn quýt cái gì, chợt cẩn rực rực hướng trong sơn động rách nát đền tiếp cận. Có thể giữa lúc hắn sắp tiếp cận đến đền đại môn lúc, lại bỗng nhiên chân mày cao lại, hơi biến sắc mặt đây là. Hắn cư nhiên không chỉ có tại đây đền ngoại gặp được sứt mẻ, thậm chí còn tại nơi trên mặt đất gặp được từng cái mới mẻ vết máu. Tiểu tạp chủng, là ngươi. Mà tự sau đó một khắc, một đạo có chút ngoài ý muốn cùng kinh dị tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bỗng nhiên trên mặt thần sắc đổi đổi, chợt ngẩng đầu lên, tự gặp được tại nơi rách nát đền trước đại môn, lại là có thêm hai đạo nhân ảnh ở. Hai đạo nhân ảnh, Trần Phi vô cùng quen thuộc, chính đúng là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ. Sau đó người, lúc này chính chậm rãi từ đại môn kia chỗ đi tới, mặt mang lành lạnh cười nhạt, cùng phảng phất là niềm vui ngoài ý muốn làm trò ngược nhìn hắn. Đáng chết, cái này lưỡng lão già kia sao sẽ ở đây? Trần Phi trên mặt không khỏi trở nên khó coi. Xem chừng, hai người bọn họ tựa hồ là ở truy giết người nào, đúng dịp xông qua bên này. Ha ha, ta trước còn đang suy nghĩ Myers Dorp không phải là với ngươi kết minh sao? Hiện tại hắn bị huynh đệ chúng ta giống như cẩu vậy truy sát, khẳng định sẽ phải tìm người cầu viện, lại không nghĩ rằng, cư nhiên thật là tới tìm ngươi. Ha ha ha, Ôn Vĩnh Thọ trước còn là híp mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, sau lại nhìn không được cười ha ha, điềm nhiên nói như vậy, nhưng thật ra tiết kiệm ta một phen công phu. Tiểu tạp chủng ngươi hẳn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút mắt híp lại, nói. Từ Ôn Vĩnh Thọ nói trong không khó nghe ra, bọn họ lại là truy sát Myers Dorp đến bên này,
vậy hắn vừa rồi chú ý tới trên đất này máu, tự ứng cai thị người sau đi. Đều đã chìm đắm vào như vậy trong hiểm cảnh sao? Cái này Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ, một cái cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, một cái càng luyện khí lục trọng tu sĩ, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí, quang Myers Dog một người, quả thực không quá khả năng địch nổi. Thậm chí đừng nói là Myers Dog, coi như là chính hắn, nếu như chỉ là đối phương trong hai người tùy tiện một người, cũng còn không có gì, nhưng bây giờ hai người lại đều ở đây. Trần Phi ánh mắt, sau đó từ Ôn Vĩnh Thọ trên người dịch chuyển mở, rơi xuống cách đó không xa thoạt nhìn dị thường cao to Ôn Thiên Hùng trên người, chợt khóe mắt hơi rút quất. Hắn chú ý tới, Ôn Thiên Hùng trên nắm tay lại có còn chưa làm tiên huyết vết tích. Như là nhận thấy được Trần Phi ánh mắt, thân hình kia dị thường cao to Ôn Thiên Hùng cũng là khóe miệng lạnh lẽo cười cười, nói Vĩnh Thọ, người đi truy cái kia lão giả kia đi, tiểu tạp chủng này tự giao cho ta. Thoạt nhìn, hắn hình như đối với ta có chút hứng thú. Thoại âm rơi xuống, Ôn Vĩnh Thọ liền nhìn không được, ha ha ha, cười to, vẻ mặt thần sắc cũng làm trò ngược cùng châm chọc đại ca, lấy lực lượng của ngươi cùng hắn giao thủ, không cảm thấy có chút khi dễ người sao. Khi dễ người, Vĩnh Thọ lực lượng của ngươi bây giờ không phải là so với ta càng mạnh sao, dù thế nào đều là khi dễ, ai không giống với. Ha ha ha, Ôn Thiên Hùng nghe vậy cũng là vẻ mặt làm trò ngược cười như điên, vẻ mặt đều là châm chọc cùng khinh miệt. Mà hắn hai huynh đệ cái này kẻ sướng người hỏa cũng làm chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu mí mắt chân thực nhịn không được trầm xuống, ánh mắt ở chỗ sâu trong thậm chí đã có nhàn nhạt hàn mang hiện lên. Có thể hắn bên này không nói tư thái, lại làm đối phương hai người kia có lẽ là ngộ nhận là trong lòng quá mức chấn kinh rồi đi. Bọn họ cũng tựa hồ rất thích ý hưởng thụ cảnh tượng này. Đối với bọn hắn mà nói, Trần Phi tiểu tạp chủng này đính thiên cũng chính là SSS cái loại này trình tự. Mà hai người bọn họ huynh đệ, một là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, một cái càng luyện khí lục trọng tu sĩ, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí, cũng không phải cái gì phổ thông SSS trình tự có thể chống lại. Bởi vậy, làm Trần Phi xuất hiện ở nơi này, ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn lúc, ở Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai trong mắt người, hắn tự đã là một người chết. Hai người bọn họ huynh đệ tùy tiện ai đều đủ để đưa hắn cho dễ dàng bóp chết. Chỉ là... Bọn họ làm thế nào cũng vô pháp nghĩ đến đi, ở trước mặt bọn họ người trẻ tuổi này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, không có thể như vậy cái gì tầm thường SSS trình tự là có thể đại biểu. Hắn căn bản cũng không thuộc về cái này phạm trù trong. Vì vậy, chính khi bọn hắn khen thưởng thức, Trần Phi trên mặt sắp sửa xuất hiện thấp thỏm lo âu cùng sợ hãi lúc, bọn họ lại không tự chủ được, không hẹn mà cùng khẽ nhíu chân mày, chợt sắc mặt khó xem. Bởi vì... Bọn họ cư nhiên nhìn thấy, Trần Phi trên mặt, dường như trăng một chút thấp thỏm lo âu, sợ hãi cũng không có, mà có vẻn vẹn chỉ là một màn kia hơi vén lên độ cung, cùng rõ ràng cười nhạt. Sau đó, một đạo nhàn nhạt cười nhạt thì thào thanh, liền tại đây đền trước bên trong khu vực, lặng lẽ vang lên. Đều nhanh muốn vào quan tài bản lão già kia, còn như thế tự cho là đúng sao? Ha ha! Trần Phi cái này thanh lặng yên cười khẽ thanh tuy rằng yếu ớt. Có thể tại đây không đáng bên trong sơn động, tại nơi rách nát đền trước, lại có vẻ dị thường trong trẻo cùng chói tai. Nhất là phần cuối chỗ nhàn nhạt khép lại cười nhạt, càng khiến Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ trong nháy mắt trên mặt thần sắc đều dữ tợn, ánh mắt phát lạnh. Nhưng sau đó, rồi lại có lau một cái vẻ châm chọc từ Ôn Vĩnh Thọ khóe miệng nhàn nhạt phung lên. Chỉ thấy kỳ nhãn thần thương hại nhìn Trần Phi, lắc đầu cười nói đều bị hù được lời nói không mạch lạc sao. Thật đáng thương. Đến cùng còn là thanh niên nhân. Hiển nhiên, hắn tựa hồ hoàn toàn đem Trần Phi loại này ở huynh đệ bọn họ lưỡng trong mắt hoàn toàn cử động khác thường, trở thành là thất kinh biểu tình. Bị hù được nói năng lộn xộn, cùng miệng không chạch nói. Dù sao hắn năm đó không có khả năng tin tưởng, tự Trần Phi che nắng niên kỳ tiểu tạp chủng, đậu tương còn không có giải đủ, thì như thế nào khả năng có thể có chống lại đại ca hắn thực lực. Nhưng hắn như thế nào sẽ biết, đừng nói là đại ca hắn. Coi như là huynh đệ bọn họ lưỡng liên thủ, có thể nếu thật chọc giận chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, hạ chàng cũng tất nhiên sẽ là cực thảm. Dù sao bây giờ đang ở Trần Phi trong óc, chính yên lặng nhìn đây hết thảy trận kinh không, thì không phải là ngồi không a. Có thể rất hiển nhiên hai người kia trong lòng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Vóc người dị thường cao to Ôn Thiên Hùng nâng lên hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, không chỉ là trên mặt thần sắc có chút trào phúng. Thậm chí ngay cả ánh mắt kia ở chỗ sâu trong,
đều tràn ngập một loại làm người ta sởn tóc gáy cười nhạo, cùng khinh miệt. Hắn biết rõ lực lượng của chính mình, cự ly tiên thiên hậu kỳ cực hạn tựu cũng chỉ có nửa bước xa, vì vậy lấy lực lượng của hắn muốn thu thập một cái đính thiên cũng liền phổ thông SSS tầng thứ tiểu tạp trùng, đây tuyệt đối là trở mình trưởng gian chuyện tình mà thôi. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ bởi vì trước truy kích Myers Dorp mà có chút bị thương, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 8 phần 10, cũng giống như vậy. Bởi vì hắn hiện tại loại cảnh giới này cùng thực lực cùng chính là phổ thông SSS tầng thứ chênh lệch, thật sự là hơi lớn đến làm người ta tuyệt vọng. Vĩnh Thọ, người đi trước đi, tiểu tử này ta sẽ đích thân đem đầu hắn vặn xuống tới, Myers Dorp bỏ chạy vào cái này rách nát đền trong, đừng làm cho hắn chạy. Sau đó chỉ thấy Kỳ lạnh lẽo nhìn lướt qua Trần Phi, liền đưa mắt nhìn sang đệ đệ của mình, nói. Vậy được rồi. Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, một bên xoay người, một bên trong tay lại quang mang lóe lên, xuất hiện đem hắc xích, vừa nói vừa hướng rách nát đền ở chỗ sâu trong đi đến đã như vậy, ta đây tựu đi vào trước tìm người. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kỳ trực tiếp cất bước tiến nhập rách nát đền trong. Mà vào lúc này Ôn Thiên Hùng cũng động. Chỉ thấy Kỳ trực tiếp hướng về Trần Phi cất bước đi tới, mấy bước sau, lại quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trước mặt hai ba thước địa phương, trên mặt mặt nhấc lên lạnh lẽo khinh miệt dáng tươi cười, nói trước ở bên ngoài đã nghĩ đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng cho sắp xếp, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội, hiện tại tốt rồi. Yên tâm đi, đối đãi thân thủ đem đầu ngươi vặn xuống tới, đệ ta cũng sẽ đem trước cùng ngươi kết minh Myers Dorp giải quyết hết. Đến lúc đó hắn sẽ theo xuống phía dưới theo ngươi. Nói xong lời cuối cùng hắn lộ ra sâm bạch hàm răng, một luồng sợi lạnh lùng nảy lên khuôn mặt, hàn khí lộ. Thế mà, đối mặt cái này hắn không gì sánh được tự tin, lại lành lạnh vô cùng sát ý, Trần Phi cũng là cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi toát ra nhàn nhạt hàn mang, sau đó nhẹ khẽ cười cười, nói có lẽ vậy. Lúc đầu đều đã đem chuyện của hai người các ngươi đều đã quên. Lại không nghĩ tới bây giờ hai người các ngươi phải thiết theo đầu đụng vào, vậy được rồi. Lão tạp mau cái mạng nhỏ của ngươi, ta Trần Phi nhận. Dứt lời gian chỉ thấy Kỳ đôi tròng mắt kia bộc phát ra dày đặc màu sắc, giống như chuẩn bị muốn săn thực mãnh thú. Oanh! Cùng lúc đó một đáng sợ kiếm khí cũng từ trong cơ thể hắn nếu như kinh đào hãi lãng vậy điên cuồng bạo phát. Lực lượng kia trong tràn đầy vô cùng nóng bức cùng phong mang, khủng bố. Mà lại chói mắt. Đối với Ôn Thiên Hùng như vậy cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả mà nói, chính là một cái lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp trùng, có thể chết khi hắn như vậy, đại nhân tôn quý vật trong tay, ứng với xem như là vinh hạnh. Ít nhất, quan niệm của hắn cùng cho rằng trong là như thế này. Mà cứ theo lẽ thường lý, để ý mà nói, cũng lại như vậy, thân là một vị cận kém nửa bước là có thể đi đến tiên thiên cực trí cường giả, coi như là cái gọi là tầm thường SSS trình tự. Ở trong tay của hắn, cũng thực sự liên chết đều là một loại khác giải thoát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Rất hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tạp trùng lại thật có như vậy to gan lớn mật lá gan, làm cho hắn Ôn Thiên Hùng mặt mà, chỉ vào hắn mũi mắng, lão tạp mao, còn dõng dạc nói muốn đem cái mạng nhỏ của hắn nhận lấy. Ôn Thiên Hùng trên mặt vốn có khinh miệt cùng châm chọc lúc này đã hoàn toàn động lại, mà thay vào đó là một loại thật sâu co quắp, vô luận là khóe mắt hoặc da mặt. Đều là như thế này. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra cái này ở trước mặt hắn quả thực chính là hoàng mao tiểu nhi vậy tiểu tử, vì sao lại thật có thể đủ không biết cái gọi là đến loại trình độ này, còn cư nhiên thật dám lấy thái độ như vậy, cùng miệng, cùng hắn Ôn Thiên Hùng nói. Cái này, ta, hắn ma, trong nháy mắt chỉ thấy Kỳ đôi mắt triệt để âm trầm, hình như có một nồng nặc hàn mang ở trong ánh mắt kia lóe ra. Thậm chí chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều rõ ràng gặp được. Ôn Thiên Hùng hai tay, thậm chí cả người, đều lại là vào thời khắc này hơi run rẩy. Cùng lúc đó, một cực kỳ kinh khủng chân khí ba động, cũng lấy một loại làm cho thanh thế chậm rãi từ Kỳ trong cơ thể tràn đầy đi ra. Oanh, oanh, u. Kèm theo làm cho thanh thế và cực kỳ kinh khủng chân khí ba động xuất hiện sau, Trần Phi cùng Ôn Thiên Hùng dưới chân đại địa lại trong nháy mắt này ùng chấn bể ra từng cái khe, hơn 10 cm khoan. Lại phảng phất như là không có biện pháp thừa thụ vậy cũng phố chân khí cọ rửa một chút. Mà ở bực này đáng sợ chân khí uy thế dưới, chỉ sợ cũng xem như là tầm thường SS cấp, thậm chí SS cộng cấp cường giả đều biết không chịu nổi, giống như trong cuồng phong hơi yếu mầm hỏa, hơi chút mãnh liệt thổi một cái, sẽ gặp tắt, cũng sẽ liên thi cốt cũng không thừa.
thấy tình cảnh này tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút sắc mặt nghiêm túc. Tại nơi loại làm cho chân khí ba động dưới, lấy thân thể của hắn cường độ, cư nhiên đều vào lúc này hơi chút cảm thấy một ít cơ thể đau đớn, cái này hoàn toàn đủ để có thể thấy được, Ôn Thiên Hùng lực lượng là có bao nhiêu sao dọa người cùng cường hãn. Quả nhiên, cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cái loại này trình tự, vẫn không vậy a. Mà ở biển khiếp người chân khí ba động tuôn ra dưới, Ôn Thiên Hùng bất ngờ ngẩng đầu một cái, đôi tròng mắt kia đã hoàn toàn bị một loại khinh miệt lạnh lẽo dáng tươi cười sở tràn đầy. Chỉ thấy kỳ khuôn mặt hơi lộ ra dữ tợn nhìn Trần Phi, cười lạnh nói hy vọng ngươi như thế này cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Nếu tùy tùy tiện tiện đã bị ta giết chết, có thể xin lỗi trước ngươi, ở trước mặt chúng ta như vậy cuồng vọng cùng kiêu ngạo a. Thật không, yên tâm, ngươi cũng sẽ không thất vọng. Mà ở khinh miệt tiếng cười lạnh trong, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại chợt nhấc lên hắn miệng kia sừng, lại sau đó, chỉ thấy kỳ trong tay hắn quang mang lóe lên, một mặt bẩn thỉu, cũ kỹ pha tạp gương đồng liền đã quỷ dị xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời chỉ thấy Trần Phi thức hải nội truyền ra một đạo hơi thanh âm kinh dị trung phẩm pháp khí. Chính là tới từ ở trận kinh không. Oanh! Mà đang ở thức hải nội trận kinh không hơi kinh dị vừa dứt lời, Trần Phi trong tay cũ kỹ pha tạp gương đồng, cũng chính là huyền thạch kính, kỳ mặt kiếm cũng đã có một đạo nói thổ hoàng sắc lưu quang lược ra, theo bọn họ xuất hiện, từng cổ một cực kỳ làm cho khí tức cũng từ huyền thạch kính nội như gợn sóng vậy sấm nhân tràn đầy đi ra, lại trực tiếp đem Ôn Thiên Hùng trong cơ thể bộc phát ra chân khí ba động cho hoàn toàn đều trung hòa đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Ôn Thiên Hùng rốt cục sắc mặt xuất hiện kịch biến. Cái này, đây là trung phẩm pháp khí. Hắn hai mắt chấn động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay tràn ngập sấm nhân ba động cũ kỹ loang lổ gương đồng, nhịn không được có chút thất thanh hoảng sợ. Chính hắn tuy rằng cũng không phải một vị luyện khí sĩ, có thể hắn thân đệ Ôn Vĩnh Thọ, cũng. Thậm chí tu vi cũng còn đạt tới kinh khủng luyện khí lục trọng, trong tay còn đồng dạng cầm có một cái pháp khí hắc xích, lực lượng so với hắn đều còn mạnh hơn. Vì vậy hắn Ôn Thiên Hùng đương nhiên sẽ không xa lạ loại đáng sợ này binh khí. Đích thật là nhất kiện pháp khí, hơn nữa rất có thể là so với hắn thân đệ trong tay hạ phẩm pháp khí hắc xích cường đại hơn. Từ mặt kiếm phát ra khủng bố khí tức đến xem, tựa hồ, thật có thể là trong truyền thuyết càng tại hạ phẩm pháp khí trên, trung phẩm pháp khí. Nghĩ đến đây Ôn Thiên Hùng trên mặt thần sắc tự hoàn toàn, triệt triệt để thay đổi. Ngươi làm sao có thể chính mình cái loại này đẳng cấp bảo vật? Hắn sau đó khó có thể tin quát lên. Như vậy chí bảo, trung phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng xem như là tại đây toàn bộ trên địa cầu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hãy cùng hiện tại cái này phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thập đại thần khí vậy, chính mình nghịch thiên lực lượng. Liên hắn Ôn Thiên Hùng như vậy cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả cũng không có, nhưng bây giờ... Như vậy một cái lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng lại cư nhiên lấy ra nữa. Trách không được tiểu tạp chủng này trước lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy cuồng vọng, như vậy kiêu ngạo, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của hắn cùng dựa sao. Đáng chết, thật đáng chết. Hắn trong lúc bất chợt lại như vậy ở trong lòng mắng. Như vậy chí bảo, chưa dứt sửa, lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng có tư cách gì chính mình. Như vậy chí bảo. Tự ứng cai thị hắn Ôn Thiên Hùng a. Trong nháy mắt trong lòng của hắn liền tràn đầy đáng ghê tởm cùng tham lam. Cư nhiên có thể nhận ra đây là trung phẩm pháp khí, ta cũng là có chút coi thường nhãn lực của ngươi kính nhi a. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận ra, huyền thạch kính là trung phẩm pháp khí, mà không phải là hạ phẩm. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đối phương khóe miệng nhấc lên lau một cái châm chọc cười bất quá. Nhận ra có thể thế nào? Bảo bối này là của ta, không có thể như vậy ngươi. Có thể nhìn ngươi bây giờ vẻ mặt này, rất muốn sao? Ngươi! Ôn Thiên Hùng nghe vậy sắc mặt một trận vặn vẹo, thần sắc càng biến hóa, âm trầm bất định tốt nửa ngày, sau cùng rốt cục trương xấu xí trên khuôn mặt già nua lại lộ ra tham lam, cùng khinh miệt cười nhạt, nhìn phía Trần Phi lấy một loại khinh thường giọng nói rằng có thể được đến như vậy chí bảo, ngươi tiểu tạp chủng này nhưng thật ra vận khí thật tốt. Bất quá, người cái này ngu xuẩn chớ không phải là thật cho rằng chỉ ngươi về điểm này tu vi thực lực, là có thể đem bực này chí bảo lực lượng cường đại. Toàn bộ phát huy được đi. Quên đi, có thể đem như vậy chí bảo đưa đến trước mặt của ta, cũng coi như ngươi tiểu tạp chủng này có chút công lao. Vậy ta đây lần tự lòng từ bi một hồi, cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít, ha ha, ha ha ha.
Nói nói hắn cư nhiên cười như điên, thật giống như đã nhìn thấy bản thân đem như vậy chí bảo lấy vào tay trong, tung hoành vô địch, xưng bá địa cầu tràng cảnh. Mà Phó Cuồng Tiếu tư thái, cũng tựa hồ là hoàn toàn không đem Trần Phi cái này huyền thạch kính hiện giữ chủ nhân, không coi vào đâu a. Mà hắn sở dĩ vẫn có thể như vậy không coi ai ra gì, cũng là bởi vì hắn biết rõ, giống như trung phẩm pháp khí như vậy tuyệt thế chi bảo, không cần sai cũng biết, phải là có cũng đủ chân khí cường đại hoặc linh khí lược, mới có thể đem có khủng bố uy năng, chân chính phát huy được. Mà trước mắt cái này mao đầu còn không có giải đủ tiểu tạp chủng, hắn có như vậy tư cách sao? Thật không? Mà đang nghe Ôn Thiên Hùng nói, Trần Phi ánh mắt ở chỗ sâu trong không khỏi có lau một cái nhàn nhạt hàn mang vọt ra, sau đó chỉ thấy quyền của hắn trưởng, chậm rãi nắm chặt. Mà trong lòng bàn tay huyền thạch kính cũng ở đây trong nháy mắt nổi lên một luồng sợi nhàn nhạt, khiếp người ba động. Ngươi, nhất thời Ôn Thiên Hùng trên mặt cuồng tiếu vẻ tựu trong nháy mắt cứng lại rồi, ngay cả con ngươi cũng hơi co rút lại lên. Ở trong lòng hắn mặt, thậm chí còn có một loại tên là tâm tình bất an ở bỗng nhiên đầy dẫy đi ra. Bởi vì lúc này hắn rốt cục bất ngờ phát hiện, tiểu tạp trùng, lại dám dẫn đầu đối với hắn Ôn Thiên Hùng động thủ. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không tin ta có thể vận dụng cái này trung phẩm pháp khí a. Vậy được rồi, ngươi đã như vậy có mắt không tròng, ta đây để ngươi nhìn một cái đi. Làm kỳ thoại âm rơi xuống gian, Trần Phi lại trực tiếp bước ra một bước, cầm huyền thạch kính cái tay kia tay tâm lại đón gió hóa ra một tảng lớn màu trắng sữa, rồi lại mắt thường căn bản khó có thể phân biệt ra được linh quang, có vẻ ba quang doanh doanh, lóng lánh rồi lại nhu hòa đến rất chói mắt. Nhưng một giây kế tiếp câu đều lóe lên rồi biến mất cũng chiếu vào huyền thạch kính mặt kiếm nội. Nhất thời liền có một cổ kinh khủng dày nặng ba động chảy lộ ra. Nhất thời chỉ thấy Ôn Thiên Hùng sắc mặt lại thay đổi nữa thay đổi, thậm chí có một ít hồn hền. Không có biện pháp, cái này vốn là hắn cho rằng dễ như trở bàn tay, từng phút có thể giải quyết sự tình, kết quả cục diện cũng trở nên như vậy chật vật, vậy làm sao có thể làm hắn không giận. Giống. Thế mà một lát sau tự chỉ nghe được một tiếng trầm muộn dị giống, huyền thạch kính đồng mặt trong cư nhiên bỗng nhiên bộc phát ra tảng lớn hoàng quang, như rất nặng bùn đất vậy hướng về phía trước đấu đá đi, mà kinh khủng hơn chính là, thoáng qua gian cư nhiên gặp tảng lớn hoàng quang tự chợt ngưng tụ, trở thành một cái. Ít nhất, đều biết trượng dài thật lớn đất xà, hung hăng đánh về phía Ôn Thiên Hùng. Mà thật lớn đất xà, rất hiển nhiên là huyền thạch kính sách hay lực lượng tập hợp biến thành. Kỳ có lực lượng tự nhiên không gì sánh được khổng lồ, thậm chí bình thường luyện khí ngũ trọng tu sĩ đều sợ rằng tại nơi cường thế dưới rất khó chống đỡ. Tự nhiên, Ôn Thiên Hùng sắc mặt cũng từ trước kịch biến, rất nhanh đó là bị bây giờ cực kỳ ngưng trọng thay thế. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thể xác định, đất xà có lực lượng đến tột cùng là không phải là trung phẩm pháp khí toàn bộ, có thể, hắn hiện tại cũng đã có thể nhận thấy được, đất xà hiện vào lúc này sở bạo phát huy thế. Coi như là hắn, cũng hoàn toàn không dám có chút khinh thường. Giống, tiểu tạp chủng này, vừa nghĩ tới hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, ở vặn vẹo tiếng giống giận dữ sau, lại trên đầu phảng phất là có cái gì lực lượng dẫy bay ra vậy, tóc dài đón gió vũ điệu sau cuồng dài lần hứa có thừa, đồng thời biến thành sấm nhân tím đen sắc. Đồng thời cánh tay hắn, thân thể còn đồng thời run lên, tiện đà cả người toát ra nồng đậm lông xanh, mười ngón sinh ra sắc bén móng tay. Khuôn mặt mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, khuôn mặt dị thường khủng bố. Cái này lão tạp mao, hắn, trong nháy mắt coi như là Trần Phi đều sắc mặt có chút hơi đổi, không nghĩ tới cái này lão tạp mao lại còn sẽ như vậy quỷ dị công pháp. Mà khi hắn thức hải nội trận kinh không ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau, càng trực tiếp kinh ngạc nói thì thay đổi. Không đúng, đây cũng là nào đó thô bỉ, đơn sơ thi đạo công pháp luyện thể đi. Thoạt nhìn còn giống như không phải là rất hoàn toàn, là không trọn vẹn cái loại này. Rất hiển nhiên Ôn Thiên Hùng lúc này lại là hóa thành nào đó thi cương nguyên hình. Mà loại thủ đoạn này sợ rằng đã không là cái gì cổ vũ giả, có thể có được đi. Bất quá ngược lại cũng vâng, hắn thân đệ Ôn Vĩnh Thọ là luyện khí sĩ, hắn cái này thân là đại ca, như thế nào sẽ kém đi. Giống. Nhưng vào lúc này, thật lớn đất xà đã sắp hung hăng gục hắn trước mặt, Ôn Thiên Hùng dữ tợn. Kinh khủng mặt cương thi nhất thời hiện ra dữ tợn, vừa lên tiếng, nồng nặc chân khí như kinh đào hãi lãng vậy phun dũng mãnh tiến ra, sau lại hoàn toàn quán chú tiến hắn cái tay kia, ôm đồm về phía trước phương. Lão già này cư nhiên dự định lấy chân khí quán chú thịt móng lực lượng, mạnh bạo kháng cường hãn như vậy thế tiến công.
Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự mắt híp một cái, thần sắc khẽ động, huyền thạch kính sở hóa thành thật lớn đất xà liền trở nên càng thêm hung mãnh mấy phần. Kỳ toàn thân tràn ngập cực kỳ kinh khủng hoàng quang, thậm chí chỉ là như vậy nhìn xa xa, tự làm cho cảm giác không gì sánh được áp lực, chớ nói chi là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hiện tại chưa đem tam đầu địa ngục huyền lửa cho dùng đến, nếu không, sợ rằng sẽ kinh người hơn, cùng đáng sợ. Phanh! Ung ung! Làm ôn thiên hùng quán chú tiến khổng lồ chân khí thịt móng cùng thật lớn đất xà đụng vào nhau lúc, đầu tiên là phảng phất không khí đều hơi bị chấn động động, sau đó từng vòng mang theo cường liệt đánh khí lãng cho giỏi tự không sạch sẽ vòng tròn vậy, mãnh liệt nổ tung, tứ tán cuồng giải khai đến. Người trước thi cương vậy thân thể cũng bỗng nhiên run rẩy, sau chỉ thấy thịt móng gian có màu xám đen máu sáng loáng vẫy ra đến, đem mặt đất đều nhuộm thành màu xám đen, còn mang theo hủ thực tính. Khiến bùn đất phát xích thanh âm, ăn mòn ra một đám khiến người da đầu tê dại tiểu hắc động. Sau chỉ thấy ôn thiên hùng thân thể như là bị cái gì cự lực đánh thẳng vào, hoặc là thẳng thắn như là bị cự nhân bàn tay, một cái tát cho quạt bay, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Xích xích xích. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ lại mạnh mẽ ở giữa không trung, đem bản thân nghiêng bay ngược thân thể cho mạnh mẽ ngay ngắn. Chỉ thấy hắn một đôi chân trưởng trên mặt đất trà sát ra chói mắt phết tích, trà sát thanh âm cũng cực kỳ chói tai. Ít nhất, 2-3 giây sau, chói tai thanh mới mạnh bị một cước bỗng nhiên âm thanh động đất che giấu đi qua. Sau một khắc, chỉ thấy ôn thiên hùng thi cương vậy thân thể lại đứng tại ở một mảnh sụp đổ đi xuống bùn đất nội, chu vi vài mét trong phạm vi. Ít nhất, sụp đổ đi xuống gần một thước, cái này rất hiển nhiên là cực kỳ làm cho một màn. Mà ôn thiên hùng sắc mặt. Lúc này cũng biến thành dị thường âm lãnh cùng mí mắt lay động. Mà ở vậy hắn mí mắt run run trong lúc đó, hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong, tắc là có thêm lau một cái nồng nặc vẻ kinh hãi cũng đã chậm rãi hiện lên đi ra. Không có biện pháp, trước mắt cục diện này rất hiển nhiên đã triệt để vượt ra khỏi hắn nắm trong tay ở ngoài. Mà hắn chỉ kia mới vừa rồi còn cùng thật lớn đất xà chính diện ngạnh hám trôi qua thi cương thịt móng, lúc này cũng hoàn toàn là trở nên huyết nhục mơ hồ. Như là trào phúng hắn tự cho là đúng, cùng vô chi. Trung phẩm pháp khí sở dĩ là trung phẩm pháp khí, tất nhiên là có cực kỳ đáng sợ lực lượng, cũng xa không phải là hạ phẩm pháp khí nhất lưu, có thể vọng tưởng so sánh. Buồn cười hắn ôn thiên hùng còn lại muốn lấy một đôi thi cương thịt trào lực địch, quả thực không biết tự lượng sức mình. Đáng chết, tại sao có như vậy a? Tiểu tạp chủng này, hắn dựa vào cái gì là có thể có tốt như vậy vận khí? Ôn thiên hùng nghiến răng nghiến lợi. Như là cực kỳ không cam lòng cùng đố kỵ. Hắn thấy, nếu không phải Trần Phi trong tay chính mình kinh khủng dị thường trung phẩm pháp khí, lại tại sao có thể là hắn ôn thiên hùng đối thủ? Đây quả thực là ăn gian, hoàn toàn không công bình. Trước mắt cục diện này thành như vậy, hiển nhiên đã xa xa thoát khỏi hắn dự đoán ở ngoài. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, nguyên bản trong mắt tiện tay tựu cho bóp chết thỏ, có thể trực tiếp xoay người biến thành một đầu cắn người lang. Huyền thạch kính. Rất hiển nhiên đã làm hắn ngửi được khí tức tử vong. Vì vậy hôm nay, sợ ý một chút, chỉ sợ hắn ôn thiên hùng, còn có khả năng sẽ chết tại đây a. Mà một triệt để nhận thấy được trong lòng mình loại ý nghĩ này, thậm chí hắn đều cảm giác được có chút bất khả tư nghị hoạt kê. Hắn là ai vậy? Hắn thế nhưng ôn thiên hùng a, đường đường cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, càng cất giấu trong truyền thuyết thi cương luyện thể bí pháp loại này thật lớn khủng bố con bài chưa lật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị như vậy một cái lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng, cho dồn đến tử vong góc. Cái này chẳng lẽ không hoạt kê sao? Nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt không dám, kinh khủng kia mặt cương thi bàng cũng bởi vì xấu xí còn có phẫn nộ, mà trở nên không gì sánh được vặn vẹo cùng dữ tợn. Tiểu tạp chủng, thật nghĩ đến ngươi tựu thắng chắc sao? Nói cho ngươi biết. Ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ thân thủ đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Cho ngươi xuống địa ngục. Sau chỉ thấy lão gia hỏa kia triệt để thay đổi điên cuồng lên, một con khác cũng không có bị thương thi cương thịt móng cư nhiên thật sâu cắm vào huyết nhục không rõ thịt móng kiên cánh tay chỗ, nhất thời có một làm cho sâu vô cùng lạnh lẽo thi khí liền tự thân thể hắn nội bộc phát ra. Không chỉ có như vậy, tại nơi lạnh lẽo thi khí làm dịu, huyết nhục mơ hồ thịt móng cư nhiên ngạnh sinh sinh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại ra. Cùng lúc đó, ôn thiên hùng trong cơ thể sở bộc phát ra khí thế còn càng đáng sợ hơn. Thậm chí tại nơi làm cho, lãnh xâm thi thể phun ra nuốt vào gian, ngay cả huyền thạch kính oai, đều vào lúc này có chút bị dưới áp chế đến.
Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi trên mặt thần sắc còn lại là hơi đổi đổi. Hắn có thể cảm ứng được đi ra, loại này chiêu số, hơn phân nửa là cái loại này dùng để liều mạng, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sát chiêu. Mà vào lúc này, làm tựu ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng hơi biến sắc lúc, Ôn Thiên Hùng Thi Cương vậy thân thể liền đã là hoàn toàn thương rũ. Chợt chỉ thấy Kỳ nhìn phía Trần Phi, dư tợn, Tích Lạc theo màu xám trắng nước dãi khóe miệng chợt hiên liễu hiên, thật dài le lưỡi ra khiến người da đầu tê dại như vậy một liếm, sau chỉ thấy Kỳ dường như đạn pháo vậy hướng về Trần Phi hung hăng vào tới, tràn đầy sát ý, nhấc lên một trận thi phong. Xì, một móng ở cuồng hướng trong hoảng sợ xé đến, như tràn ngập địa phủ lực lượng, liền không khí đều bị ô nhiễm, âm thảm thảm. Mà dữ tợn không gì sánh được. Lợi hại thịt móng càng cư nhiên giống như là có thể đem đây hết thảy vỡ ra, vô cùng đáng sợ. Tiểu tạp chủng, cho ta đi tìm chết đi. Lão gia hỏa này thật là có một ít bản lĩnh a. Đối mặt ngay phía trước Ôn Thiên Hùng khủng bố xé rách tới một chảo này, Trần Phi không khỏi sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn nếu thật chỉ là cái thông thường luyện khí ngũ trọng đỉnh, hoặc SSS tầng thứ dị năng giả, sợ rằng quang là đối phương lần này, cũng đủ để làm hắn rơi vào tuyệt cảnh trong. Thậm chí cũng còn có khả năng quăng đi tính mệnh. Không thể không nói, làm cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong lực lượng cùng vậy chờ thi đạo công pháp luyện thể kết hợp với nhau thời gian, kỳ sinh ra phản ứng hóa học, cùng uy năng, quả thực không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy a. Bất quá, may mà chính là, cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có tinh khiết muốn dựa tự thân linh khí ngạnh chiến dự định. Hắn sở cậy vào, là hắn có cường đại trung phẩm pháp khí huyền thạch kính. Mà hiển nhiên, coi như là mà chống đỡ phương hiện tại triển hiện ra lực lượng, chỉ sợ cũng vẫn không khả năng có thể cùng huyền thạch kính, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, dưới, chính diện địch nổi chống lại. Giống, từ Ôn Thiên Hùng Thi Cương vậy xấu xí, khuôn mặt dữ tợn trên, tự cắn răng nghiến lợi bạo phát ra một đạo quát chói tai, cũng ở đây trong nháy mắt, hắn một móng cũng kinh khủng xé rơi xuống, nhấc lên rất nặng, làm cho thi khí, không gì sánh được làm cho, phảng phất là có hủy diệt lực lượng. Hung hăng hướng về Trần Phi đầu kéo xuống. Nhất thời một luồng xuất kinh khủng thi khí đã ở Ôn Thiên Hùng cường hãn thế tiến công dưới bạo phát ra. Lực lượng kia quả thật có chút làm người sợ hãi, thậm chí ra đầu tê dại, bởi vì liên không khí đều cư nhiên hình như bị trong nháy mắt hủ thực, một móng trải qua địa phương, câu đều hiển hiện ra cho đen nhan sắc, rất có, xì xì, thanh âm rung động. Mà lực lượng như vậy không thể nghi ngờ rất đáng sợ, coi như là Trần Phi. Hiện vào thời khắc này cũng rồi đột nhiên có chút đổi sắc mặt, không dám chậm trễ chút nào. Chợt chỉ thấy thần tốc vung tay lên một cái, huyền thạch kính liền phóng ra một luồng sợi rất nặng hoàng quang, đem thân thể hắn cho tầng tầng phòng hộ, giống như là rùa xác vậy bảo vệ. Nhưng sau đó một móng cũng hung hãn đến. Thương! Ôn Thiên Hùng quán chú tiến nhập bản thân cả người tuyệt đại bộ phân chân khí một móng hung hăng xé ở tại lồng bảo hộ hoàng quang lên. Chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, nhất thời quanh mình không khí đều phảng phất là kinh khủng run rẩy, một luồng kinh khủng khí cơ nếu như đinh tai nhức óc vậy, tự bạo phát ra. Tràng cảnh thật sự là quá kinh người, thậm chí ngay cả hai người bọn họ dưới chân thổ địa, đều tốt giống như ở trong chớp nhoáng này là không chịu nổi, bắt đầu xuống phía dưới điên cuồng áp đổ, nham thạch vẩy ra, ù điếc tai, cực đoan khủng bố. Thi khí càn rỡ tung hoành, tràn đầy bao quát cùng hủy diệt tính. Giống như là thật là từ địa phủ tới vậy, mang theo lành lạnh khí tức. Nhưng coi như là như vậy, kinh khủng như vậy một móng, lại cư nhiên vẫn là không cách nào đánh bại huyền thạch kính hộ thể ánh sáng thủ hộ, chỉ có thể liên tục không ngừng phát sinh leng keng thanh, rằng co tại nơi hộ thể ánh sáng ngoại. Thậm chí, tại nơi dữ tợn, đáng sợ thịt móng gian, còn tựa hồ bởi vì phản chấn cự lực, mà có hôi máu tươi màu đen vẫy ra. Nhất thời, nhận thấy được điểm này Ôn Thiên Hùng, xấu xí. Sự tợn mặt cương thi trở nên càng thêm âm trầm. Thậm chí ở ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, cũng dần dần hiện ra nồng nặc tức giận, cùng bất an. Hắn không nghĩ tới, mặc dù mình cũng đã đem lực lượng cường đại nhất quán chú tiến nhập thi móng, mà như vậy lực lượng cùng uy thế, thậm chí đều đủ để đem Myers Dorp như vậy thánh ma đạo đỉnh cường giả, đều giết chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn cái này một kích mạnh nhất lại thậm chí ngay cả hộ thể ánh sáng đều không đột phá nổi. Cái này, ta, nhất thời chỉ thấy Kỳ mí mắt một trận điên cuồng co quắp. Vì sao a, đây tột cùng là vì sao? Tiểu tạp chủng dựa vào cái gì là có thể có như vậy nghịch thiên cẩu si vận,
nếu không phải chí bảo, trung phẩm pháp khí, tiểu tạp chủng khi hắn Ôn Thiên Hùng trước mặt, lại coi là vật gì vậy? Hiển nhiên, trong lòng của hắn tràn đầy nồng nặc không nghèo, không cam lòng. Nghĩ đây quả thực tự không công bình. Hanh! Mà vào lúc này Trần Phi cũng hơi tựa đầu dơ lên, trong miệng mặt phát sinh kêu rên, giống như là bởi vì đã bị trùng kích mà dẫn đến ở trong thân thể huyết khí cuồn cuộn, nhưng trên thực tế, nhưng cũng không trở ngại. Sau đó chỉ thấy kỳ nhãn thần ngoan lệ mạnh hất đầu, đem cặp kia con người đen nhánh, nóng nảy, lạnh lùng bỏ dơ nhìn về Ôn Thiên Hùng, sau đó trong cơ thể linh khí một cổ, ấn quyết trong tay bóp một cái, nhất thời bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay gian huyền thạch kính liền ùng ùng kích bắn ra hơn 10 nói vô cùng kinh khủng hoàng quang lưỡi dao sắc bén, xoay quanh ở giữa không trung, không gì sánh được làm cho. Thậm chí ở vô cùng kinh khủng hoàng quang lưỡi dao sắc bén trong, nếu là nhìn kỹ, đều vẫn có thể nhãn thần bắt được một luồng sợi hơi nhỏ ám hồng sắc quỷ dị hỏa diễm, tràn ngập địa ngục vậy lành lạnh khí tức, không gì sánh được khiếp người. Tại nơi hoàng quang lưỡi dao sắc bén làm nổi bật dưới liền càng đáng sợ rất nhiều. Mà như vậy một màn cũng rốt cục khiến Ôn Thiên Hùng triệt để sợ ngây người, thậm chí cũng hít một hơi khí lạnh, trăm triệu không nghĩ tới trước khinh miệt, đến cuối cùng cư nhiên thật sẽ luân lạc tới như vậy một loại kết cục. Có thể cảnh tượng này chân thực quá dọa người, khiến trong lòng của hắn không cầm được hàn khí, đều cảm giác giống như là muốn bị sợ rằng lưỡi dao sắc bén cho ngươi khuấy bể nát. Ngươi, Ôn Thiên Hùng mặc dù vẫn là cắn răng nghiến răng theo, nhưng trong lòng chấn động cùng bất an, cũng đã vào lúc này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thậm chí, hắn hiện tại chỉ cảm thấy, nếu là kinh khủng kia hoàng quang lưỡi dao sắc bén thật bị tiểu tạp chủng đánh ra nói, vậy hắn cái này nhóm cường giả liền cũng có thể, thực sự sẽ mất mạng a. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn rốt cục hoàn toàn bị bất an cùng sợ hãi tràn đầy, khó có thể lại bình tĩnh. Đến mà không đã qua phi lễ cũng, lão tạp mao, cũng mời thử xem ta đây pháp khí oai đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi ngoan lệ tiếng cười lạnh lại một lần nữa khi hắn bên tai như là khủng bố vậy quanh quẩn lên. Sau đó chợt nghe gặp trong không khí bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, liền có rất nặng hoàng quang bay vụt, lưỡi dao sắc bén xé rách thi khí, như vực sâu hải lấy ra khỏi lồng hấp, kích nứt ra trời cao. Đây là huyền thạch kính lực lượng chân chính, nhất là dung hợp địa ngục tam đầu chó lửa sau, vô cùng đáng sợ, không ai có thể không kinh hãi. Đảm chiến. Trong nháy mắt Ôn Thiên Hùng liền cảm giác được thật sâu đảm chiến. Mà kinh khủng kia hoàng quang lưỡi dao sắc bén cũng đã bay vụt mà đến, giống như là muốn đâm thủng tất cả, bất luận cái gì ngăn trở đều là uổng công. Không, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Mà Ôn Thiên Hùng lúc này hoàn toàn điên cuồng. Chỉ thấy hắn đầy tím đen sắc cương phát mất trật tự bay lượn, kinh khủng chân khí dung chuyển, cũng có làm cho thi khí cuồn cuộn chảy xuôi ra, hét lớn một tiếng, liền lại có một đạo đen như mực cổ biển hiệu ra hiện ở trước mặt hắn khu vực giữa không trung. Phóng xuất ra một loại làm người ta trong nháy mắt trong lòng bỡ ngỡ băng lãnh, vô cùng đáng sợ, như âm tào địa phủ gian vô tình ma vật. Mà ở đen như mực cổ biển hiệu xuất hiện sau, quanh quẩn ở Ôn Thiên Hùng bên cạnh thân thi khí lại từ từ trở nên càng thêm đáng sợ, làm người ta cảm giác được thật sâu băng lãnh, có vô cùng uy lực. Giống như là từ chân chính âm thi nơi mà đến. Lực lượng kia sau đó càng ở bốn phía tạo thành mờ mịt khí lãng trùng kích. Khiến quanh mình không khí đều như đầm lầy vậy gồ lên làm người ta buồn nôn thi khí phao, tràn ngập thi thối. Đây là, luyện thi bài, hắn lại muốn đem bản thân cho luyện thành một cương thi. Trần Phi thức hải nội trận kinh không phát ra quỷ dị thở nhẹ thanh. Loại thủ đoạn này coi như là ở thi đạo truyền thừa nội, cũng là tuyệt đại đa số người sở kháng cự, bởi vì quá phát rồ, sẽ đem mình cũng làm cho được không người không quỷ cương thi. Không muốn trên địa cầu này cư nhiên sẽ có người nguyện ý đi lên loại này đường, vị miễn cũng quá cực đoan đi. Cảnh tượng như vậy, kinh khủng như vậy thi khí tràn ngập, tuy rằng xa so ra kém tu chân giới này thi đạo cự kiêu, có thể ở địa cầu này, loại này điên cuồng, cùng loại đáng sợ này áp lực nhưng vẫn là lay động nhân tâm. Nguyên bản ta cũng không muốn muốn đi ra bước này, có thể tiểu tạp chủng, đây là ngươi ép ta biến thành cái này không người không quỷ hình dạng. Ta muốn giết ngươi, a, giết ngươi, Ôn Thiên Hùng triệt để điên rồi, vì mình gần phải đổi được không người không quỷ quái vật mà mất lý trí. Nhưng bên trong thân thể của hắn lúc này sợ thả ra đáng sợ ba động, nhưng vẫn là quá kinh người, liên Trần Phi đều cảm giác được có chút hít thở không thông. Oanh, u long, sau cùng Ôn Thiên Hùng vung lên dự tợn cánh tay phải, năm cây đen thùi móng vuốt nắm chặt cùng một chỗ,
ngưng thành quả đấm, giản đơn mà lại trực tiếp, hướng về Trần Phi liền vô hạn kinh khủng rơi lướt đi. Như vậy quả đấm rất hiển nhiên đã không phải là huyết nhục chi khu, mà là thừa nhận rồi đáng sợ thi khí tư nhuận, như là từ âm thi nơi vừa trùy luyện ra. Lão gia hỏa này, chỉ sợ hiện tại đều đã đạt đến chân chính tiên thiên cực trí. Mà đối mặt cảnh tượng như vậy, dù là Trần Phi đều cảm giác có chút mồ hôi lạnh từ lưng lưu lại, bởi vì hắn có thể cảm thụ được Ôn Thiên Hùng lúc này lực lượng, tuyệt đối là đã là đạt tới chân chính tiên thiên cực trí, tiên thiên đại tông sư dưới vô địch. Mà đây không thể nghi ngờ là viễn siêu trăng trước hắn dự đoán, cực độ đáng sợ. Bất quá coi như là như vậy, ta cũng muốn thắng. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ khuôn mặt tiền nhiệm nhưng mà ngoan lệ xuất hiện vẻ điên cuồng, hắn, không muốn lúc đó chịu thua. Giống. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng hắn khàn giọng phát sinh, trong cơ thể linh khí phát điên vậy xoay tròn. Sau đó, lại cũng đồng dạng là chấn ra một cổ khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó cuồng tập ra hoàng quang lưỡi dao sắc bén, cũng dường như là thời cổ đại sắc bén binh sĩ, phá vỡ khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, vô tận bao la hùng vĩ, phá diệt trước tập. Thật giống như vô tận vũ tiễn từ ngày đó không trung hủy diệt tất cả vậy hạ xuống, nhượng tim của người ta, hồn, thần, phách cũng không nhịn được run rẩy. Sốt cục. Phanh. Huyền thạch kính cực mạnh oai đúng thật cương thân thể. Đây quả thực nếu như là đạn pháo vậy đụng nhau, liền tính thước cao cự nham, thậm chí thấp bé tiểu sơn đều biết hơi bị đổ nát hãm, như thiên khuynh phúc, tức làm cho vẻ sợ hãi khí tức chấn hướng bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là tuôn ra, khắp nơi đều là linh khí cùng hỗn tạp thi khí khủng bố chân khí ba động đụng nhau, quả thực chính là hủy diệt vậy. Oanh! Lại là đinh tai nhức óc nổ, tuôn ra làm cho nghịch lưu như lật úp vậy nhằm phía bốn phương tám hướng. Mà ở như vậy hoàn toàn xưng là lực lượng kinh khủng giao phong dưới. Vậy thật cương thân thể lại hoàn bại. Huyền thạch kính oai, hoàng quang lưỡi dao sắc bén, vô cùng đáng sợ, đem hết thảy đều hủy diệt cho trấn áp thôi. Chỉ thấy Ôn Thiên Hùng thật cương vậy kinh khủng thân thể, lại tại chỗ, ngực khuếch tự sụp đổ xuống phía dưới, thân thể như phá cổ vậy thoáng cái khô quát, hoành bay ra ngoài hơn 10 mét xa, ngoan đánh vào sơn động trên tường đá, đập ra một cái động lớn, vết dạn rậm rạp, đất rung núi chuyển. Mà ở hướng hắn rơi đích thực đối phương nhìn lại, tường kia, đều thiếu chút nữa nhanh sụp đổ, thân thể hắn còn lại là cả người đầu khớp xương không ngừng phát sinh tiếng vang, rất nhiều địa phương triệt để rạn nứt. Cùng biến hình. Lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, liền y phục cũng không phá, có thể hắn mặt kia trời xanh trắng đến quả thực cùng trang giấy vậy sắc mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, trước chí cường một kích, tuyệt đối là đem trong cơ thể hắn bất luận cái gì một tấc khe linh khí đều cho hoàn toàn đào sạch sẽ, nếu không, một kích kia lực lượng không thể nào biết kinh khủng như vậy. Siêu. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ không chậm trễ chút nào. Lại từ trong lòng móc ra trắng nhật ngọc bình nhỏ, cậy ra cái nắp, hướng về phía miệng đó là một giọt nghìn năm linh nhũ nhỏ. Sau đó trong nháy mắt đó là có một vô cùng to lớn, tinh thuần tới cực điểm linh khí từ cổ họng điên tràn vào thân thể hắn trong. Nhất thời sắc mặt của hắn liền không hề tái nhợt, khí tức cũng không lại uể oải, ngược lại là lại như đại nhật vậy, lóng lánh lên. Khí tức hướng đỉnh. Điều này hiển nhiên là cả người linh khí vừa nặng hồi tới trạng thái tột cùng biểu hiện. Cũng khiến Trần Phi không khỏi hơi há to mồm, ở trong mắt có kinh ngạc. Cư nhiên thật thoáng cái trong nháy mắt khôi phục, không hổ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh nghìn năm linh nhũ, đây quả thực quá thay đổi tai. Sau đó chỉ thấy kỳ mắt có chút chiếu sáng dù gì nói. Không hổ là trong truyền thuyết nghìn năm linh nhũ. Đây coi là cái gì? Nhưng sau đó hắn thức hải nội lại truyền đến trận kinh không nhàn nhạt chẳng đáng thanh, nói đừng nói là ngươi bây giờ bực này bé nhỏ tu vi. Mặc dù luyện khí cảnh viên mãn đỉnh, thậm chí phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, một giọt này nghìn năm linh nhũ, đều tuyệt đối có thể làm kỳ trong cơ thể linh khí tất cả đều trong nháy mắt khôi phục. Vì vậy, như vậy kỳ chân ngươi như bây giờ lãng phí, quả thực chính là phí của trời. Phí của trời, Trần Phi cũng chỉ là khóe miệng phủi phiết, cũng lười cải cọ. Tuy nói cái này nghìn năm linh nhũ quả thực vô cùng chân quý, thậm chí xưng là kỳ chân. Có thể, loại vật này không cầm đến dùng lại cầm tới làm gì. Rồi hãy nói, nếu là chờ hắn tương lai thực lực mạnh mẽ, còn sợ không lấy được. Đáng sợ nhất, đáng buồn nhất đó là thần giữ của. Khi người tâm đều nhỏ đi, bị những này vật ngoài thân sở khuông ở, vậy còn có thể có cái gì tiền đồ. Đó mới là ngu xuẩn nhất.
Siêu. Sau đó chỉ thấy Trần Phi thân ảnh lóe ra, ở giữa không trung bay nhanh, thoáng qua gian liền cư nhiên đã xuất hiện ở Ôn Thiên Hùng bị thương nặng chỗ trước mặt. Hắn nhãn thần lạnh lùng nhìn đã rơi vào mất xấu xí thân ảnh, ở trong mắt tùy theo hàn mang lóe lên, huyền thạch kính lại cư nhiên lần thứ hai rung động, uy áp tứ phương, trầm trọng như thiên, khủng bố hoàng quang bay thẳng đến phía trước bao phủ. Sau đó một kiêu ám hồng sắc khủng bố lửa vọt lên, lại cũng đặt lên thân thể, liệt diễm bốc lên, hài cốt không còn. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, đại danh đỉnh đỉnh Ôn gia Ôn Thiên Hùng, rốt cục vào thời khắc này hoàn toàn chết ở Trần Phi trên tay, cái này nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ bị sợ ngốc, sợ ngây ngô. Nhưng chỉ tiếc chung quanh đây ngoại trừ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở ngoài, tự không nữa bất kỳ người nào khác. Vì vậy tin tức này cũng chỉ có thể bao phủ ở bụi bặm cùng phế tích trong, trở thành bí mật. Người này chết, cũng chỉ còn lại có một cái. Trần Phi Vi hơi híp mắt dù gì nói, cũng lại là có nhất lao vĩnh giật, tận diệt ý niệm trong đầu. Dù sao bọn họ song phương đã kết làm tử thù, không có khả năng thiệt, đơn giản không bằng tất cả đại trận này nội hết thảy giải quyết hết quên đi. Sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi ở chỗ sâu trong hàn mang lóe lóe, sau đó đưa tay một điểm, huyền thạch kính liền tự động thu liếm, bay trở về đến y phục của hắn trong. Sau đó chỉ thấy thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước cửa đá, đồng thời còn ở trong lòng hướng về trận kinh không đặt câu hỏi đến chỗ rồi đi. Sau khi đi vào, lại cần đi như thế nào? Trực tiếp tiến đi được rồi. Cung điện này cũng không lớn, theo đi vào đến chỗ sâu nhất cửa đá phía sau, đó là ta để bản mệnh pháp bảo chỗ. Truyền về thanh âm có chút dầu dĩ, cùng cảm thán. Năm đó nếu không phải là bởi vì hắn chạy trối chết xuống tới lúc, hai đại bản mệnh pháp bảo đều bị hao tổn, chưa lưu ở trên người, chính là một đầu viêm ma tướng ma vật lại tại sao có thể là hắn trận kinh không địch thủ. Nghe được trận kinh không lời này Trần Phi đương nhiên không do dự nữa, thân hình như một đạo như thiểm điện, cấp tốc lướt vào rách nát đền trong, rất nhanh, hắn liền rốt cục đi tới đền chỗ sâu nhất một phiến thật lớn trước cửa đá. Mà ở phiến thật lớn cửa đá hậu phương, rất hiện lại chính là trận kinh không hơn trăm năm trước tỷ thế, dưỡng thương địa phương. Bất quá theo sát mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong mắt lại mơ hồ hiện ra lau một cái vẻ nghi hoặc, có chút cau mày nhìn cửa hàng nhuộm dày đặc bụi bặm cửa đá, có chút không xác định nói phía trên này, có đúng hay không có vật gì vậy. Người cư nhiên có thể nhìn ra, xem ra người cũng không phải trận pháp phương diện ngu ngốc. Từ thức hải nội truyền đến trận kinh không bình thản thanh âm, cùng lúc đó, lại còn có một luồng băng lam sắc khí tức tại đây vừa dứt lời dưới sau, tựa như nếu là một kiêu băng lam vậy, tốc độ bay mau, nhanh như chớp tựu từ thức hải nội, từ Trần Phi trong cơ thể bay vút đi ra, không có vào thật lớn trong cửa đá, có thể thoáng qua gian, lại là không thấy tung tích. Quỷ dị hơn chính là như vậy một lát sau, tất cả như thường, động tĩnh gì cư nhiên cũng không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất thời Trần Phi trên mặt liền không khỏi hiện ra lau một cái cổ quái, vẻ nghi hoặc. Khụ. Sau đó chỉ thấy kỳ ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị muốn mở miệng muốn hỏi chút gì lúc, chân xuống mặt đất đột nhiên lồng lộng run run, cái này lập tức làm hắn đều thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng cái này đều không coi vào đâu, bởi vì kế tiếp tràng cảnh càng khiến trên mặt hắn hiện ra hơi vẻ kinh ngạc. Bởi vì sẽ ở đó rung động bắt đầu sau. Cửa đá liền cư nhiên bỗng nhiên lam quang đại tác phẩm, như là Trần Phong đã lâu băng cung bị rốt cục mở ra vậy, cửa kia mặt, hai bên tường, đều cư nhiên ở liên hắn cũng còn chưa phản ứng kịp, như kết băng vậy ken két, luyện thành một tảng lớn băng lam sắc, trói mắt bông tuyết, hàn khí khiếp người. Nhất thời, cái này rách nát đến chỗ sâu nhất khu vực, liền đã hóa thành là một tòa băng lóng lánh thấu xương băng cung chỗ, phảng phất là to lớn vạn trở hàn băng bị móc giống vậy. Có vẻ dị thường băng lãnh cùng lóa mắt, có thể lại không có thất đáng sợ. Bởi vì chu vi tràn đầy khiếp người trận pháp, bí mật chậm rãi nổi lên, làm người ta chỉ là nhìn, tự không tự kìm hãm được ra đầu tê dại, trong lòng bỡ ngỡ. Đây là ta năm đó dưỡng thương địa phương, vì vậy không dễ dàng như vậy tiến, bất quá bây giờ tốt rồi, trực tiếp vào đi thôi. Nhưng vào lúc này Trần Phi thức hải nội vang lên trận kinh không lại mở miệng thanh âm, giải thích một chút. Nghe vậy, Trần Phi trong con ngươi tinh mang lóe lóe, một luồng cảm thán cũng theo đó từ trong lòng sinh ra. Không hổ là đã từng vô hạn tới gần đại trận sư tên, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu những mưa gió, vì vậy phân cẩn thận, quả thực đã là sâu tận xương tủy.
Mặc dù là tại đây dạng sâu dưới nền đất ở chỗ sâu trong, cũng đều vẫn là không chút nào ngại phiền toái Lưu Hữu chuẩn bị ở sau, để lại kinh khủng như vậy đại trận, nếu có địch nhân hơi chút thả lỏng cảnh giác một ít mạo muội xông tới, sợ rằng, hơn phân nửa sẽ vạn kiếp bất phục đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhịn không được cả người run lên, trong ánh mắt sau đó liền có lau một cái thật sâu tim đập nhanh, còn có cảm giác đè nén hiện lên. Nếu không phải là bởi vì trong cơ thể hắn, tích ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần bí kim huyết, sợ rằng, hắn hiện tại cũng sớm đã là một thi hài đi. Căn bản chơi bất quá đối phương. Tên gia hỏa như vậy, quả thực đáng sợ. Chờ ngươi lại trải qua lịch nhiều hơn chút hẳn là tự sẽ minh bạch đi, đích thân thể hội mới có thể hiểu, đây là tu chân giới, ngoại trừ ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta mất mạng, còn dư lại cũng chính là trường sanh bất tử thiên đại lời nói dối. Ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều biết chết, buồn cười chúng ta những. Này con kiến hôi, còn liên tiếp cố chấp ở truy tầm theo trường sinh ni, ha ha, ha ha ha. Trận kinh không càng ngày càng thấp rơi tiếng cười khiến Trần Phi một trận lặng lẽ. Đúng vậy, liên trong truyền thuyết tiên nhân đều biết chết, cũng tỉ như hắn sở kế thừa ký ức truyền thừa vị kia tu chân giới cao nhân. Nhất thời hắn liền càng không muốn nhận loại này tất cả mọi người ngầm thừa nhận là, chân thật lời nói dối, đề tài. Hiện tại cửa này có thể mở đi. Sau đó chỉ thấy Kỳ Trọng Trọng quăng vài cái đầu, đứng ở đại môn kia trước, ở trong thân thể bắp thịt dần dần căng thẳng lên. Không do dự nữa, vươn hai tay, chậm rãi kề sát tại nơi phong bế hơn trăm năm trên cửa, một cổ cự lực theo sát mà liền hướng phía trước tuôn ra đi ra ngoài. Ung ung u long. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, cửa đá ở như băng tinh trên mặt đất trọng trọng trà sát ra thật sâu vết tích, theo sát mà liền có một luồng sợi sáng lộ ra đến. Chỉ thấy cửa đá khổng lồ hậu phương lại là một chỗ không lớn không nhỏ phòng khách, bất quá tại nơi giữa đại sảnh đã có một tòa khéo léo tầng hai lầu các. Lầu các cả vật thể lại là dùng một loại tương tự với bạch ngọc vật chất điêu khắc mà thành, mấy trượng cao, tản ra cổ quái nhàn nhạt quang mang, rất có tồn tại cảm. Càng có một loại làm người ta bỡ ngỡ khí tức ở cổ quái tràn đầy theo. Mà ở lầu các 2-3 trượng cao độ trên cửa, còn bất ngờ viết, băng thật các, ba ngân sắc đại tự. Chỉ là, ở phòng khách này trong lại tu kiến có một tòa lầu các, vậy làm sao xem, đều vẫn là cảm giác có chút quái gì a. Bất quá, lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã có một ít không đếm xỉa tới sẽ quái gì, bởi vì, ngay hắn lúc này đứng đang ở cửa chính trượng hứa xa khu vực. Chính lại có hai đạo nhân ảnh, sắc mặt ngạc nhiên, cùng biểu tình tuyệt nhiên bất đồng nhìn hắn. Một trong số đó, rõ ràng là trước còn thiếu tạm gặp mặt qua Ôn Vĩnh Thọ. Mà tên còn lại, tắc lại là Myers Dorp Thánh Ma Đạo. Hắn lúc này cả người là máu, khí tức cuồng loạn, giống như là bị rất nặng thương, song khi hắn ở nhìn thấy Trần Phi đầu tiên là sửng sốt sau, liền cấp tốc thần sắc lo lắng quát đi mau, đừng ở chỗ này, đừng động ta. Liên chính hắn đều tốt giống như không hiểu nổi đến tột cùng là vì sao, sẽ hô lên nói như vậy, hắn bây giờ không phải là càng hẳn là cần giúp không? Thế nhưng, hắn hiện tại đều đã bị thương nặng đe dọa, cùng Ôn Vĩnh Thọ, lại dĩ nhiên có thể cùng hắn đỉnh thời kỳ đánh đồng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, hắn chân thực không muốn nhiều hơn nữa kéo người hạ thủy, bồi hắn cùng chết. Nói chung, có thể chạy một là một cái đi. Lời vừa nói ra nhất thời chỉ thấy Trần Phi sắc mặt khẽ động. Con người sau đó liền thật sâu híp lại. Mà lúc này, Ôn Vĩnh Thọ cũng rất hiển nhiên là trước tiên nhận thấy được Trần Phi đến, cùng với nghe được thanh hô to, hơi biến sắc mặt sau, chỉ thấy Kỳ Trương già nua nét mặt già nua cười lạnh, mang theo làm trò ngược, xấu xí khóe miệng hơi bị một hiên. Chạy, người ngay cả mình đều không để ý tới, còn nhượng hắn chạy sao? Thật là làm cho người ác tâm thiện tâm a. Chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ hình như rất sợ Trần Phi thực sự chạy vậy, xấu xí. Già nua trên khuôn mặt già nua hiện ra âm sấm sấm màu sắc trang nhã, biểu tình tàn nhẫn, một bên trào phúng, buồn nôn nói, một bên lại cấp tốc khoát tay, trong tay hắn mặt hạ phẩm pháp bảo hắc xích liền như là sống vậy, trực tiếp từ tay hắn tâm tuột tay ra, hóa thành một đạo màu đen nước tuyển cuốn về phía đại môn kia chỗ. Lại thoáng qua gian trực tiếp đem Trần Phi hậu phương đường lui, cho cắt đứt. Mà ở làm xong đây hết thảy sau. Ôn Vĩnh Thọ mới phảng phất là tự nhận là hoàn toàn nắm trong tay tất cả vậy, kỳ xấu xí, già nua trên khuôn mặt già nua theo tự hiện ra không ai bì nổi, ngạo nghễ lãnh miệt vẻ. Tiểu tạp trùng, nghĩ không ra a, người cư nhiên không chết. Sau đó chỉ thấy kỳ đôi mắt sâu đậm hung ác nhìn phía Trần Phi,
chân mày có chút mặt nhăn. Phải biết rằng lúc trước xuất thủ đối phương tiểu tạp chủng, thế nhưng hắn Ôn Vĩnh Thọ thân ca ca, mặc dù là trước ở truy kích cái này Myers Dop lúc, ca ca hắn không cẩn thận bị một ít thương, có thể kỳ có lực lượng, cũng tuyệt đối là đủ để đem bất kỳ một cái nào SSS trình tự đều nghiền ép. Nhưng bây giờ, có thể hiện đang tại sao tiểu tạp chủng này còn chưa có chết? Điều này sao có thể? Hắn lúc trước hoàn toàn là nhận định tiểu tạp chủng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới phải yên tâm to gan đi một mình truy sát Myers Dop. Dù sao, hắn chân thực không nghĩ ra, cái loại này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử, có thể có cái gì năng lực có thể từ hắn thân đại ca, vậy chờ cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh trong tay cường giả, chạy ra sinh lộ. Nhưng bây giờ, hắn sợ cho rằng chuyện không thể nào, lúc này lại cư nhiên thực sự chân chân thiết thiết ra hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tạp chủng hiện tại cư nhiên có thể rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là cho thấy, hắn là thuận lợi từ đại ca hắn trong tay đào sinh. Có thể loại tình huống này, đại ca hắn ni, đại ca hắn vì sao không theo sát phía sau đuổi theo. Ngay hắn chân thực không nghĩ ra bực này vấn đề lúc, Trần Phi đã trố mắt nhìn, hướng về phía hắn, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng cười cười, nói ra khỏi miệng. Ngươi đều còn chưa có chết. Ta tại sao muốn chết? Lẽ nào ngươi bây giờ đã có một ít thần trí mơ hồ tỉnh, đang nằm mơ? Khóe miệng hắn độ cung cực kỳ trào phúng. Hắn, nhất thời cách đó không xa Myers Dop cũng không nhìn được có chút sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới Trần Phi còn là như vậy cuồng. Có thể hắn thấy tình huống hiện tại đã cùng lúc ở bên ngoài, không giống nhau. Hắn hiện tại đã trọng thương đe dọa, mà Ôn Vĩnh Thọ lại cư nhiên trở nên cùng hắn đỉnh thời kỳ. Vậy cường đại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là tầm thường SSS cấp cường giả, ở loại cục diện này, cũng là hữu tâm vô lực, không nhiều lắm tác dụng. Thậm chí còn có thể bị vậy bây giờ Ôn Vĩnh Thọ cho giết chết, là có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên khi Trần Phi lần thứ hai lấy vậy hắn, quen thuộc, cuồng vọng miệng, đem cái loại này tìm chết nói ra lúc, coi như là hắn Myers Dop cũng vẫn là không nhịn được cả người đổ mồ hôi lạnh, cùng có chút lo lắng nở nụ cười khổ. Hắn sau đó liền lại nhịn đau, hô lớn tiểu tử, hắn lực lượng bây giờ đã không giống nhau, so với trước lợi hại một gấp hai. Ngươi chạy mau đi, để ta ở lại cản hắn, trễ nữa tựu không còn kịp rồi. Nói, hắn cư nhiên thật chuẩn bị cường chống đỡ theo lại đem Ôn Vĩnh Thọ tha trụ. Nhưng sau đó Trần Phi lại cười ngôn ngữ đưa hắn ngăn trở thánh ma đạo, ngươi còn là trước nghỉ ngơi đi. Tiếp, tất cả giao cho ta. Giao cho ngươi. Myers Dop ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, giao cho ta, chúng ta tiến đến trước không phải là đã kết minh sao? Ngươi cũng chớ xem thường ta a. Trần Phi khẽ mỉm cười, nhất là tại nơi Myers Dop hơi mở lớn ánh mắt nhìn soi mói, lại cư nhiên thực sự chút nào không kinh hoàng chút nào toát ra, trái lại, cặp kia con ngươi đen nhánh trong, còn có một loại tên là, lạnh lẽo, sát ý ở hiện ra. Cái này lão thiên gia thật đúng là quan tâm hắn a. Vừa mới nói nhất lao vĩnh giật, đã đem còn lại cái này phiền phức lại đưa đến trước mặt hắn sao? Cũng được, đây quả thực là vừa vặn a. Ngay cả Myers Dop đều đổ mồ hôi lạnh Trần Phi lại dám như vậy nói, chớ nói chi là Ôn Vĩnh Thọ người như vậy, hắn hiện nay thế nhưng luyện khí lục trọng đáng sợ tu vi, coi như là ở địa cầu này, cũng tuyệt đối là phượng lông củ ấu, vô cùng đáng sợ. Ai dám ở trước mặt hắn muốn chết, nhưng hôm nay ni, hôm nay chế diễu. Trong mắt hắn hoàn toàn là có thể tùy ý gây khó dễ cùng nghiền giết con cừu nhỏ, lại dám ở trước mặt hắn cuồng vọng đến loại tình trạng này. Không chỉ là khẩu suất cuồng ngôn, còn lấy như vậy tư thái cùng miệng. Đây quả thực là không đưa hắn Ôn Thiên Hùng không coi vào đâu a. Vì vậy, điều này có thể làm vốn là trời sinh tính ngạo mạn, không coi ai ra gì hắn không buồn nộ, không sắc mặt tái xanh xấu xí. Có thể tức giận về tức giận, sắc mặt tái xanh về sắc mặt tái xanh. Nhưng chung quy hắn tuổi như vậy còn là tâm cơ thâm trầm. Sau đó chỉ thấy kỳ rất nhanh thu liếm khuôn mặt trên thần sắc, thay vào đó là lấy một loại hờ hững, lạnh lạnh trạng thái nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói tiểu tạp chủng, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, từ đại ca của ta trong tay thoát được tính mệnh. Nhưng không quan hệ, ngươi này tiện mệnh, ta tự mình đến thu, cũng giống như vậy. Hiển nhiên, hắn đúng thực lực của chính mình có hoàn toàn tự tin. Dù sao luyện khí sĩ cảnh giới trong luyện khí lục trọng, đây chính là so với tầm thường SSS trình tự đều lợi hại hơn. Thậm chí ngay cả Myers Dop đỉnh thời kỳ thánh ma đạo đỉnh, hắn lực lượng bây giờ đều hoàn toàn có thể cùng địch nổi,
mà cái này, lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa giống như tiểu tạp chủng vậy tầng thứ người, khi hắn ôn vĩnh thọ trước mặt, cũng chỉ có thể là chó lợn vậy nhỏ yếu, hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện, liền có thể triệt để đem nghiền ép, lấy kỳ tiện mệnh. Càng như vậy nghĩ, hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt liền đã hoàn toàn bị khinh miệt cùng chẳng đáng sợ đầy dẫy. Thoát được tính mệnh, ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự tiếu phi thiếu tiếng cười lại chậm rãi vang lên. Chỉ thấy kỳ nhìn ôn vĩnh thọ híp mắt nói rằng vì sao tự cần phải là ta trốn. Phải biết rằng, hiện tại thế nhưng ta Trần Phi đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt ngươi, mà không phải ngươi trong miệng, có thể làm ta đào tẩu ca ca. Lẽ nào ngươi tự không hiếu kỳ hắn bây giờ đi đâu sao? Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết, đại ca của ta, hắn đi đâu? Nghe vậy ôn vĩnh thọ mí mắt mạnh híp một cái, thanh âm từ từ trở nên có chút lạnh lẽo, nói. Hắn a, Trần Phi tận lực trong miệng kéo dài âm điệu, đưa ngón tay ra chỉ dưới chân mặt đất, khóe miệng một hiên nói hắn hiện tại, cũng đã ở đi phía dưới trên đường. Tựa hồ người trong nước đều là như vậy nói chuyện. Phía dưới a, đó không phải là chính là âm tàu địa phủ sao? Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt ôn vĩnh thọ bỗng nhiên biến sắc. Hiển nhiên đã là trong nháy mắt hiểu Trần Phi những lời này, ẩn chứa hàm nghĩa. Bất quá, sau đó lại thấy kỳ như hoạt kê vậy lắc đầu cười cười, xấu xí, già nua gương mặt trên chợt hiện ra lau một cái nhàn nhạt châm chọc, cười lạnh nói quả nhiên, thanh niên nhân miệng chính là lợi hại. Bất quá, ngươi cho là như vậy nói bậy ta sẽ tin. Không cảm thấy có chút quá hoạt kê, cùng ý nghĩ kỳ lạ sao. Đại ca hắn chết, vẫn là chết khi hắn loại này mau đầu tiểu tử trong tay. Loại này nhàm chán trò cười, thật đúng là một điểm cũng không tốt cười a. Được rồi, xem ra ngươi là không tin a, ta đây đừng nói đi. Trần Phi nhún vai, cũng lười nói nhảm nữa. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ trong lòng bàn tay bỗng nhiên lấp lánh một trận sáng, một mặt cái gương lại lần thứ hai ra hiện ở trong tay hắn, theo hắn cũng là nói đều lười nói, trực tiếp cất bước hướng về ôn vĩnh thọ đi đến, vừa đi, một bên dưới chân nhộn nhạo khởi xích sắc rung động. Nếu không nói, vậy khai chiến đi. Khai chiến. Ôn vĩnh thọ lè lưỡi liếm môi một cái, nhãn thần che lấp nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút châm chọc, có chút khinh miệt thật là một không biết trời cao đất rộng vật nhỏ a. Cũng được, người đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Oanh. Ngay kỳ thoại âm rơi xuống gian, một minh mông linh khí, giống như là phong bạo vậy từ trong cơ thể hắn rung động bạo phát ra, mang tất cả ra, không gì sánh được kinh người. Liên không khí đều bởi vì chịu ảnh hưởng, mà hơi rung chuyển. Hắn quả thực đã đạt đến cái loại này cao độ, luyện khí sĩ trong luyện khí lục trọng, đây đối với hiện nay trên địa cầu mà nói, quả thực thập phần đáng sợ. Mà ở cảm thụ được ôn vĩnh thọ trong cơ thể lúc này sở bộc phát ra khủng bố, bàng bạc linh khí, Myers Dorp trên mặt thần sắc trong nháy mắt tự thay đổi, có chút hốt hoảng, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì trước đó hắn tại phía trên này bị thua thiệt nhiều. Luyện khí lục trọng a, thế mà trái lại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc, lại là một loại nghiền ngẫm cùng cười nhạt làm trò ngược. Phải biết rằng trước hắn thế nhưng đem đã thi triển ra cấm kỵ thủ đoạn ôn thiên hùng, đều cho thực sự giết. Mà khi lúc lão già kia lực lượng, có thể tuyệt đối là đã đạt đến chân chính tiên thiên cực trí. Vì vậy, hiện tại ở trước mặt hắn cái này ôn vĩnh thọ, mặc dù là đã đạt đến luyện khí lục trọng, lại coi là cái gì? Oanh! Sau đó, khi hắn trong lòng bàn tay huyền thạch kính liền tản mát ra lực lượng, như u sâm trong trẻo nhưng lạnh lùng hồ sâu vậy từng giọt lưu lộ, lực lượng kia rất hiển nhiên là vô cùng làm người sợ hãi, thậm chí phía sau lưng, cổ gian đều có chút lạnh cả người. Nhưng Trần Phi lại vào lúc này để lại một cái đầu óc, vẻn vẹn chỉ đem huyền thạch kính lực lượng phát huy tại hạ phẩm pháp khí tả hữu trình độ. Sau đó, con cá liền tự nhiên mà vậy mắc câu. Ha ha! Nguyên lai là cái này cái gương a, ta sớm cần nghĩ tới, nếu là có nó nói, ngươi có thể từ đại ca của ta trong tay chạy thoát, tự cũng chẳng có gì lạ. Ôn vĩnh thọ nhìn Trần Phi trong tay huyền thạch kính, cũng là con ngươi hơi co rụt lại. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi ở chỗ sâu trong lành lạnh cười lạnh, chỉ là điểm ấy con bài chưa lật, có thể không đủ để khi hắn ôn vĩnh thọ hiện tại như vậy cao độ trước mặt, kiêu ngạo a. Bất quá loại này tiểu tạp chủng. Đường sơ nếu sớm biết rằng sẽ phiền toái như vậy nói, nên cường thế động thủ, lấy thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem giết chết. Cũng liền không hiện tại như vậy nhiều chuyện hư hỏng. Bất quá, bây giờ nói,
tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là không tính là muộn. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta sẽ nhường ngươi nhận rõ sở một việc, đó chính là giống như hạ phẩm pháp khí bảo vật như vậy, rơi vào ngươi phế vật như vậy trong tay, quả thực chính là phí của trời. Tự để cho ta tới cho ngươi được thêm kiến thức đi, cái gì mới là bực này binh khí có khả năng có chân chính khủng bố lực. Ôn Vĩnh Thọ khóe miệng nhấc lên dự tợn cười nhạt, trong miệng lải nhải, lấy nhuộm đẫm theo bản thân tựa hồ thật có nhiều cái thế vô địch vậy. Hoành Đoạn ở Trần Phi sau lưng Hắc Tuyền Tuyền cũng lấp lánh phát sáng lên, có ánh sáng dở ở trong thoáng hiện, tràn ngập ra lành lạnh ba động, còn tản ra khí tức kinh khủng, cùng với cái loại này đủ để làm người ta hít thở không thông áp lực. Theo sát mà, đại chiến, liền rốt cục thuận lý thành trương bạo phát. Chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ cả vật thể linh quang đại tác phẩm, xa hướng về phía hắc xích sở hóa thành một uông nước suối đó là ấn quyết bấm một cái, người sau liền nhất thời ùng ùng, hung thần ác sát lên, tụ chung một chỗ, lại trở thành thật lớn thạch trụ vậy tồn tại, cả vật thể biến thành màu đen, linh khí nóng nảy, trong khoảnh khắc hướng Trần Phi đầu ngay phía trên hung hăng đập rơi, một chấn người trùng kích cũng theo bạo phát, tán hướng bốn phương tám hướng, không gì sánh được làm cho. Oanh! Cường hãn như núi lửa vậy rồi lại làm người ta từ đáy lòng bỡ ngỡ tia sáng. Kèm theo hắc xích biến thành chảy ra, rồi đột nhiên ở khu vực này nội chấn động tàn sát bừa bãi mở. Không khí đều hơi bị bốc hơi lên, liên đới cách đó không xa bị thương nặng đe dọa Myers Dorp đều trong nháy mắt đều đổi sắc mặt, thậm chí trong ánh mắt cũng còn hiện ra bất an cùng vẻ rầu rĩ. Lại nhìn phía Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt, cũng tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Không thể không nói, ở thành công trở thành luyện khí lục trọng luyện khí sĩ sau, Ôn Vĩnh Thọ thực lực quả thực quá khủng bố, quá kinh người. Ít nhất, ở trong lòng hắn bây giờ mặt cảm quan trong, tự tuyệt đối là như vậy, mà như vậy lực lượng đáng sợ, tiểu tử kia thật có năng lực có thể ngăn cản được. Mà ở cái này Myers Dorp kiêng kỵ mà lại bất an trong ánh mắt của, hắc xích sở hóa thành khủng bố hắc sắc chảy ra đã như tử thần xiềng xích vậy, gió mát rung động, hướng về Trần Phi chỗ khu vực hoảng sợ đánh rơi. Uy lực kia, thậm chí coi như là Myers Dorp như vậy thánh ma đạo đỉnh, cũng đều có chút cảm giác trong lòng phát lạnh. Chỉ là nhìn tự thậm chí khó có thể bình tĩnh trở lại. Lần này ta xem ngươi còn có cái gì cơ hội chạy. Ôn Vĩnh Thọ nghiến răng nghiến lợi, nét mặt già nua vặn vẹo mà lại xấu xí, lạnh lùng cười to. Chạy, chỉ là ngươi loại này tên thật là tư cách nhường ta chạy. Bất quá, đối mặt Ôn Vĩnh Thọ không coi ai ra gì ngôn ngữ, Trần Phi nhưng chỉ là con ngươi lành lạnh cười cười, đen nhánh kia con ngươi ở chỗ sâu trong càng xích lõa trần chảy ra nồng nặc chẳng đáng. Nếu không phải hắn muốn thiết cái cục khiến cá cắn câu, sợ rằng lão già này liền sớm không lo lắng ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Chạy. Vậy được rồi, chúng ta đây tự nhìn, đến tột cùng là ai sẽ chạy, ai sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không biểu tình, mang vung tay lên, trong tay huyền thạch kính tựa như cùng là sao băng vậy bay bắn ra, tại nơi giữa không trung nhanh chóng tạo thành một tản ra khủng bố hoàng quang nguồn sáng. Quanh mình còn lại là rậm rạp quanh quẩn theo lớn chừng ngón cái quang nhận, bùm bùm, leng keng rung động, uy thế khiếp người, đồng thời hướng về kéo tới hắc sắc chảy ra của ngoanh đi. Giống, hạ phẩm pháp khí hắc xích sở hóa thành khủng bố chảy ra trong, kinh người tia sáng ở bên trong bốc lên theo, lại sau đó trực tiếp là ngưng tụ thành một đầu do như thực chất vậy độc xà hình ảnh, miệng to như chậu máu khiến ra đầu tê dại, cả người tóc gáy dựng đứng, hướng về Trần Phi từ trên xuống dưới đáng sợ nuốt đến. Một cực kỳ lăng liệt hung sát khí ở bạo phát. Linh khí này xà ảnh rất hiển nhiên cũng không phải tầm thường phàm vật, nhất là từ Myers Dorp lúc này rồi đột nhiên mà hiện ra phẫn nộ thần thái đến xem, trước hắn, chỉ sợ là ở một chiêu này mặt trên hung hăng cắm quá té ngã. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, luyện khí sĩ trong luyện khí lục trọng cảnh giới đúng là đã đủ để sánh ngang thánh ma đạo đỉnh cường giả. Chớ nói chi là, còn có hạ phẩm pháp khí hắc xích. Tình hình chung dưới chỉ có ở tối thiểu luyện khí lục trọng cái tầng thứ kia tu sĩ trong tay, bực này binh khí, quả thực mới có thể phát huy ra nó lực lượng chân chính. À, gặp được sao? Đây mới là hạ phẩm pháp khí lực lượng chân chính. Cũng được, hôm nay để ngươi tiểu tạp chủng này, tốt tốt biết một chút về đi. Ôn Vĩnh Thọ thấy tình cảnh này vẻ mặt đều là châm chọc cùng vẻ khinh miệt, như là đúng lực lượng của chính mình thật là chính mình cái thế vô địch tự tin. Căn bản không tin tưởng cái gì tùy tùy tiện tiện người, là có thể ở trước mặt hắn nhấc lên sóng gió, vậy căn bản không hiện thực. Hắn Ôn Vĩnh Thọ là ai? Hắn lại là hạng lực lượng kinh khủng nhân vật. Vì vậy, tiếp,
hắn khống chế hạ phẩm pháp khí, tư thái hoảng sợ làm cho linh khí độc xà liền đã hoàn toàn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước hung hăng khàn giọng, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng kinh người trùng kích, tựu như đạn đạo bạo tạc vậy. Bất quá ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhãn thần ở chỗ sâu trong núp rất sâu làm trò ngược cùng châm chọc dưới, vậy hắn khống chế huyền thạch kính hoàng quang lưỡi dao sắc bén cũng đồng dạng không kém chút nào, ầm ầm về phía trước, linh quang vẩy ra, cùng linh khí độc xà đầu hung hăng, kinh người đánh vào, nhất thời, một loại khó có thể ngôn ngữ đối chủng cùng bạo tạc liền ở Myers Dop cũng hút lương khí sợ hãi trong ánh mắt, ầm ầm tản ra. Phanh! Linh khí độc xà hư ảnh tại đây đụng nhau trong, lại trực tiếp bị cự lực vén bay ra ngoài, khí lãng sắp thăng, cuồng liệt mà lại tạo loạn, khiến Ôn Vĩnh Thọ mạnh yết hầu một ngọt, nhất thời lau một cái không bình thường đỏ ửng liền dâng lên, mặt dị thường hồng. Thế mà nhìn nữa cùng đụng nhau huyền thạch kính lưỡi dao sắc bén hoàng quang, lại thì đã vào thời khắc này hóa thành tinh giờ, sau đó, càng tại nơi Myers Dop nôn nóng trong ánh mắt của, triệt để tiêu tản ra. Tự điểm ấy lực lượng tự cho rằng có thể ở ta Ôn Vĩnh Thọ trước mặt càn rỡ. A, nguyên bản nhân đã bị phản phệ mà có chút bị thương Ôn Vĩnh Thọ lúc này đều có chút hổn hển, thần sắc vặn vẹo cùng phẫn nộ rồi. Có thể, xem hắn hiện vào lúc này lại chú ý tới huyền thạch kính lưỡi dao sắc bén hoàng quang, dĩ nhiên là lúc trước cùng hắn pháp khí đụng nhau trong, hoàn toàn rơi vào hạ phong, cái này không khỏi làm hắn trong nháy mắt kinh hỉ cùng ngạo nghễ lên, trước trong lòng mặt trái tâm tình cũng thuận lý thành chương bị quét ngang không còn. Thậm chí thay vào đó vâng. Khóe miệng châm chọc dáng tươi cười cùng cười nhạt độ mạnh yếu, đều đã trở nên càng thêm nồng nặc. Tất cả nói, ở trước mặt ta, người loại này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền ép ta vận dụng toàn bộ lực lượng tư cách, cũng không có. Ngạo nghễ cùng chí đắc ý mãn sau, tự nhiên mà vậy đó là tao nói liên tục. Ôn Vĩnh Thọ lúc đầu chính là người như vậy, lúc còn trẻ cũng không biết có bao nhiêu kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì. Chỉ bất quá sau lại là bởi vì lớn tuổi, mới từ từ có như vậy một tầng tâm cơ ngụy cất ở trên người. Nhưng ngụy trang loại vật này, thủy chung tự vẻn vẹn chỉ là ngụy trang a. Nghe ngươi lời này ý, nói là ngươi bây giờ đều còn chưa sử dụng toàn lực lạc. Mà đang nghe đối phương như vậy quét ngang hoàng, Trần Phi ánh mắt kia chỗ sâu làm trò ngược cùng vẻ châm chọc liền không khỏi trở nên càng đậm liệt mấy phần. Hắn là thích nhất loại này không dài óc, vừa vui vui mừng suy nghiêu bức người. Không chỉ có rất dễ đối phó, còn rất dễ giết. Nghĩ đến đây, Trần Phi tràn đầy làm trò ngược cùng châm chọc ánh mắt ở chỗ sâu trong, bất ngờ đã có một luồng sợi lạnh lẽo tiếu ý chảy ra đến. Huyền thạch trong kính ẩn giấu tam đầu địa ngục hỏa oai, liền rốt cục xuẩn xuẩn dục động. Đó là dĩ nhiên, Ôn Vĩnh Thọ theo nghĩnh đầu cuồng ngạo nói rằng, chợt lại là thần sắc thật sâu trầm xuống, vẻ mặt điềm nhiên nói tiểu tạp trùng. Đừng cho là ta không nhìn ra ngươi là ở nói sang chuyện khác, kéo dài thời gian. Bất quá, ngươi cho là ngươi vẫn có thể lật bàn. Thực sự là ngây thơ à. Ngây thơ. Nghe vậy, Trần Phi rốt cục tự tiếu phi thiếu ngẩng đầu nhìn phía Ôn Vĩnh Thọ, sau đó cũng kềm nén không được nữa đáy lòng chỗ sâu châm chọc, lắc đầu cười lạnh nói không thể không nói, ta là thật bội phục ngươi chỉ số thông minh. Ngươi đều biết ta đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ, ngươi thật đã cho ta là nhất thời óc phát nhiệt, ở cầm mệnh chơi với ngươi. Nhất thời Ôn Vĩnh Thọ nhãn thần tựu ngưng động, sau đó nhãn thần băng hàn nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy thì thế nào, ta giết ngươi như tàn sát chó lợn, chợt liền đem xấu xí con ngươi sâm sâm cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mặc dù là như vậy, trong lòng của hắn còn là đã một luồng tên là tâm tình bất an, ở hiện lên. Hiển nhiên, hắn mặc dù là lại tự phụ. Cũng minh bạch Trần Phi không phải là như vậy ngu xuẩn người. Giết ta như tàn sát chó lợn. Ha ha, người hay là trước suy nghĩ một chút chính người đi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật sâu lắc đầu cười lạnh cười, chợt, chỉ thấy kỳ đưa tay đánh một cái búng tay. Trang cái quỷ gì, lộng cái gì hư. À, ngươi, mà đang nghe Trần Phi như vậy ngôn ngữ, lại động như vậy làm, Ôn Vĩnh Thọ trong sững sốt tuy rằng sắc mặt âm trầm, hắng giọng. Nhưng vẫn là một giây kế tiếp nhìn không được lòng cảnh giác nổi lên, không chậm trễ chút nào bấm một cái quyết, lại đem hắc xích một bộ phận lực lượng triệu trở về, hiển hiện ra một tầng thật mỏng hắc quang cháo, đem thân thể cho che lại. Nhưng mặc dù là như vậy, cùng lúc đó trong nháy mắt, kỳ bên cạnh thân cũng còn là chợt hiện ra một kiêu lành lạnh ám ngọn lửa màu đỏ, lóe lên dưới, chính là ngay sau đó hắc quang cháo mãnh liệt xuyên thủng xuống phía dưới. Nhất thời Ôn Vĩnh Thọ tự nhiên trên mặt thần sắc mạnh thay đổi lên. Mồ hôi lạnh trên trán
cũng là trong khoảnh khắc như đậu trâu vậy, cuồng đi xuống. Nhưng lúc này tự nhiên đã vì lúc đã tối. Hắn sợ rằng thiên toán vạn toán, cũng tuyệt đối không có khả năng coi là đến Trần Phi trong tay Huyền Thạch Kính, không có thể như vậy hắn trong tưởng tượng cái gì hạ phẩm pháp khí, mà là cao hơn một tầng, cũng lực lượng kinh khủng hơn làm cho trung phẩm pháp khí. Đến mức đất này ngục tam đầu chó lửa càng hiện nay Huyền Thạch Kính cực mạnh năng lực một trong, tại đây như vậy hốt hoảng dưới, hắn cũng chưa hoàn toàn đem hắc xích lực lượng toàn bộ thu hồi lại, một kích này dĩ nhiên là rất nhẹ nhàng tùy ý, đem hơi mỏng một tầng hắc quang cháo cho trực tiếp xuyên thủng, hướng trên người hắn vọt tới. Mà kết quả, tự nhiên là hắn liên chút nào phản kháng dư lực cũng không có, liền trực tiếp bị địa ngục kinh khủng tam đầu chó lửa cho lóe lên rồi biến mất đốt tới trên cổ. Từ nữa một tiếng, khủng bố địa ngục hỏa nếu như hỏa sơn bạo phát vậy lành lạnh bốc cháy lên, như có thể bất diệt vậy, kỳ bên góc trừ viêm sóng trực tiếp ngưng tụ thành tất cả dữ tợn tiểu đầu sóng, hướng về cả người là lửa ôn vĩnh thọ há mồm nuốt đi, sau đó, cơ hồ là lấy tốc độ cực nhanh tới khiến người sau thân thể như hắc hôi vậy, một luồng sợi tung bay tán ở tại trong không khí. Chút nào vô tung ảnh. Đúng là bị trực tiếp thiêu thành cho tàn, hài cốt không còn. Coi như là người này không may. Nếu không phải là bởi vì hắn như vậy không coi ai ra gì, cùng thiếu cẩn thận nói, mặc dù Trần Phi là cũng có thể giải quyết hắn, nhưng là không đến mức nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể căn bản là đoán không được, cũng không có khả năng đoán được, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong tay là còn có kinh khủng như vậy chuẩn bị ở sau đi. Càng tại hạ phẩm pháp khí trên trung phẩm pháp khí, uy lực kia cũng không thực sự là vẻn vẹn kém một. Hai, a, à, ta, cái này. Trong chớp nhoáng này, Myersdorf cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn có thể nói là mục trừng khẩu ngốc, sau đó, run rẩy lão trong con ngươi, càng có lau một cái tên là, hoảng sợ cảm xúc thật sâu nổ tung đi ra. Hiển nhiên, coi như là hắn, lúc này cũng quả thực khó có thể tin, dù sao thế nhưng ôn vĩnh thọ a. Kỳ hiện lực lượng của hôm nay đều hoàn toàn có thể cùng hắn đỉnh thời kỳ so sánh, thậm chí là, ở mượn kinh khủng kia hắc xích sau. Cũng còn có thể lợi hại hơn một ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này thật chính là vẻn vẹn chỉ là một hai hiệp giao phong a. Lại bỗng gian, quỷ dị luân lạc tới loại tình trạng này, bị đốt thành cho tẫn. Đây quả thực, hoàn toàn chính là nghiền ép a, triệt triệt để nghiền ép. Có thể, nhưng vấn đề là, tiểu tử kia sao có thể là sẽ mạnh như vậy? Cái này, đây quả thực là thật bất khả tư nghị a. Ám hồng sắc địa ngục hỏa diễm. Đốt đốt thành cho bụi khiến da đầu tê dại vết tích, còn có nhàn nhạt nóng rực trùng kích, tự đổ nát, vỡ vụn trên đất khoét tán ra, trùng kích sở trải qua chỗ, coi như là không khí đều hơi bị né tránh, cũng khiến hiện trường này duy nhất khán giả Myersdorf thánh ma đạo, triệt triệt để con ngươi co rút lại lên. Hiển nhiên, đây hết thảy đều hoàn toàn là làm hắn mục trừng khẩu ngốc, thậm chí trong lòng cũng bắt đầu một trận sợ hãi, dù sao liên chính hắn đều lúc trước, thiếu chút nữa sắp thua bởi ôn vĩnh thọ trên người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ như vậy thiếu chút nữa nhanh giết hắn người, lại cư nhiên như vậy rõ ràng ở trước mắt hắn, bị nghiền ép, bị một đoàn hoàn toàn xưng là, đáng sợ, hỏa diễm cho trực tiếp là thiêu thành cho tàn, loại này hiện thực, loại này cảm quan thực đang cho hắn trùng kích quá. Bất quá đây đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mà nói, lại nhưng thật ra đã sớm trong lòng có đoán được. Trước hắn đã cho đối phương hạ cái bộ, chỉ nhìn có thể hay không cắm tiến đến. Ai biết tên kia là thật như vậy ngu xuẩn, lại căn bản là không có đối với hắn ôm tối thiểu, tôn trọng, cùng cảnh giác, cứ như vậy, lại trách được ai. Dù sao nếu không phải ôn thiên hùng như vậy không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hắn muốn nếu như vậy dễ dàng đem xóa bỏ còn thật không vậy chuyện dễ dàng gì. Luyện khí lục trọng thủy chung là luyện khí lục trọng, đây cũng không phải là người yếu gì, chớ nói chi là lại hợp với hạ phẩm pháp khí hắc xích. Thậm chí có thể ở địa cầu này đều đứng ở đỉnh phong vị trí. Nhưng đáng tiếc là, lại lực lượng cường đại, không giữ lại chút nào rơi xuống địa ngục kinh khủng tam đầu chó trong lúc, cũng còn là có vẻ quá yếu đuối. Không hổ là trung phẩm pháp khí, thật đúng là so với hạ phẩm pháp khí lợi hại nhiều lắm. Trần Phi cũng là không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Thảo nào nói tại tu chân giới. Trung phẩm pháp khí đây chính là luyện khí hậu kỳ cường giả mới chính thức có tư cách hoàn toàn nắm giữ cường đại binh khí, bực này uy lực liên gần một nửa hắc quang cháo phòng ngự đều không nhìn thẳng, hoàn toàn xuyên thủng, đích xác làm cho. Ngươi thật đem hắn giết. Mà vào lúc này,
Myers-Dorp cũng rốt cục từ kịch biến trong thần sắc khôi phục lại, nhưng hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt, lại vẫn là không cách nào giống như trước nữa như vậy bình tĩnh trở lại, mà là lúc này trong ánh mắt tràn đầy lóe ra cùng kính nể. Bởi vì mặc dù là đến lúc này, hắn cũng xác xác thật thật không có biện pháp tưởng tượng cùng tưởng tượng, lúc này mới ngắn bất quá một hai hiệp lúc giao thủ gian, vừa rồi, đều thiếu chút nữa sắp đưa hắn giết chết Ôn Vĩnh Thọ, dĩ nhiên thực sự ngạnh sinh sinh bị Trần Phi cho chém rớt, liên thi thể kia đều bị đốt thành đen xì cho tàn. Hắn biết đây thật là triệt triệt để tử vong, bởi vì coi như là hắn, cũng lại không cảm giác chút nào, Ôn Vĩnh Thọ khí tức. Mà như vậy chuyện như vậy thực cũng càng làm hắn cảm giác được sợ, cảm giác được run rẩy. Dù sao có thể lấy như vậy một loại nghiền ép tư thái đem Ôn Vĩnh Thọ đều trực tiếp xóa bỏ rơi, cần thủ đoạn cùng lực lượng, đến tột cùng là làm sao khủng bố mới có khả năng làm được. Đương nhiên, Thánh Ma Đạo các hạ, người không phải là ở bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi sao? Người có khỏe không? Trần Phi cười cười, nhìn phía Myers-Dorp. Ngạch, ta, trên người ta thương có chút phiền phức. Bất quá bây giờ tốt rồi, người đã cứu ta, không chết được. Nghe vậy Myers-Dorp lập tức có chút lúng túng ngẩn người, chợt lúc này mới thái độ rất tinh tế hướng về Trần Phi mở miệng. Rất hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ đối mặt ở chúng ta Trần Phi Trần Đại thiếu thái độ, đã đại không giống nhau. Không có việc gì là tốt rồi, bất quá khôi phục sự tình cũng chỉ có thể dựa vào Thánh Ma Đạo chính ngươi, dù sao hai chúng ta sở con đường tu luyện, là hoàn toàn khác nhau. Tình huống bên ngoài thế nào, người làm sao sẽ đơn độc bị hai người bọn họ truy sát, còn bị thương nặng như vậy? Trần Phi con ngươi lóe lên, lại hỏi. Chúng ta tất cả đều trúng kế. Không đề cập tới cái này cha hoàn hảo, nhắc tới, Myers-Dorp Thánh Ma Đạo trên mặt liền không khỏi hiện ra xâm xâm vẻ giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói đây là Brett gia tộc cho chúng ta bầy bầy dập, hiện tại, chúng ta những này bị mời tới người, đều được đê tiện, âm u xúc sinh con mồi. Mà Ôn gia huynh đệ đã theo chân bọn họ đi tới trên đường, cũng muốn giết ta. Bảy dập. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nao nao, sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi hơi híp, như là đoán được cái gì. Theo sát mà chỉ thấy kỳ có chút, quỷ dị, tự lẩm bẩm, như là ở không biết đang cùng nói cái gì. Xem ra ngươi nói thật không sai, tên kia chắc là phải nhanh sống lại đi. Sống lại tự sống lại đi, vừa vặn giảng chuyện năm đó tính một lần. Nếu không phải xúc sinh kia, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã trở lại tu chân giới đi. Sao luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này? Thức hải nội truyền đến trận kinh không thanh âm lạnh lẽo, như là mang theo có chút oán khí. Đúng vậy, nếu không phải là bởi vì Viêm Ma tướng đương sơ đưa hắn cho đánh lén, thế cho nên thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã thành đem thương dưỡng hảo, giết hồi tu chân giới đi báo thù đi. Lại đâu có thể nào còn có thể giống như bây giờ. Thật đáng buồn trở thành tù nhân. Nếu không phải là bởi vì muốn sống, đây đối với hắn đã từng là kiêu ngạo như vậy thiên tài vậy hùng kiệt mà nói, quả thực chính là cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở hồn phách trên. Hình như cái này cũng không trách ta đi. Nếu trước ngươi không phải là vừa lên đến liền muốn đoạt xá ta, mà là tuyển trạch theo ta hảo hảo nói chuyện, có thể, chúng ta bây giờ chính là hợp tác quan hệ đi. Trần Phi đương nhiên nghe được. Trận kinh không trong lời nói oán khí, thế nhưng, hắn lại không sai, dù sao hắn thế nhưng thiếu chút nữa bị đoạt bỏ chết. Mà đang nghe lời như vậy, thức hải nội trận kinh không trực tiếp là trầm mặc, như vậy sau một hồi, mới gặp kỳ lại chậm rãi nói rằng, cũng đã thay đổi đề tài nhanh đi lấy ta hai kiện bản mệnh pháp bảo đi. Hiển nhiên, hắn đã không muốn tại đây loại ván đã đóng thuyền chuyện tình trên nhiều hơn nữa để cho mình khó chịu. Nói chuyện. Hắn sao có thể đi cùng một trong mắt hắn hoàn toàn là con kiến hôi luyện khí cảnh tiểu tử, nói chuyện. Đây không phải là rất buồn cười, rất chuyện tức cười sao? Có thể thế đạo này chính là tàn nhẫn như vậy. Sợ rằng nếu đổi lại là ai, đều tuyệt không khả năng nghĩ đến, chính là như vậy một cái vốn phải là trong mắt hắn vì con kiến hôi luyện khí cảnh tiểu tử, lại cư nhiên, trong cơ thể lại cất giấu như vậy đáng sợ đồ vật. Cái gì sống lại? Trần tiên sinh ngươi đang nói cái gì, ta có chút không rõ ngươi đang nói cái gì. Myers-Dorp tự nhiên không rõ Trần Phi cái này độc thoại là cái gì, nghi ngờ nói. À, Nga, không có việc gì. Thánh Ma Đạo các hạ nếu không ngươi trước chờ ta một hồi, ta tới đó mặt bỏ lấy vài thứ. Trần Phi nghe vậy bừng tỉnh, cười phu diễn vậy, liền giơ tay lên hướng về chính giữa đại sảnh tâm linh lung lầu các chỉ đi. Vừa nói,
hắn thậm chí còn trực tiếp cất bước đi tới. Nghe vậy thấy thế Myersdorf Phi Phi nhãn thần dừng một chút, nhìn Trần Phi không tính là rộng lớn bối cảnh, hơi cắn răng, cũng nhịn đau khởi động thân thể, đi theo. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thành thật đợi ở Trần Phi bên cạnh, mới là bảo đảm nhất, an toàn nhất. Mà khi Trần Phi bên kia đã đi tới, băng thật các trước đại môn lúc, phát hiện tại nơi cửa tầm thường góc, dĩ nhiên là có một chương đen thùi phát hoàng cổ xưa bàn thờ, mặt trên thờ phụng một bộ dài chừng vài thước hoàng sắc quyển trục, chỉ có lờ mờ quang lấp lánh, nhưng là hình như không là cái gì phàm vật. Nhất thời Trần Phi đã nghiêng người đi hướng cái hướng kia. Đây là cái gì? Làm Trần Phi đi tới cổ xưa bàn thờ trước, đem hoàng sắc quyển trục cầm lên, nắm vào trong tay lúc, nhất thời liền có một kỳ lạ dòng nước lạnh lặng lẽ chảy vào hắn lòng bàn tay. Nếu không phải hắn cũng đủ cẩn thận, cùng cẩn thận tỉ mỉ, sợ rằng cũng còn thật không cảm giác dòng nước lạnh. Đồ vô dụng, có thể trận kinh không trả lời lại là như vậy, khiến Trần Phi hơi lạnh lùng. Đồ vô dụng. Rất hiển nhiên trận kinh không càng như vậy nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì càng nhìn không được hiếu kỳ, vì vậy sau đó, chỉ thấy kỳ trực tiếp đem quyển trục vứt đến không trung, một trận lăn lộn sau, bá một tiếng, trực tiếp mở ra. Mà trong đồ án liền lại là một cái vẻ mặt tà khí chính là nam tử, đang ngồi ở biển cự thạch trên, xa nhìn nơi xa nguy nga dãy núi sinh động cảnh tượng. Càng trọng yếu là, vẻ mặt tà khí chính là nam tử tuy rằng vẻn vẹn miêu tả ra nửa khuôn mặt, nhưng này đường viền, cũng đã khiến Trần Phi nghĩ tới trước khi hắn thức hải nội, nhìn thấy Trương Băng Lam Vụ, Trương Trận Kinh không thật lớn mặt quỷ. Nghĩ đến đây hắn nhất thời không cần khóe miệng vẽ bề ngoài khởi độ cung, cười ra tiếng, ta cho rằng sẽ là cái gì, không nghĩ tới lại là ngươi tự bức họa. Nghĩ không ra ngươi còn như thế tự kỷ a. Nguyên lai cái này cái gọi là đồ vô dụng, dĩ nhiên là cái này a. Cái này thâm trầm cùng cái cáo giả vậy tên, lại còn sẽ có như vậy một mặt, thật đúng là khiến Trần Phi không nghĩ tới. Đây không phải là ta, nhưng sau đó, lại truyền đến Trận Kinh không lạnh lùng đang nói. Không phải là ngươi. Nghe vậy Trần Phi có chút giật mình, kinh ngạc nói ai vậy? Là đại ca của ta, hắn là ta hiện tại muốn nhất giết người. Trận Kinh không lại mở miệng đang nói, bất ngờ trở nên càng lạnh hơn. Muốn nhất giết. Nghe nói như thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại này trả lời thuyết phục. Sau đó, xem hắn nhãn thần lại rơi xuống chương trên bức họa, cũng rốt cục thấy rõ ràng phía trên kia, bí mật. Chỉ thấy bút họa như tóc vậy mảnh khảnh băng lam sắc phết tích, bất ngờ ở bức họa kia trên, lại liên thành một cái giết tự. Làm cho nồng nặc trùng kích, thậm chí còn chiếm đoạt bức họa kia hơn phân nửa khu vực. Cái này nhất thời làm hắn có dũng khí trong lòng chíp bông, bàn chân tâm, phía sau lưng cũng đều lạnh lẽo cảm giác. Sau đó, liên cổ hắn đều không tự chủ rụt một cái, như là bị giết tự, bị tự thể trong ẩn chứa cường liệt ý niệm, sát ý, cho kinh đến rồi. Xem ra là tay ta tiện a. Trần Phi theo chính là cười khan vài tiếng, tay chân nhanh chóng, đem quyển trục hợp lại, thả trở lại. Sau đó chỉ thấy kỳ vòng qua cổ xưa bàn thờ, hướng về đại môn đi đến. Người hai kiện bản mệnh pháp bảo đều là ở bên trong này sao? Nhìn bụi chậm cửa hàng lầu các đại môn, Trần Phi nếu không cảm giác được trong lòng khó chịu hoặc là ghét, tương phản, hắn trái tim kia đều có chút không có chí tiến thủ, phát thông nhanh nhảy dựng lên. Phải biết rằng, chỉ là trong tay hắn mặt trung phẩm pháp khí huyền thạch kính, cũng đã kinh khủng như vậy, cường đại như vậy, vậy càng ở kỳ trên hai cái tầng thứ trong truyền thuyết pháp bảo ni. Kỳ có lực lượng có thể có nhiều đáng sợ, uy thế có thể có nhiều nghịch thiên. Quang hắn hiện ở nghĩ như vậy. Tự chân thực liên hô hấp đều có chút khó khăn, đương nhiên đây là bởi vì hưng phấn. Mặt đỏ thở gấp nặng khí. Phanh. Theo sát mà, chỉ thấy trên đó trước cố sức đẩy. Trần Phong hơn trăm năm đại môn, đó là, chi ninh, một tiếng, được mở ra a. Kèm theo lầu các phủ đầy bụi trăm năm đại môn, chi nha, tiếng vang lên, Trần Phi trong lòng có thể nói lập tức hơi bị trọng trọng nhảy một chút, cảm giác giống như là môi phát khô. Trong cơ thể máu lưu động tốc độ đều chậm lại, thả chậm. Không có biện pháp, trong truyền thuyết pháp khí tứ đại đẳng cấp trong cường đại nhất cực hạn tồn tại pháp bảo, đã đem muốn thật rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là tuyệt đối sẽ khiến cái loại này ba động tâm tình, trở nên dị thường kịch liệt cùng nồng nặc. Như vậy cũng tốt giống như một đám bình thường thị tỉnh tiểu dân, lại đột nhiên ở một ngày nào đó trong cự tưởng,
hào đoạt ức nguyên tưởng trì, to lớn như vậy trùng kích sợ rằng cái này không có người nào có thể làm được bình thản nhìn a. Nhìn nữa trên đại môn sau lầu các nội, bất ngờ gửi hai cái dài nhỏ ô giá gỗ. Mà không cái giá gỗ trên lại chia làm hai hàng, tại đây lầu các một tầng trung gian vị trí để, liếc mắt có thể nhìn thanh thanh sở sở. Người thứ nhất giá gỗ trên, là bầy đặt có ngạc nhiên cổ quái đồ vật, cũng còn lấp lánh các màu sắc lờ mờ quang mang, trên dưới hai tầng đều là, thô sơ giản lược một tính. Ít nhất, có 11-12 món, mà người thứ hai cái giá trên còn lại là tổn phóng các loại nhan sắc khác nhau hy hữu tài liệu, như lớn chừng quả đấm huyền tinh thiết, cả vật thể huyết hồng, lớn chừng ngón cái huyết sát lôi mộc. Những thứ này đều là, mà ở nhìn thấy này bảo vật Trần Phi nhất thời mắt đều có chút hồng lên, hô hấp dồn dập. Lấy hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân nhãn giới đến xem, những này cũng đều là tốt bảo bối. Vô giá, thậm chí ngay cả tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đều hiếm có dấu người có thể xuất ra như thế toàn bộ, nhiều như vậy. Đến mức người thứ nhất giá gỗ trên các loại đồ vật, thay đổi là dọa người. Nếu là hắn không nhìn lầm, tốt lắm giống như đều là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm cấp bậc các loại cường đại pháp khí A. Mà đến tiếp sau giã rời bước chân theo vào Myers Dock, tức thì bị trước mắt một màn này sợ ngây người, vô ý thức dọc theo nước bọt. Lại động tác rất chậm rất chậm. Hắn coi như là phương Tây ma pháp sư, theo lý thuyết không nên nhận thức những pháp khí kia, có thể, đông đảo pháp khí trên làm cho khí tức, hắn lại vào thời khắc này còn là cảm thụ thanh thanh sở sở. Ta, ông trời của ta, cái này đến tột cùng là địa phương nào a? Vì sao loại này không chớp mắt, rách nát đền ở chỗ sâu trong, lại cư nhiên sẽ có dấu nhiều như vậy đáng sợ binh khí, hơn nữa, đáng sợ nhất vâng. Những binh khí kia trong mỗi một món sở phát ra làm người ta run rẩy khí tức, đều tốt giống như so với chiếc ôn vĩnh thọ trong tay hắc xích càng mạnh. Nhất thời Myers Dorp liền nhìn không được mạnh cả người run lẩy bẩy, một hàn khí tự bàn chân dọc theo thân thể, dọc theo cột sống, cọ 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 ra bên ngoài mạo. Nhìn nữa hắn cặp kia hơi có chút hiện lên máu đỏ lão mắt, cũng bất ngờ đã bị thật sâu sợ hãi, thay thế. Không có biện pháp, dù sao khi hắn quan niệm trong. Có thể so sánh ôn vĩnh thọ trong tay hắc xích kinh khủng hơn binh khí, chỉ sợ cũng chính là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử thập đại thần khí, hoặc là vô hạn tiếp cận tầng thứ thánh khí, có thể, nhưng bây giờ. Không có khả năng hơn 10 món đều là cái loại này trình tự cùng cấp bậc khủng bố binh khí đi. Nếu đây thật là thực sự, như vậy đến tột cùng coi là cái gì a? Còn có muốn hay không làm cho sống a? Đừng xem. Những đồ chơi này ngoại trừ 3 món thượng phẩm pháp khí, những thứ khác sợ rằng đều đã thành sắt vụn, không có tác dụng gì, không đáng một đồng. Nhưng thật ra những tài liệu kia coi như chân quý. Bất quá lúc này trận kinh không bình thản thanh âm lại vang lên, khiến Trần Phi nguyên bản vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, hơi có chút sững sờ ở chỗ cũ. Sắt vụn. Thần sắc sắc mặt có chút cổ quái cùng kinh ngạc lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía mộc trên kệ các loại pháp khí, một lát sau. Chỉ thấy Kỳ Trần chờ chậm rãi vươn tay, chuẩn bị ở phía trên sờ sờ. Thế nhưng, ngay đầu ngón tay hắn sắp tiếp xúc được nhất kiện màu xám tiểu trùy hình thái pháp khí lúc, người sau, nhưng thật giống như đột nhiên bị xúc động cái gì, quanh thân trên dưới khẽ run lên, sau đó lại như là cát vậy hoa lạp lạp tản ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Phi nhất thời có chút giật mình, kinh ngạc nói. Đương sơ vốn là cũng bị ta rút hết pháp hồn tinh khí, tư nhuận. Tu bổ ta hai kiện bị hao tổn bản mệnh pháp bảo. Tuy rằng lúc đó chuyện này chỉ làm đến phân nửa, nhưng bên trong đại bộ phận cấu tạo cũng vào lúc đó bị phá hư, hơn nữa cái này nhiều năm trôi qua. Trận kinh không thản nhiên nói, cái này vốn là một loại nỗ lực cùng hồi báo phải không có quan hệ trực tiếp, thậm chí là trông mơ giải khát tên đầu heo biện pháp, nhưng khi sơ do sớm chữa trị hắn hai kiện bản mệnh pháp bảo, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cái này... Nghe vậy nhất thời Trần Phi sắc mặt có chút cứng đờ, cùng phiền muộn. Hắn nhưng thật ra nghe hiểu đối phương là đang nói cái gì, nhưng này. Đây chẳng phải là cái này một đống đồ vật đều được thủy tinh. Không đụng hoàn hảo, vừa đụng, tự toàn bộ muốn nát. Sau đó Trần Phi chân thực có chút buồn bực nói. Nhiều như vậy trung phẩm, thậm chí thượng phẩm pháp khí A, đều không có thể thổi phồng ở trong tay ô nóng hổi. Cứ như vậy không có, sợ rằng nếu đổi lại là những người khác. Đều khẳng định được phiền muộn, nóng nảy hơn nửa ngày. Chỉ là, người này cũng thật không hổ là từng vô hạn tiếp cận trận pháp đại trận sư cường đại nhân vật,
xem ra đây quả thực là không đem bình thường trung phẩm, thượng phẩm pháp khí coi ra gì. Cái này một đống đồ vật đều phải toàn bộ bị hỏng, hoàn hảo giống như một chút đều không đau lòng. Giống như một người không có chuyện gì vậy. Quả nhiên giữa người và người vẫn có chênh lệch, nhất là hắn hiện tại loại này luyện khí cảnh cùng đối phương nửa bước đại trận sư. Quả thực không ở một cái mặt. Vài món trung phẩm pháp khí không sai biệt lắm toàn bộ phế đi, bất quá có ba món thượng phẩm pháp khí, còn giống như có thể sử dụng. Theo sát mà trận kinh không lại vang lên thanh âm, rốt cục khiến Trần Phi trên mặt có một ít lộ ra dáng tươi cười, sau đó lập tức nói còn có ba món thượng phẩm pháp khí. Là chưa ba món. Vâng, phá búa, còn có yêu vật kia khôi lỗi, cùng với giống như cục gạch tự đắc nghiên mực. Chỉ là, ta khuyên ngươi cũng đừng đúng ba món đồ vật ôm nhiều huyễn tưởng, một ngày đây ngươi tu vi bây giờ, căn bản là không có pháp cho dùng thượng phẩm pháp khí, thứ hai là ở có nhiều như vậy ngoài ý muốn sau, mặc dù chúng nó không có bị ta làm cho phế bỏ, cũng lực lượng suy nhược rất nhiều. Ta phỏng chừng, cái này ba món đồ vật hiện tại cũng liền nhiều lắm so với trung phẩm pháp khí cường một điểm, cùng này phổ thông thượng phẩm pháp khí đều hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trận kinh không lại mở miệng nữa nói, còn tiện thể nhắc nhở câu. Hắn mặc dù là có thể lý giải giống như Trần Phi hiện tại loại này mới mẻ, kích động tâm tình, nhưng vấn đề là, hắn thấy ba món đồ vật là thật đã không nhiều lắm dùng. Thậm chí với hắn mà nói, ba món, sắt vụn, sợ rằng cũng còn không bên cạnh, các loại hy hữu tài liệu có lực hấp dẫn. Thế mà hắn nhưng không nghĩ như hắn này đây thế nào ánh mắt, cùng cao độ, để đối đãi chuyện này. Coi như ba món thượng phẩm pháp khí hiện nay thật đã suy sụp đến, vẻn vẹn chỉ so với trung phẩm pháp khí lợi hại một điểm, có thể vậy thì thế nào? Vậy có thể gọi là sắt vụn sao? Đừng quên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện tại toàn thân sở vô ích, đều mới cũng chỉ có nhất kiện huyền thạch kính A. Trọng điểm là còn nghiêu bức muốn chết. Vì vậy, Trần Phi đang nghe trận kinh không lần nói liền rất sạch sẽ lưu loát phạm cái liếc mắt, sau liền hướng kỳ nói ba món đồ vật hăng hái bừng bừng nhìn lại. Trận kinh không trong miệng phá búa, rõ ràng là một quả ước vi lớn chừng bàn tay, liền nét mặt lại lưu chuyển chói mắt tinh mang màu xám búa đá. Hơn nữa tự chỉ là nhìn như vậy theo, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thật giống như loại vật này thật hướng hắn bổ tới, chỉ sợ hắn kết quả duy nhất, cũng chỉ có thể là bị chém thành hai khúc, phơi thây tại chỗ vậy. Mà khôi lỗi tắc tương giác dưới thoạt nhìn phổ thông rất nhiều, giống như là cái thu nhỏ lại hãy búp bê gỗ, quanh thân tràn ngập không thấy được văn lộ. Trông rất sống động, đến mức nghiên mực tắc làm cho cảm giác thật giống như là một khối đại gạch, chỉ là làm cho cảm giác, nếu là thật hung hăng thoáng cái xuống phía dưới, sợ rằng liên hơi nhỏ một chút núi, đều có thể bị trực tiếp đập đổ. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tâm thoáng cái tựu bang bang nhảy dựng lên, trong ánh mắt không khỏi lướt qua tinh mang. Có người nói, cái này thượng phẩm pháp khí đã ngoài, tựu đã hoàn toàn là trúc cơ chân nhân cảnh cái tầng thứ kia cường giả binh khí. Tầm thường luyện khí cảnh tu sĩ, càng động liên tục dùng cùng phát huy tư cách cũng không có. Ánh mắt nhìn phía ba món đồ vật, lại nghĩ đến cái này tu chân giới trong, thường thức, dù là Trần Phi như vậy thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa người may mắn, cũng có chút không khỏi có chút tâm tình kích động đến, óc có chút say xe. Dù sao, kể ra tầm thường dưới trạng thái hắn là không có biện pháp vận dụng bực này binh khí, nhưng nếu là một khi chọn dùng trên một ít không tầm thường thủ đoạn ni. Chỉ sợ cũng trực tiếp có thể ở địa cầu này vô địch đi. Coi như là chỉ có một kích lực, cũng đủ lấy khiến luyện khí cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại, đều hôi phi yên diệt, trở thành lịch sử bụi bặm. Mà trên địa cầu này, có thể có mấy vị như là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, như vậy kinh khủng cường đại tồn tại. Ưng ực, mà nghĩ đến đây hắn lại đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến tại đây trong lầu các, tựa hồ cũng không cũng chỉ có cái này ba món thượng phẩm pháp khí. Mà là càng còn có hai kiện so với cái này thượng phẩm pháp khí đều lợi hại hơn, trong truyền thuyết pháp khí tứ đại đẳng cấp trong cực hạn binh khí pháp bảo. Trận kinh không tiền bối, hai kiện pháp bảo ni, chúng nó không ở nơi này cái giá trên sao. Nhất thời Trần Phi tự lại trở nên có chút khẩn cấp nói. Ở trong mắt tản ra quang mang. Đi lầu hai đi, hai kiện đồ vật đều không ở nơi này. Trận kinh không truyền đến đáp lời. Hắn nhân vật như vậy. Nhưng khi năm ấy kém nửa bước sẽ bước vào, trận pháp sư, trận pháp cảnh giới trong đi. Sau mặc dù là bởi vì liên tiếp lùi ngoài ý muốn thất bại, nhưng ý chí cùng nhãn giới, quả thực xa không phải giống như Trần Phi như vậy tiểu sổ có thể so sánh giác. Trong mắt hắn, sợ rằng cũng chỉ có hai kiện bản mệnh pháp bảo,
đáng giá hắn nhớ mong ở trong lòng đi. Mà cái khác, tự nhiên đều là một đống phá đồng nát vụn thiết, không đáng yên tâm trên. Lầu 2 sao? Nghe vậy Trần Phi lập tức nhấc chân lên rồi lầu 2. Mà ở vừa bước trên trong sau, liền có một đàn hương khí đập vào mặt. Theo sát mà Trần Phi dương lên đầu, đó là gặp được ở cửa thang lầu kia đối diện theo phương hướng, có một chương cung phụng điện thờ bày ở nơi này, điện thờ trong bày đặt một song đầu bốn chân yêu lang ngân giống như, lông chim phi kinh, diện mạo dữ tợn, răng phong miệng lợi, chém cước trông rất sống động. Mà ở điện thờ trước, tắc thả ra một tòa không quá thu hút bẩn thỉu, màu đỏ tím tiểu bếp lò, mặt ngoài tầng kia đều giống như là bị bụi cho bầy khắp, nhưng ở lô miệng trong, lại có lượn lờ xương trắng bay ra. Trần Phi trước sở cảm thụ được đàn hương khí, liền giống như là từ trong bay ra. Chỉ là hắn theo sẽ không nhiều hơn nữa chú ý, mà là đem ánh mắt dừng lại ở cặp kia đầu bốn chân yêu lang giống như trên, trầm mặc không nói quan sát một trận sau, càng cặp mắt kia, đều không tự chủ, cũng không biết là ở khi nào, chân mày chặt chậm rãi nhíu lại. Cũng không biết vì sao, hắn đang đối mặt yêu lang giống như lúc, lại có loại trong lòng rất cảm giác không thoải mái. Đồng thời hắn cũng có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trận kinh không, cư nhiên sẽ ở cái này bản thân dưỡng thương địa phương, cung phụng yêu lang giống như. Dù sao tại tu chân giới chỗ kia, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, thế nhưng cũng không giống như thế nào a. Đây là hai kiện pháp bảo một trong số đó, sau đó chỉ thấy hỏi hắn. Đây chẳng qua là một tòa thực sự phổ thông pho tượng mà thôi. Có thể không nghĩ tới, thức hải nội lại cư nhiên truyền đến như vậy trả lời thuyết phục, theo chỉ thấy một luồng băng lam sắc linh quang từ Trần Phi trong cơ thể bay ra, đem Trần Phi căn bản là không có nghĩ đến, hoàn toàn thoạt nhìn là tầm thường màu đỏ tím tiểu bếp lò cho cuốn lại, bắt trở lại trong tay của hắn. Đây là rời thật lô, năm đó bị ta ở Nhất Tôn không biết tên chân quân đại mộ phần trong phát hiện. Nói riêng về lực phòng ngự, cái này rời thật lô có thể cũng chỉ có thể ở pháp bảo tầng thứ này trong binh khí trong đáy, nhưng nếu luận công kích, cái này liền hoàn toàn chính là lớn sát khí vậy đồ. Coi như là tầm thường nguyên đan chân quân tồn tại cũng không dám bị cuốn vào một đốt. Thức hải nội truyền đến trận kinh không thanh âm như vậy. Mà lúc này, Trần Phi cũng đem rời thật lô run rẩy nắm ở lòng bàn tay. Không sai, thật là đang run rẩy. Ngược lại không phải là hắn bởi vì trận kinh không một câu nói như vậy, tự bị dọa, mà là làm trước hắn bàn tay cùng rời thật lô lô bên ngoài thân mặt tiếp xúc được một sát na kia lúc, lại trong thoáng chốc trước mắt hình như là có cả kinh người tràng cảnh. Tôn rời thật lô tái hiện, trong suốt lòe lòe, từ một tấc cao rất nhanh thành lớn, trong chớp mắt đứng vững vân vô ích dưới, cao tới mấy chục thước, làm cho hỏa quang tận trời. Tím cực chân hỏa. Nhìn, trong thoáng chốc phóng lên cao. Làm cho trong ánh lửa một màn kia tím cực vẻ, Trần Phi nhất thời mí mắt hung hăng quất giật mình, có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Người thế nào? Đúng vậy, cái này rời thật lửa trong lò diễm đầu nguồn, chính là một tiểu kiêu tím cực chân hỏa. Trong truyền thuyết có thể đem nguyên đan chân quân tồn tại, đều chết cháy hỏa diễm. Trần Kinh không nói chuyện ngữ điệu rốt cục có chút khác thường, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể có như vậy kiến thức, chỉ một cái liếc mắt. Tự nhận ra đó là tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ kinh khủng tím cực chân hỏa. Truyền thuyết cái này lửa coi như là tại bọn hắn Kiềm Nam quốc gia cổ, cũng đều chỉ có này cực kỳ đáng sợ hiểm địa, vùng cấm, mới có hy vọng đản sinh ra một. Hai, vì vậy hiếm thấy đến cực điểm. Mà khi sơ, hai hơn trăm năm trước, một vị bọn họ Kiềm Nam quốc gia cổ cửu phụ nổi danh nguyên đan chân quân tồn tại, tự giữ tu vi, thực lực vô cùng, tiến nhập ta hiểm địa. Mặc dù cửu tử nhất sinh sau rốt cục mang theo một đoàn tím cực chân hỏa đi ra, nhưng ngay khi vị kia sau khi đi ra ngày thứ hai, lại truyền ra tin tức, lại là bị rõ ràng cho chết cháy, bởi vì trấn không đè ép được. Đây là đang năm đó truyền rất rộng một việc, khiến Kiềm Nam quốc gia cổ nội sơn hà chúng đất, khắp nơi thế lực lớn đều tập thể hoạt kê, sau yên lặng đem tím cực chân hỏa cho lão thật thật liệt vào là cấm kỵ, một khi gặp gỡ, phải cẩn thận lại nhỏ tâm. Từ mặt bên ấn chứng, cái này lửa đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố. Nếu không phải cái này rời thật lô trong tím cực chân hỏa cũng chỉ có một kiêu, mà không phải là một đoàn, sợ rằng pháp bảo này lô thể đã sớm cần bị kỳ đốt nát, cũng càng không thể nào bị năm đó trận kinh không nắm giữ, luyện vi bản mệnh pháp bảo. Nhưng dù vậy, cái này rời thật lô khủng bố cũng còn là không thể nghi ngờ. Chết tại đây dưới trúc cơ chân nhân cảnh viên mãn đỉnh cường giả, ở năm đó tối thiểu, sợ rằng đều đã vượt lên trước hai tay đếm. Hô,
Mặc dù trên thực tế lô bên ngoài thân mặt nhiệt độ, làm cho cảm giác chắc là lạnh lẽo, bởi vì rõ ràng là dùng trong truyền thuyết hiếm thế tài liệu thiên thủy huyền đồng làm bằng, chôn sâu ở vạn trượng, thậm chí hơn 10 vạn trượng biển sâu vùng cấm. Càng nghe đồn như vậy tài liệu là có đúc ra kinh khủng hơn một tầng lần nghịch thiên binh khí tiền lệ tồn tại. Vì vậy vật như vậy rất đáng sợ, càng không thể nào nói sẽ làm người ta cảm giác được nóng rực. Có thể tình huống thật ni. Tình huống thật lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lúc này đều đã có chút mồ hôi đầm đìa, y phục đều bị làm ướt. Mặc dù hắn mình biết mình hiện tại sở cảm nhận được tất cả, vậy cũng là ảo giác, thế nhưng, hắn lại mặc cho nhưng mà phảng phất có thể cảm nhận được. Hình như là có như vậy một làm người ta sởn tóc gáy nhiệt độ, dường như trăng chậm rãi từ lô thể thấu đi ra. Tóc phảng phất đều nhanh muốn bốc cháy lên. Sau đó chỉ thấy hắn tay run một cái, lộp bộp một tiếng, rời thật lô rơi thẳng vào trên mặt đất phát ra thanh âm. Mà lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt cùng trạng thái, cũng rõ ràng là đã trở nên vẻ mặt đỏ bừng, trong miệng mặt vù vù, thở hổn hển. Y phục ướt đẫm. Tốt, thật là đáng sợ đồ vật. Đây là trong truyền thuyết pháp bảo sao? Trần Phi lúc này liên trầm mặc nỉ non thanh đều trở nên có chút run lên, trong lòng càng cũng đã sinh ra nồng nặc sợ hãi, cùng lòng còn sợ hãi. Không hổ là trong truyền thuyết nhanh hơn thượng phẩm pháp khí cũng còn muốn kinh khủng đồ vật, chỉ cái này dạng cầm, thiếu chút nữa nhanh làm hắn hít thở không thông chết. Xin lỗi, đã quên lấy người tu vi bây giờ quả thực không rất thích hợp đem thứ này cầm ở trong tay. Là ta đã quên. Mà nhưng vào lúc này Trần Kinh không chậm rãi nói. Đã quên. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng như có như không nhấc lên lau một cái nụ cười giễu cợt. Hắn lại không ngốc, đương nhiên minh bạch cái này sợ rằng đối phương đã sớm kế hoạch tốt, muốn hắn khó chịu như thế vừa ra. Nghĩ ra ra oán khí. Nếu không thì mà chống đỡ phương vậy tự cáo giả tâm cơ cùng lòng dạ, như thế nào sẽ vừa vặn, đem rõ ràng như vậy chuyện tình quên mất. Không cảm thấy lời như vậy nói ra có chút buồn cười sao? Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng không có vạch trần, mà là trầm mặc hồi lâu, mới mặt không chút thay đổi nói còn có còn lại nhất kiện ni. Còn lại nhất kiện, ở bên ngoài. Nghe được Trần Kinh không lời này, Trần Phi lập tức nhấc chân hướng dưới lầu, hướng lầu các đi ra ngoài, thậm chí ngay cả ngã nhào ở bên chân hắn rời thật lô, đều một điểm không để ý. Thấy tình cảnh này, Trần Phi thức hải nội Trần Kinh không tự nhiên hơi biến sắc mặt thay đổi, có chút hối hận bản thân trước đổ xính nhất thời cực nhanh cử động, nhưng việc đã đến nước này, Trần Phi không đề cập tới, hắn cũng không có khả năng chủ động rồi hãy nói, vì vậy cũng chỉ có thể làm bộ là thật đã quên. Trần tiên sinh, đồ vật đều toàn bộ lấy được. Làm Trần Phi đi ra lầu cắt sau, Myers Dorp lại cũng ở bên ngoài, hướng hỏi hắn. Nguyên trước khi tới làm Trần Phi tiến nhập lầu các tầng thứ hai sau. Hắn cũng đã không lại tiếp tục đi theo, trái lại còn một người trước từ lầu các nội ra đến. Điều này hiển nhiên là rất người thông minh cách làm. Còn không có ni, còn kém nhất kiện. Bất quá rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tâm tình lúc này cũng không tốt. Vì vậy hắn liền chỉ là như vậy nhàn nhạt miễn cưỡng trả lời một tiếng, thật giống như lại không có gì nói chuyện tâm tư. Nghe vậy thấy thế Myers Dorp mặc dù rõ ràng ngẩn người. Không rõ vì sao Trần Phi lại đột nhiên có tâm tình như vậy biến hóa, thế nhưng, thông minh hắn cũng đã là im lặng. Hiển nhiên hắn biết rõ, loại thời điểm này còn là thành thật câm miệng, không nói lời nào cho thỏa đáng. Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy mặt không thay đổi trầm mặc, trong óc Trần Kinh không cũng đều là không hiểu có chút trong lòng bỡ ngỡ lên, sau đó chủ động nói, nói một. Khác món pháp bảo, còn lại là cái này tám cung huyền tháp. Theo hắn đạo này ngôn ngữ thanh vừa dứt. Băng thật các, riêng lớn lầu các thể cư nhiên oanh một tiếng, sau tự ù ù điếc tai kịch liệt lay động, càng tại nơi Myers Dorp thoáng cái tĩnh lớn chừng cái đấu, sợ hãi trong ánh mắt của, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung lấy rất nhanh tốc độ nhỏ đi, cuối cùng là biến thành một đạo lớn chừng bàn tay quang hoa rơi xuống Trần Phi trong tay. Cũng làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng trong nháy mắt con người hơi híp một cái. Nguyên lai cái này lầu các, tự lại là kiện thứ hai pháp bảo. Đây cũng là ta kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo, tám cung huyền tháp. Lấy tự cửu âm sơn hiếm thế tài liệu, tự kinh gốc cây đúc kỳ bản thể, lại đầy đất đáy tám cung đổ vào chỗ dung nham trong ao nung khô, rèn luyện đủ 10 năm. Năm đó cũng không biết là hao phí ta bao nhiêu của cải cùng tâm huyết, sau cùng rốt cục thành tựu vật ấy. Ngược lại cũng không làm ta thất vọng. Trận kinh không cũng hình như là quanh quẩn khởi năm đó một màn kia mạc, không khỏi có chút cảm thán lên.
sau lại dùng một loại tự hào thanh âm chậm rãi nói tháp này cường đại nhất địa phương đó là phòng ngự. Ta từng dùng nó đón đỡ một vị nguyên đan chân quân tồn tại ba kích, trừ khí huyết cuồn cuộn ngoại, lông tóc không tổn hao gì. Lại phối hợp rời thật lô tím cực chân hỏa, một công một thủ, đương chúc là ta năm đó so với trận đạo tu vi đều lợi hại hơn thủ đoạn mạnh nhất đi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, rốt cục từ năm đó trong ký ức dẫy đi ra, lại chậm rãi nói rằng chúng ta chỉ cần đem cái này tám cung huyền tháp mang đi, là được rồi, đồ khác đều có thể cất vào phương diện này. Hơn nữa tháp này sẽ không đối với người tạo thành cái gì ảnh hưởng, không giống rời thật lô, như vậy bá đạo. Cái này tháp lại còn có thể hành động tu di vật. Nghe vậy Trần Phi chân mày dương lên, có chút giật mình nói. Theo vị kia tu chân giới cao nhân sở lưu lại ký ức truyền thừa đến xem, mặc dù là cường như pháp bảo vệ chờ khủng bố đồ vật, cũng cực kỳ chắc trở, có thể ở bên trong bộ xanh thành một mảnh tu di không gian, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ trận kinh không lại dĩ nhiên nói, vật sở hữu đều có thể cất vào đi mang đi. Ta năm đó cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một khối xanh vô ích đá, không muốn lãng phí, tự tốn hao đại đại giới thỉnh một vị khí đạo cao nhân xuất thủ, giúp ta dung đi vào. Trần Kinh không nói. Xanh vô ích đá. Trần Phi nghe vậy trong ánh mắt cả kinh, nhưng sau đó lại có một ít không nói lắc đầu hoạt kê. Bởi vì, này xanh vô ích đá có thể xưng là một loại ngũ bảo, thuộc về, hiếm thế, cấp tài liệu. Thật có đề cao binh khí ở bên trong bộ đản sinh ra tu di không gian kỳ hiệu, nhưng cái này đá tác dụng chân chính cũng áp dụng ở vậy càng trên một tầng thánh vật phía trên, sẽ khiến vậy chờ khủng bố đẳng cấp binh khí đều cứng rắn như sắt, vô kiên bất tồi, uy lực mạnh phòng. Như vậy, bực này kỳ đá như vậy dùng ở, chính là, pháp bảo trên, thật có thể nói là có chút lãng phí. Tên kia là thật bỏ được, vẫn không biết hàng ni. Nhưng sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng lười còn muốn này có không có. Chỉ thấy kỳ một giây kế tiếp một thanh đưa tay đem tám cung huyền tháp bắt được, bỏ vào trong ngực, liền xoay người hướng từ lâu sợ ngây người Myers Dorp cười nói tốt rồi, cái này đồ vật toàn bộ đều đã cầm xong, Myers Dorp các hạ, chúng ta đi ra ngoài đi. A, Nga, hảo hảo, đem đi đi, ta, chúng ta đi ra ngoài. Mà đang nghe Trần Phi thanh âm như vậy. Myers Dorp thánh ma đạo rốt cục giống như là có chút bừng tỉnh, ánh mắt nhìn phía tám cung huyền tháp đã từng sở sừng sững ở khu vực, đều là không nhịn được lăn giật mình cổ họng. Lại sau đó, làm ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc, trong mắt sợ hãi cùng kính nể trình độ từ lâu, đột phá phía chân trời. Dù sao coi như là hắn, có chưa từng gặp qua như vậy một màn kinh người. Hắn lúc này xem như là đã triệt triệt để ăn xong. Bởi vì có thể thành lớn nhỏ đi lầu các, hoặc là tháp, hắn đời này thật là một lần đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là vậy bây giờ đã biến thành tiểu tháp, trước lại thật là một tòa hai tầng cao trong lầu các, này giá gỗ trên sở trưng bày các loại khủng bố binh khí, cũng là bị cái này tiểu tháp thu. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa lẽ nào, cái này tiểu tháp so với vừa rồi một đống đồ vật cũng còn muốn khủng bố, đều còn lợi hại hơn. Nếu không sao có thể thu được đi vào. Nghĩ đến đây, Myers Dorp phía sau lưng tâm cũng không nhìn được có chút bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tên là hàn khí gì đó, ở cọ ra bên ngoài mạo. Dù sao trước hắn cũng đã cho rằng, trong lầu các, này giá gỗ trên binh khí, sợ rằng cũng đã là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử thập đại thần khí cấp bậc, hoặc là vô hạn đến gần, mà bây giờ, cái này tiểu tháp nếu thật là so với những binh khí kia đều cường đại hơn nói, đây chẳng phải là. Sau đó Myers Dorp mạnh cả người run rẩy, không dám lại tiếp tục muốn xuống phía dưới. Theo chỉ thấy kỳ theo Trần Phi ly khai. Thân vương, ta lại mang đến một hữu dụng thi thể. Ở đại môn kia chỗ sâu tòa thành trong, một tọa lớn vô cùng trước đại môn, có lưỡng đạo phía sau sinh theo ác ma vậy giữ tợn cánh thân ảnh xuất hiện. Tại bọn hắn bên cạnh quả thật có mấy đầu như tiểu sơn vậy cao to viêm ma, nhãn thần trống rỗng, không hề thần trí. Lại cả người tràn ngập hỏa diễm kinh khủng dị thường, liền không khí đều phảng phất là nhanh bị hòa tan. Mặt khác, còn có một đồ cả người là máu thi thể, lúc này cũng liền đang ở hai đạo thân ảnh kia bên cạnh. Cái này hai đạo thân ảnh không là người khác, lại chính là Tu Mã Hách, cùng với Brett gia tộc cuối cùng một vị còn sống đỉnh đại công tước Nguyên Lão. Không, còn chưa đủ, chỉ là loại này rác dưới trong cơ thể sở năng lượng ẩn chứa, căn bản còn đủ để lệnh chủ người sống lại. Còn cần càng nhiều hơn hỏa diễm năng lượng mới được.
Tu Mã Hách nhìn lướt qua thi thể trên đất, lại ngay tức khắc như là ghét bỏ rác dưới vậy, lạnh lẽo mà lại nôn nóng nói. Thế nhưng thân vương, lấy ta hiện tại một lực lượng của cá nhân, coi như là có những. Này Viêm Ma Bang trợ, cũng còn là rất khó đuổi bắt giết chết những tên kia. Bọn họ hiện tại đều ở đây tránh, thành này bảo nội cùng phía ngoài khu vực lại quá. Đỉnh đại công tước Nguyên lão bất đắc dĩ nói. Như vậy thế nào, Cách Lôi, lẽ nào ngươi đều đã quên chúng ta bây giờ làm tất cả, là vì cái gì? Một khi chủ nhân vĩ đại hắn tỉnh lại, chúng ta Brett gia tộc tựu tất tương hội tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi hướng vinh quang, leo lên vương tỏa. Đến lúc đó trên địa cầu này sở hữu hết thảy đều sẽ thần phục với chúng ta, ngươi hiểu không? Là thần phục, chúng ta đem sẽ trở thành trên địa cầu này, nắm trong tay hết thảy người. Tu Mã Hách càng nói sắc mặt vừa thoạt nhìn có chút điên cuồng, tâm tình kích động nói. Hiển nhiên đây tuyệt đối là hắn vạch kế hoạch đã lâu kế hoạch, thậm chí ngay cả gia tộc bọn họ năm đó một vị khác thân vương tồn tại, đều được là cái này, vĩ đại quyết nghị, vật hy sinh. Mà bây giờ, xem hắn cái này vĩ đại quyết nghị rốt cuộc sẽ mại hướng thành công cùng huy hoàng lúc, hắn có thể nào không kích động, không muốn gặp lại một khắc kia nhanh một ít đến. Vĩ đại thân vương, ta làm minh bạch chúng ta bây giờ làm tất cả, đều là vì cái gì? Ta chủ chắc chắn sống lại, ta Brett gia tộc, cũng tất nhiên sẽ bước trên địa cầu này tột cùng nhất, chúa tể tất cả. Mà đỉnh đại công tước Nguyên lão Cách Lôi, đang nghe Tu Mã Hách như vậy sục sôi minh mông ngôn ngữ, cũng có vẻ tâm tình kích động. Nếu không phải là vì đây hết thảy, bọn họ lại làm sao có thể làm ra như vậy chuyện nguy hiểm? Đem các thế lực lớn cường giả lừa gạt đến Liệp Sát Ni. Mà cái này nếu một khi kế hoạch thất bại, hoặc tin tức để lộ nói, sợ rằng sẽ nghênh tiếp bọn họ Brett gia tộc kết quả duy nhất, chính là sẽ bị tức giận các thế lực lớn cùng mà công, sẽ thành mảnh nhỏ, trở thành phương Tây hắc ám thế giới xấu xí lịch sử. Vì vậy, bọn họ cái này hoàn toàn tại cùng tử thần chơi trò chơi, nếu bị thua, tự thực sự hết thảy đều xong. Sẽ liên quan đến cả gia tộc đều cùng bọn chúng chôn cùng. Phanh! Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí bỗng dũng mãnh vào Tu Mã Hách thân thể, chợt chỉ thấy kỳ dữ tợn khuôn mặt trên hiện ra mừng như điên, cùng cười như điên nói chủ nhân vĩ đại, ngài thực sự là không gì làm không được. Ha ha, ha ha ha. Nghe được Tu Mã Hách cái này tiếng cười điên cuồng, đỉnh đại công tước Nguyên lão Cách Lôi ngay tức khắc hỏi, thân vương, đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân vừa rồi ở trong đầu ta giáng xuống thần âm. Hắn nói phía ngoài phong ấn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, vì vậy chúng ta chỉ cần chờ ở đây, sẽ đợi được này con mồi nhất nhất đưa tới cửa, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, cả người hắn phảng phất là lại lâm vào đến trong ảo tưởng. Huyễn tưởng hắn chủ nhân vĩ đại thức tỉnh, chỉ huy bọn họ Brett gia tộc đi hướng huy hoàng. Đây là một mảnh hoang vu, trái đen thổ địa, mặt đất trong khe hở càng chảy xuôi làm cho nham tương, nhiệt độ cao dọa người. Đập vào mặt lưu hoàng gai mũi mùi, rất là quỷ dị. Mà mảnh đất này cũng đã cự tòa đại trận trong trung ương nhất tòa thành rất gần, bốn phương tám hướng phảng phất là có một tầng vô hình cái trục, càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, đem tất cả mọi người ở hướng bên trong đè ép, vội vã khiến cho bọn hắn không chỗ có thể trốn. Ông! Mà nhưng vào lúc này, mảnh đất này thượng không, đột nhiên có một đạo quang mang chỗ ở khu vực cư nhiên vặn vẹo, sau đó hai đạo thân ảnh. Một lão một năm nhẹ, liền trực tiếp là từ trong đó bắn đi ra, bang bang hai tiếng trọng trọng hạ xuống mặt đất trên, nhấc lên một tảng lớn vũ khí thêm bụi mù. Mà cái này hai đạo thân ảnh cũng không phải người khác, chính là từ rách nát đền trong, sau gần nói, bị truyền đưa tới Trần Phi còn có Myers Dock. Khi lấy được tám cung huyền tháp cùng với rời thật lâu sau, bọn họ tự nhiên cũng đã không cần thiết tiếp tục dừng tại nơi đền. Chẳng qua là khi bọn họ hạ xuống mảnh đất này trên sau. Liền không khỏi sắc mặt đều là biến đổi, trở nên có chút bối rối. Nham, nham tương. Nhìn cách đó không xa cự bản thân chỉ có mấy thước xa nhiệt độ cao đỏ đậm dịch thể, Myers Dock bỗng nhiên cả người một chút run run, trong ánh mắt nổ bắn ra ra sợ hãi vẻ, nói liên tục nói, đều có chút run rẩy, nói không rõ sợ. Không, không phải đâu, vì sao loại vật kinh khủng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngay từ đầu cái này trong phong ấn không phải là còn không có sao. Có thể, nhưng bây giờ cái này. Hiển nhiên, mặc dù là lấy hắn hỏa hệ thánh ma đạo đỉnh phong tu vi, cũng không quá quan tâm dám đem loại vật kinh khủng này không nhìn, dù sao, đây chính là có thể đi đến ngàn độ nhiệt độ cao a. Huống chi hắn bây giờ còn là bị thương nặng.
Nham tương. Trần Phi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn quét ra, nhìn cách đó không xa từng cái chậm rãi chảy xuôi xích hồng sắc nham tương sông cũng là sửng sờ, chợt nét mặt cũng là lộ ra thật sâu ngưng trọng cùng kiêng kỵ vẻ. Hiển nhiên hắn cũng là cùng Myers Dock vậy, cũng không dám đem loại vật kinh khủng này không nhìn, nham tương sông ở chỗ sâu trong ẩn chứa nhiệt độ cao cùng lực lượng, có thể là thật rất khủng bố rất kinh khủng. Chỉ là lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ cần đừng té xuống đi, ngược lại cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Myers Dock cũng là như vậy. Xem ra tên kia là thật sắp sống lại, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi trong óc trận kinh không lại đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu như vậy. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt lại giật mình, chợt yên lặng ngưng nhưng mà lên. Nếu không phải là bởi vì đại trận này tựa hồ đã bị cường đại tồn tại cho mạnh mẽ phong bế, cái này trận kinh không lại một lòng một dạ muốn báo thù, giải quyết xong năm đó ân oán, hắn mới không muốn đến chảy loại này nước đục. Hoàn toàn chính là bị buộc, bách phu bất đắc dĩ. Nếu không loại tầng thứ này sự tình, lại là hắn bây giờ có thể lung tung dính vào. Gì? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cùng Myers Dock đột nhiên nhất tề thần sắc khẽ động, sau đó liền không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về đồng nhất phương hướng. Chỉ thấy tại nơi cách đó không xa, đang có mấy đạo thập phần chật vật, nhưng coi như mẫn tiệp thân ảnh, chính hướng phía bọn họ bên này rất nhanh chạy tới. Trần tiên sinh, thánh ma đạo đại nhân. Sau đó là mấy đạo thân ảnh rốt cục càng ngày càng gần lúc, một đạo Trần Phi có chút quen tai kinh hỉ thân tùy theo truyền tới. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh trong, rõ ràng là từ trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần Thụy Điển Simon gia tộc cường giả, Âu Mác Đô. Đến mức những người khác cũng đều là đến từ các thế lực lớn cường giả. Gặp bắt chuyện hắn người lại là vậy có một ít, cỏ đầu tường, vậy Âu Mác Đô, Trần Phi không khỏi bĩu môi, nhưng sau đó còn là không mặn không lạt gật đầu một cái. Nói nguyên lai là ngươi a. Có lệ thái độ, là người đều có thể đủ cảm giác được. Trần tiên sinh, thánh ma đạo hai vị đều không chuyện, thật sự là quá tốt. Âu Mác Đô hiển nhiên đã hiểu Trần Phi ngôn ngữ thanh ý tại ngôn ngoại, có chút lúng túng cười làm lành nói. Hôm nay dưới loại tình huống này, lại hơn nữa hắn cũng đã biết Trần Phi Trần tiên sinh lực lượng, hữu khởi dám trong lòng khó chịu, có oán giận. Hơn nữa cái này nói cho cùng. Còn chưa phải là hắn Âu Mác Đô có mắt không tròng, không nhìn được Thái Sơn, bản thân tìm. Nếu không phải trước hắn trước hết một lần mắt mù, tuyển chọn Bắc Âu Odin thần cung lót, đối phương Trần tiên sinh hiện tại như thế nào sẽ đối với hắn như thế chăng thích. Myers Dock đến không biết Âu Mác Đô cùng Trần Phi trước về điểm này tiểu cố sự. Chẳng qua là khi hắn gặp đến bây giờ tựu cư nhiên chỉ còn lại có như thế mấy người lúc, không khỏi chân mày có chút sâu đậm nhăn lại. Sắc mặt khó coi nói thế nào chỉ còn lại mấy người các ngươi. Những người khác đâu, lẽ nào, hắn là muốn nói lẽ nào đều chết hết, bất quá lại không hoàn chỉnh nói ra, nhưng rất hiển nhiên tất cả mọi người nghe hiểu ý tứ của hắn. Trước chúng ta đều là tách ra chạy, sau lại đang cái này ngẫu nhiên hội tụ đến cùng nhau, vì vậy những người khác. Chắc là có đã chết, có không biết tránh đi địa phương nào. Có người trả lời Myers Dock hỏi thăm. Lại cắn răng mở miệng hỏi, Myers Dock thánh ma đạo, ta trước từng gặp qua Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người bọn họ đang đuổi giết. Ở truy ngươi, không biết, hai xúc sinh hiện tại người đâu. Từng có chuyện lúc trước, hiển nhiên bọn họ đều rất rõ ràng cái này Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ đều là địch nhân. Hơn nữa còn là địch nhân rất đáng sợ, vì vậy hắn mới muốn bức thiết biết tung tích của địch nhân, tốt sớm cảnh giới cùng làm tốt đối sách. Ngươi nói bọn họ a. Đều bị Trần tiên sinh giải quyết rồi. Nghe vậy Myers Dock đầu tiên là sửng sốt, sau tựu nở nụ cười, nói. Hiểu rõ, giải quyết rồi. Mà đang nghe Myers Dock nói như vậy, mấy người đều là nhìn không được con ngươi kịch liệt co rụt lại, sau đó đó là khó có thể tin cùng sợ hãi cảm xúc đều hoàn toàn xích lõa xông lên khuôn mặt. Đối với Ôn gia hai huynh đệ thực lực, bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng, thậm chí chính bọn nó lại nếu gặp chống lại lúc, đều chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Cho nên khi nhưng mà minh bạch hai người kia là có nhiều đáng sợ.